chương 61, châm phạt. Hồi còn trong quân đội, Huỳnh Nhân học được vài món của bác sĩ quân y số 1 của Kim Hoàng, Phùng Cẩn Mai. Tuy anh chỉ học sơ sài nhưng cũng mạnh hơn, chuyên gia, gì đó bên ngoài nhiều. Anh vừa liếc đã nhận ra thanh niên kia vốn chả bị cảm lạnh, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, mấy cái kia toàn do anh ta giả vờ. Nếu đã như vậy thì cái gọi là bảo hành y tế cũng không có, dám thể là tên quách tuấn tham không đáy này muốn lừa lấy thêm chút tiền. Còn bác Quách thì gã cũng chẳng quan tâm luôn. Gã ta chỉ thích đánh bạc, lại còn cãi nhau với bác Quách rất nhiều lần vì chuyện bài bạc. Gã ta đã thầm căm ghét bác Quách rồi, ước chị ông cụ chết sớm một chút để gã tiện bề chia tài sản kia. Vốn huỳnh nhân còn muốn nể mặt bác Quách, không muốn khiến Quách Tuấn quá mất khôn kham, nhưng bây giờ xem ra đó hoàn toàn là điều thừa. May thả nó ra, Quách Tuấn dẫn mấy người nhà đến hùng hổ vây quanh. Nó đã suy nhược lắm rồi, sao nó chịu được hành hạ? thêm nữa, mày biết y thuật à, có giấy phép hành nghề y không đấy? Huỳnh nhân nhìn gã ta rồi cười nói. Anh sợ à? Buồn cười, tao mà sợ. Quách Tuấn lập tức châm chọc như thể gã ta nghe được chuyện mắc cười. Tao sợ mày chơi dại thôi, rõ ràng mày không biết chữa, vậy mà cứ đòi giả bộ như giỏi giang lắm, lỡ có chuyện gì mày đền nổi không? Lúc này, Liễu Thủy Hoa cũng nôn nóng kéo tay áo Huỳnh Nhân. Audio điện tử võ tấn bền. Anh rể, không phải anh nói có cách kiếm ra 500 vạn kia sao? Sao tiền đã không thấy mà anh còn đổ dầu vào lửa nữa? Anh nói giải quyết vấn đề là xem rõ xem ai hãm hại em, chứ không phải bóp bụng đưa tiền cho chúng. Huỳnh Nhân thản nhiên nói. Hay là em cứ chấp nhận để người ta lừa như vậy hả? Em, Liễu Thủy Hoa nghẹn họng, vẻ mặt khi đỏ khi trắng. Tất nhiên cô ấy không muốn bị lừa tiền, nhưng tình hình ép buộc yên tâm anh sẽ không làm em thất vọng đâu huỳnh nhân nhìn liễu thụy hoa rồi trầm giọng nói thấy ánh mắt kiên định của huỳnh nhân liễu thụy hoa đột nhiên không dám nói gì huỳnh nhân lại nhìn về phía quách tuấn rồi cười ha ha đền hay không đền nổi là chuyện của tôi anh chỉ cần đừng đến cản trở tôi là được rồi nói rồi ngón tay anh búng ra keng cây kim bạc dài mảnh lập tức đâm về phía thanh niên gầy ốm kia anh ta lập tức sợ đến tái cả mặt rồi cố sức dãy ruộng nhưng lại bị lưu an giữ chặt. Phập kim bạc đâm vào người thanh niên khiến anh ta đau đến mức kêu liên tục. A à, đau đau chết mất thấy cảnh tượng này quách tuấn lập tức tái mặt. Mày dám gã ta vừa nói đã đi đến cướp kim bạc trong tay huỳnh nhân. ầm uhm. nhưng khi gã ta còn chưa kịp đụng vào một cọng tóc của huỳnh nhân thì cả người quách tuấn đã bị đá bay ra ngoài. Loảng xoảng vừa hay bên cạnh có cái thùng rác đầu quách tuấn đập vào đống rác chỉ còn đôi chân vẫy vùng như ếch xanh thiếu chủ làm việc người không liên quan không được đến gần ánh mắt của lưu an tràn ngập sát khí nhìn một vòng giọng điệu của cô ta lạnh lẽo như muốn đóng băng vạn dặm đám người đó hoảng sợ rủ nhau lui về phía sau liễu thụy hoa cũng khiếp phía mà nhìn lưu an cô ấy thầm nghĩ chị gái này trông ít lời mà sao khi ra tay lại tàn nhẫn như vậy chứ may mày chờ cho tao. Đám người nhà bệnh nhân vẫn nộ nhìn Lưu An, nhưng khi cô ta liếc mắt thì bọn họ lập tức sợ đến lùi ra sau. Khí thế của nhiều người như vậy mà còn không thắng nổi một mình Lưu An. Quách Tuấn, Quách Tuấn, anh không sao chứ? Họ đến bên cạnh thùng rác, một người bắt lấy một chân của Quách Tuấn, lật gã ta từ trong thùng rác ra. Trên đầu Quách Tuấn có chiếc vỏ chuối bốc mùi hôi, trên đó còn có một đám ruồi xanh bay vo ve mọi người đều lùi ra sau theo bản năng rồi bịt mũi lại. Mày được lắm huỳnh nhân, mày dám sỉ nhục tao, bọn mày tiêu rồi. Quách Tuấn ném vỏ chuối thối trên đầu xuống rồi phẫn nộ lao về phía huỳnh nhân. Nhưng huỳnh nhân lại chẳng thèm liếc nhìn Quách Tuấn, anh chỉ nghiêm túc nhìn người thanh niên gầy ốm kia. Tôi cho anh một phút để nói ra chân tướng trước quần chúng, nếu không. Phút, huỳnh nhân lại rút thêm một cây kim bạc với giọng điệu lạnh lùng có từng nghe đến châm phạt chưa? Thanh niên gầy gò kia mờ mịt nhưng Liễu Thụy Hoa ở phía sau lại thấy lạnh lẽo một cách vô cớ. Cô ấy học y nên tất nhiên biết châm phạt là gì. Đó là một hình thức điều trị trong châm cứu, nhưng nếu gọi đó là điều trị bằng châm, chẳng thà gọi nó là khổ hình. Sau khi kim châm vào toàn bộ 720 sao 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 trên người, chúng sẽ loại bỏ hết bệnh lớn bệnh nhỉ trong cơ thể bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ cảm thấy như bị vạn mũi tên đâm xuyên tim. Và vì quá tàn khốc nên phương pháp này đã bị đông y học cấm. Đột nhiên Liễu Thụy Hoa cảm thấy hoảng hốt, nhìn theo bóng dáng của Huỳnh Nhân. Chẳng lẽ anh biết làm ư? Châm phạt có yêu cầu rất cao với người cắm châm giả. Đó không chỉ là phải thành thạo toàn bộ sao 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 trên người mà còn phải cắm châm thật nhanh, chuẩn, dứt khoát. Người biết làm cũng không nhiều. Người không biết thì không sợ, thanh niên gầy gò nhìn thoáng qua cây kim bạc mảnh dài rồi hạ quyết tâm, chẳng phải là kim châm à, có cái gì đáng sợ hơn nữa hả? Anh ta cắn răng rồi ho dữ dội mà nói. Khụ khụ, tôi không biết anh đang nói gì. a à, lời còn chưa nói xong thì anh ta đã kêu lên thảm thiết. Kim bạc trong tay huỳnh nhân đã đâm vào người anh ta. Anh ta ngay lập tức đổ mồ hôi thành dòng. Trong khoảnh khắc, anh ta cảm thấy thân thể của mình như bị thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua anh còn có 30 giây. Huỳnh Nhân bình tĩnh rút thêm một cây kim bạc nữa rồi nói như thường. Ngoặc kép ngoặc kép, người đàn ông gầy gò cắn chặt răng, mồ hôi toát ra ướt quần áo của anh ta, trông anh ta như vừa vớt từ dưới sông lên vậy. Nhưng anh ta vẫn cứ mạnh miệng. Âm mưu giết người, đây là âm mưu giết người, khổ khổ, mau báo cảnh sát. Ánh mắt Huỳnh Nhân trở nên lạnh lẽo, anh búng tay bắn ra. Phút. Ngân châm cùng với tiếng giết lại hoàn toàn đâm vào thân thể anh ta. À, người đàn ông gầy gò phát ra tiếng kêu như heo bị giết. Lúc này tâm trí anh ta đã thực sự tuyệt vọng, anh ta khóc lớn. Vừa khóc anh ta vừa mắng. Quách Tuấn, mẹ nó, cái thứ lừa đảo nhà mày, ông đếch làm việc này nữa. Tôi vốn không bị cảm lạnh, toàn bộ là do thằng này kêu tôi đóng giả. Anh ta nước mũi nước mắt đầm đìa mà mắng. Nó cho tôi một số tiền bảo tôi giả làm người bệnh bị cảm nặng nói sẽ có một con mốc nhiều tiền đến đưa cho nó vài trăm vạn tới lúc đó sẽ chia đều ai cũng choáng váng họ há hốc mồm nhìn về phía quách tuấn liễu thủy hoa run cả người hóa ra từ đầu đến cuối là cái bẫy nhắm vào một mình cô ấy khuôn mặt của quách tuấn cũng khi đỏ khi trắng cực kỳ khó coi huỳnh nhân lại vừa lòng mỉm cười rồi anh cười ẩn ý mà nhìn chầm chầm vào thanh niên kia thật vậy sao thế mà tôi lại thấy anh bị bệnh không nhẹ đâu thanh niên gầy gò kia vừa nghe thì đã sợ tới hết hồn anh hai anh tha cho em đi em thật sự không bị bệnh nói rồi anh ta còn dùng lực lắc hai vòng nói chuyện cũng không ho nữa mấy người xem đi làm gì có người bệnh cảm nặng nào có thể khỏe như vâm thế này đâu ngoặc kép ngoặc kép không có ai nói gì không gian tràn ngập hơi thở xấu hổ chạy mau đột nhiên quách tuấn hét lớn rồi xoay người bỏ chạy. Những người khác thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo. Không được chạy. Liễu Thụy Hoa thấy vậy thì định đuổi theo, nhưng lại bị Huỳnh Nhân cản lại. Không cần đuổi theo, bọn chúng chỉ là cá con thôi. Ý anh là gì? Chẳng lẽ sau lưng gã còn có ai sao? Liễu Thụy Hoa mở to mắt hỏi. Huỳnh Nhân không đáp mà chỉ cười lạnh. Nếu như anh đoán không sai thì nhất định chuyện này có liên quan đến công ty dược phẩm Hồng Thiên anh còn đang lo vụ án 316 không có điểm bứt phá đây. Thật là lúc không lại có được thứ mình cần, chương 62, dây cà ra dây muống. Quách Tuấn chạy rồi, cảnh tượng hài hước này cũng biến mất, trước cửa bệnh viện chỉ có vài giáo viên đang đứng ở đó với vẻ mặt lúng túng. Trường học xảy ra chuyện động trời như thế, chắc chắn bọn họ sẽ coi người nhà bệnh nhân như tổ tông mà cúng bái nhưng họ không ngờ rằng mình lại bị lừa gạt nếu như nói quách tuấn là hung thủ vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ trở thành tòng phạm nối giáo cho giặc hay sao ờ thì cậu là người nhà của em liễu thụy hoa đây đúng không một giáo viên đánh liều đi tới hỏi tôi là anh rể của em ấy huỳnh nhân thản nhiên nói tôi nghe nói bởi vì chuyện này mà thụy hoa bị đuổi học hả câu nói này khiến trái tim của bọn họ đều trùng hẳn xuống quả nhiên anh tới đây là để khởi binh vấn tội bọn họ ông la người ở khoa các ông gây ra chuyện thì ông tự đến mà giải quyết đi. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bụng bia. Người đàn ông bụng bia kia đành phải gắng ngượng nói, "Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, ảnh hưởng từ chuyện này quá lớn. Nếu như không xử lý nghiêm thì đại học Minh Châu sẽ phải đóng cửa mất thôi." "Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi, đơn thuốc con bé kê cho bệnh nhân có vấn đề gì không?" Huỳnh Nhân lạnh lùng nói. "Cái này La Vong Cơ tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Không có vấn đề gì cả. Vậy tại sao con bé lại bị đuổi học? Giọng điệu của Huỳnh Nhân càng trở nên lạnh lùng hơn. Vì bo bo giữ mình mà mấy người đành lòng bán cả sinh viên của mình, coi con bé thành kẻ thế mạng, mấy người có tư cách gì để trở thành những người chồng người chứ? Một tiếng hét vang trời khiến La Vong Cơ và đám giáo viên sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Liễu Thủy Hoa nhìn giáo viên của cô ấy bằng gương mặt vô cùng phức tạp, lòng như cho lạnh tôi muốn gặp hiệu trưởng của mấy người. Gương mặt la vong cơ có hơi thay đổi, ông ta nói. Bây giờ hiệu trưởng đang mở cuộc họp, giờ không thể vào trong. Biến đi, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn ông ta một cái, lập tức cũng không có ai dám bước lên ngăn cản anh nữa. Trong lòng cô ấy, đám người ở đây đã được tuyên án tử hình, sở giáo dục lại có được một phen bận rộn rồi. Liễu thủy Hoa đi phía sau Huỳnh Nhân, trong ánh mắt của cô ấy có chút hoảng hốt, Liễu Thụy Hoa chỉ mới quen người anh rể này của cô ấy có hai ngày nhưng cô ấy lại tìm được một cảm giác an toàn trên người anh. Phải biết rằng loại cảm giác an toàn này, chỉ có ba và chị gái của cô ấy mới có được. Dầm, Huỳnh Nhân đạp mở cửa phòng hiệu trưởng, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang làm việc ở bên trong rồi nó. Ông chính là Từ Tân Vinh, hiệu trưởng từ đúng không? Từ Tân Vinh đeo kính mắt trông có vẻ rất chín chắn, ông ta nheo mắt lại nói cậu là sau đó la phong cơ thở hồng hộc chạy đến nói hiệu trưởng từ xin lỗi ông tôi không ngăn được cậu ta từ tân vinh nhìn la phong cơ một cái rồi thản nhiên gật đầu với ông ta ông ra ngoài trước đi la phong cơ còn định nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt của từ tân vinh ông ta chán trường đi ra ngoài tôi tên huỳnh nhân huỳnh nhân đi đến chỗ của từ tân vinh rồi lạnh lùng hỏi ông ta tôi nghe nói chính ông đã tuyên bố đuổi học liễu thụy hoa tôi còn tưởng mấy người đến đây là vì chuyện gì cơ, hóa ra là vì chuyện của cô ta. Từ Tân Vinh mỉm cười, giọng điệu vững như bàn thạch. Tôi làm như thế có gì sai sao? Cô ta học hành không đến nơi đến trốn chữa bệnh cho người ta đến tàn phế thì tôi đuổi học cô ta cũng là hợp tình hợp lý thôi, nếu không làm sao mà xoa dịu cơn giận của người nhà bệnh nhân được chứ? Ông ta hùng hồn nói như thể những việc ông ta làm là đúng vậy khiến cho ánh mắt của Huỳnh Nhân càng lạnh lẽo hơn theo như những gì tôi được biết thì đơn thuốc liễu thụy hoa kê không có vấn đề gì cả thế nhưng đúng là cô ta đã khiến bệnh tình của bệnh nhân trở nặng hơn từ tân vinh nghiêm nghị nói đây là sự thực không cách nào xóa bỏ được huỳnh nhân tối sầm mặt lại đối phương căn bản không muốn biện luận với anh mà ông ta chỉ cắn chặt lấy vấn đề này mãi không buông đúng vậy liễu thụy hoa khiến cho bệnh tình của bệnh nhân trở nặng hơn là sự thật không chối bỏ được nếu như mấy người muốn cho liễu thụy hoa đi học lại vậy thì phải tìm ra bằng chứng chứng minh cô ta vô tội nếu không cũng chỉ là lời nói suông thôi từ tân vinh thản nhiên nói cậu còn có chuyện gì nữa không chỉ cần tôi phơi bày chân tướng sự việc ra là được đúng không huỳnh nhân thản nhiên mặt mày tỉnh bơ nói tất nhiên rồi từ tân vinh mỉm cười ông ta nói nếu như chúng tôi làm sai tất nhiên chúng tôi sẽ xin lỗi cô ta chỉ sợ là ông không được ngồi trên cái ghế mình đang ngồi lâu nữa đâu nói xong huỳnh nhân dẫn theo liễu thụy hoa rời khỏi văn phòng hiệu trưởng nhìn vẻ mặt u ám của huỳnh nhân liễu thụy hoa không kìm lòng được lên tiếng anh rể không sao đâu em không thể học ở đại học minh châu thì em có thể đi học ở những ngôi trường khác mà nếu như không được thì em sẽ quay về yên lăng em nghĩ chỉ đơn giản là chuyển trường thôi sao huỳnh nhân thản nhiên nói vết nhơ này sẽ được ghi vào trong học bạ của em, sẽ đi theo em cả đời đấy. Hả? Liễu Thủy Hoa hoảng sợ, gương mặt nhỏ tái mét lại. Em cứ yên tâm, đây không phải là chuyện của em mà bây giờ nó đã trở thành chuyện của anh rồi. Gương mặt của Huỳnh Nhân đã dịu hơn đôi chút, anh mỉm cười với Liễu Thụy Hoa rồi nói. Bác Quách có ơn với anh, anh sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện này để trả lại công bằng cho mọi người. Liễu Thủy Hoa cắn môi, Cô ấy im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng nói lời xin lỗi với Huỳnh Nhân. "Anh rể, em xin lỗi." "Xin lỗi gì chứ? Huỳnh Nhân ngẩn người ra. Tất cả là tại em nên mới liên lụy đến người thân của anh." Trên gương mặt nhỏ của Liễu Thụy Hoa đầy vẻ tự trách. "Không trách em được." Huỳnh Nhân mỉm cười, anh vỗ lên bả vai của Liễu Thụy Hoa rồi nói. "Em về nhà trước đi, những chuyện còn lại cứ để anh điều tra." Thế nhưng Liễu Thụy Hoa vẫn cắn chặt răng. Ánh mắt sâu xa, cô ấy lại bướng bỉnh nói. Chuyện do em gây ra anh cứ để cho em tự mình giải quyết. Huỳnh Nhân ngẩn người nhìn cô em vợ, sau đó anh khẽ mỉm cười với cô ấy. Được rồi, thế em đi theo anh. Vâng ạ. À. Tâm trạng không vui của cô em vợ này của anh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cô ấy đã nhanh chóng hồi phục lại tính cách hoạt bát thanh xuân thường ngày. Anh rể, bây giờ em đã có cái nhìn khác về anh rồi, có thể chị em lựa chọn anh là một quyết định chính xác. Huỳnh Nhân mỉm cười, anh cũng không lên tiếng. Liễu Thủy Hoa vỗ ngực rất trưởng nghĩa nói: Anh dễ, anh cứ em tâm, anh giúp đỡ em như thế, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu. Nếu như ba em hỏi tới thì em sẽ đứng về phía anh, giúp anh nói những lời tốt đẹp. Vậy thì cảm ơn em nhé. Huỳnh Nhân giờ khóc giờ cười nói. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây ạ? Huỳnh Nhân nở một nụ cười bình tĩnh rồi nói ra mấy chữ: Nhà của bác Quách. Cũng vào lúc này có một chiếc xe buýt đang lao nhanh trên đường lớn, vượt qua hết xe này tới xe khác. Có thể nhìn ra tâm trạng của chủ nhân chiếc xe này đang rất không tốt. Huỳnh Nhân, Huỳnh Nhân. Quách Tuấn lái xe với tốc độ tên bắn, đồng thời anh ta còn đang không ngừng lẩm bẩm tên của Huỳnh Nhân, vẻ mặt anh ta đầy hung ác. Chuyện này thì liên quan quái gì đến mày chứ, mày cứ nhất quyết làm hỏng chuyện tốt của tao như thế, lần này bảo tao biết ăn nói thế nào với anh Diệp đây. Reng 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 lúc này tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên nhìn tên hiển thị trên điện thoại vẻ mặt của quách tuấn đột nhiên thay đổi khóe mắt giật giật nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay alo anh diệp ạ à, sao lại nhớ đến mà gọi cho thằng em vậy vừa mới bắt máy quách tuấn giống như đổi mặt vậy mặt mày rạng rỡ nói nhảm ít thôi con nhóc liễu thụy hoa kia có động tính gì không giọng nói vang dội của người đàn ông từ đầu bên kia vọng tới vừa nghe thấy thế gương mặt của quách tuấn đột nhiên trở nên khó xử anh ta không biết phải ăn nói thế nào với anh diệp cả là thế này anh diệp ạ à, sự việc xảy này có ra chút sự cố nho nhỏ gì cơ tiếng của anh diệp ở đầu dây bên kia lập tức cao lên quãng tám tên họ quách kia tôi bảo cậu làm việc là vì coi trọng cậu nếu như cậu làm hỏng việc thì xem tôi có bẻ gãy cổ cậu không vâng ạ vâng ạ vâng ạ quách tuấn lập tức trả lời anh diệp tức giận anh ta không vui nói. Nói đi, đã xảy ra sự cố gì rồi? Quách Tuấn chỉ đành kể lại đầu đuôi sự việc mới xảy ra ban nãy lại một lần. Quách Tuấn đã cố gắng đẩy mình thành người bị hại hết sức có thể rồi nhưng vẫn bị anh Diệp mắng cho té tát. "Quách Tuấn, tôi nói có phải đầu óc của cậu có vấn đề phải không? 5 triệu vẫn chưa đủ cho cậu ăn chơi sao, cớ sao phải bảo hành y tế lên như thế chứ? Giờ thì hay rồi, hỏng hết chuyện rồi đấy." Anh Diệp chửi ầm lên từ giọng điệu của anh ta thì có thể thấy rằng anh ta không hề hay biết một tí gì về việc bạo hành y tế lần này cả. Là do Quách Tuấn lòng tham không đáy, tự chủ trương làm ra loại chuyện này. Quách Tuấn, cậu nghe cho rõ đây, Liễu Thụy Hoa là người tôi để ý từ lâu lắm rồi nhưng vẫn không tài nào theo đuổi được cô ấy. Tôi chỉ hy vọng lần này cô ấy đi vào đường cùng thì có thể tìm đến tôi. Cậu thì hay rồi, lại gây thêm rắc rối cho tôi. Quách Tuấn cũng không dám thở mạnh, anh Diệp chửi một lúc lâu thì cơn giận mới vơi đi đôi chút. Nhưng mà cũng may không làm cho tình tình trở nên quá tồi tệ. Anh Diệp u ám nói: "Hôm nay chính là ngày phải giao nộp tiền, cậu phải bám chặt lấy cô ấy bắt cô ấy bồi thường 5 triệu tệ, nếu như cô ấy không đền được thì lấy thân ra đền, chói cô ấy mang tới chỗ của tôi cho tôi." "Vâng ạ, à, thưa anh Diệp, lần này em nhất định sẽ làm được, em sẽ không để anh phải thất vọng đâu ạ." À. "Ừ, đi đi." chương 63, dọa dẫm tống tiền. Huỳnh Nhân dẫn Lưu An và Liễu Thụy Hoa đi đến một nơi gọi là khu dân cư thành phố Lương. Nơi này là nhà bác quách. Trên đường đi, em vợ đứng ra mua một giỏ trái cây to, ba người rẽ vào một ngõ sâu, đi đến trước cửa một căn nhà trệt. Cộc cộc cộc, Huỳnh Nhân gõ cửa nhà bác quách. Bác quách, là cháu đây, Huỳnh Nhân. Rất nhanh, một cô gái trạc tuổi Liễu Thụy Hoa cẩn thận mở cửa khép hờ, nhút nhát sợ sệt hỏi mọi người là em là từ huệ giọng điệu huỳnh nhân mang theo tia vui mừng thấy chàng trai đứng trước mặt này biết tên bản thân từ huệ không khỏi ngẩn người là anh huỳnh nhân đây trước đây anh từng đến nhà em ăn cơm từ huệ cẩn thận nhớ lại sau đó kinh ngạc lên tiếng anh là anh huỳnh nhân sao huỳnh nhân mỉm cười gật đầu từ huệ là con gái nuôi của bác quách khác với quách tuấn cô ấy nghe lời ngoan ngoãn học hành cũng rất giỏi mọi người là bạn của anh huỳnh nhân à mau vào đi từ huệ nhiệt tình mời ba người huỳnh nhân bước vào nhà sau đó lập tức chạy về phòng vui vẻ nói ba anh huỳnh nhân đến huỳnh nhân đánh giá bảy biện trong phòng diện tích rất nhỏ chỉ có hai phòng một phòng là phòng ngủ một phòng là phòng khách để ăn cơm phòng bếp cũng ở đấy trông rất chật trội lúc này từ huệ bưng ba tách trà ra áy náy nói nhà cửa chật hẹp xin đừng để ý không sao huỳnh nhân cười nhẹ sau đó dường như là nhớ ra chuyện gì đó hỏi tiểu huệ anh nhớ trước kia mọi người sống ở trung tâm thành phố mà tại sao lại chuyển đến đây ôi đừng nói nữa nhắc đến chuyện này sắc mặt từ huệ lại trở nên ảm đạm anh quách tuấn đánh bạc đến nỗi thiếu cả đống nợ nhà em chỉ có thể bán đi căn nhà ở trung tâm thành phố để trả nợ vậy à vẻ mặt huỳnh nhân không thay đổi nhưng chỉ có Lưu An nhận ra vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt anh. Vậy Quách Tuấn đâu? Anh ấy chê nhà cửa rột nát, ngoại trừ mấy ngày nay ba trở bệnh nặng anh ấy có quay về tham gia thì đều sống ở bên ngoài. Bây giờ chỉ có em chăm sóc ba. Sắc mặt huỳnh nhân khẽ thay đổi. Nhưng mà anh nhớ em còn đang học đại học đúng không? Ánh mắt vốn sáng ngời của từ huệ chợt trở nên buồn bã, gắng gượng mỉm cười nói. Em bỏ học rồi. Sứt lời, không chỉ huỳnh nhân thay đổi sắc mặt, mà cả Liễu Thụy Hoa cũng cảm thấy không đành lòng. Với Từ Huệ mà nói, cướp đi quyền lợi được học đại học của cô ấy, quả thực quá mức tàn nhẫn. Huỳnh nhân quay đầu nhìn Lưu An, Lưu An gật đầu, ý bảo đã chuẩn bị chu toàn mọi việc. Không nói chuyện này nữa, em đi gọi ba. Từ Huệ mỉm cười, định đứng dậy. Huỳnh nhân cản lại. Không cần, bác quét nhiễm phong hàn nặng, không nên xuống giường. Từ Huệ giật mình nhìn Huỳnh Nhân. Tại sao mọi người biết? Tụi anh đến đây là vì chuyện này. Biểu cảm huynh nhân trở nên nghiêm túc, nói. Ngoài ra, còn một việc em có quyền được biết, đó là cô Liễu đây, cô ấy chính là người kê đơn thuốc kia cho bác Quách. Cái gì? Từ Huệ lập tức trừng to mắt nhìn chằm chằm Liễu Thụy Hoa. Nhưng mà anh có thể lấy mạng sống của mình ra bảo đảm, cô ấy bị oan. Huỳnh Nhân còn nói thêm. Đơn thuốc cô ấy kê cho bác Quách hoàn toàn đúng, vấn đề là ở dược liệu. Từ Huệ nghe vậy, cũng bình tĩnh lại. Cô ấy không phải kẻ ngốc, đã từng nhìn qua đơn thuốc kia, quả thật là đơn thuốc trị bệnh phong hàn. Nhưng có một điều cô ấy không thể hiểu được, bà cô đã uống thuốc trị phong hàn rồi mà tại sao bệnh tình lại càng nặng thêm. Rất đơn giản, có người đang dở trò. Huỳnh Nhân cười lạnh nói. Hơn nữa rất có khả năng là người bên cạnh làm. Không thể nào. Từ Huệ khó mà chấp nhận sự thật này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Huỳnh Nhân không nói gì, nếu không có sự kiện bảo hành y tế của Quách Tuấn thì anh sẽ không nghĩ đến mức độ này. Nhưng Quách Tuấn cố ý bạo hành, rất rõ ràng gã ta làm vì tiền. Trái lại đã giúp anh tháo gỡ được nút thắt trong chuyện này. Đây là một vòng xoáy cực lớn, Quách Tuấn chỉ là một con tốt, sau lưng còn một âm mưu lớn hơn nữa. Thậm chí phía trường học cũng là một trong những kẻ tham dự vào. Mặc kệ thế nào, cứu bác Quách tỉnh lại trước rồi nói tiếp huỳnh nhân nghiêm mặt nói từ huệ lắc đầu vẻ mặt u ám không được bác sĩ đã nói phong hàn xâm nhập vào phổi cần phải nằm viện trong thời gian dài nhà em không chi trả tiền thuốc men nổi huỳnh nhân mỉm cười nói không thử sao biết được vừa khéo anh cũng hiểu chút y thuật từ huệ cắn chặt môi do dự nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của huỳnh nhân cô ấy vẫn cắn răng đồng ý nói vâng ạ Cô ấy dẫn Huỳnh Nhân đi vào phòng ngủ, bên trong có một cái giường đất sưởi ấm, ông cụ già dạ yếu đang nằm trên giường, đúng là bác Quách. Huỳnh Nhân đến à, bác Quách đang muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không còn tí sức lực nào. Huỳnh Nhân hoảng hốt, vội nói. Bác Quách, bác nằm đi, đừng động đậy. Ra cả rồi, không làm gì được. Bác Quách ho khan hai tiếng, nụ cười mang theo tia bất đắc dĩ. Trước đây còn muốn nhìn thấy cháu kết hôn, bế đứa con sau này của cháu hiện giờ xem ra là không được nhìn rồi nhìn được biểu cảm huỳnh nhân nghiêm túc nhìn bác quách nói cháu đã kết hôn cũng có một bé gái vô cùng đáng yêu sau này cháu sẽ dẫn vợ con đến thăm bác bây giờ cháu chữa bệnh cho bác được khuôn mặt bác quách nở nụ cười phức tạp trông có vẻ không phản kháng mấy nhưng chỉ có huỳnh nhân biết bác quách đã cam chịu số phận rồi bác quách cháu sẽ không để bác chết bàn tay huỳnh nhân đặt lên tay bác quách cẩn thận cảm nhận. Ba em sao rồi? Từ Huệ và Liễu Thụy Hoa đều mang vẻ mặt lo lắng. Huỳnh Nhân lắc đầu. Mạch tượng yếu ớt, ta khí thịnh vượng, nhịp tim không đều, thể trạng bất ổn. Giống như bệnh viện đã chẩn đoán, phong hàn xâm nhập vào phổi, ngoài lạnh trong nóng. Xoẹt, vừa dứt lời, sắc mặt Từ Huệ và Liễu Thụy Hoa nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng mà vẫn có thể cứu được. Huỳnh Nhân nghiêm túc nói tôi cần có người hỗ trợ. Để em, Liễu Thủy Hoa sung phong nhận việc, biểu cảm nghiêm túc. Em phải làm thế nào? Giúp anh đỡ bác quét dậy, anh phải thanh tẩy nội hỏa trước, sau đó loại trừ phong hàn bằng ngân châm. Liễu Thủy Hoa gật đầu, sau đó cẩn thận nâng bác quét nằm trên giường dậy, để ông ta ngồi thẳng lưng. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại Liễu Thủy Hoa vang lên, là một dãy số xa lạ. Cô ấy nhíu mày, Ai lại gọi điện thoại cho cô ấy vào thời khắc then chốt này? Nhưng cô ấy vẫn bắt máy. Alo, ai đấy? Cô bé, mới đây mà đã không nhận ra giọng nói của tôi sao? Bên đầu điện thoại vang lên giọng cười ngả ngớn của một người đàn ông. Liễu Thủy Hoa và Từ Huệ đồng thời biến sắc, không ngờ là Quách Tuấn. Thằng nhóc thối tha này. Bác Quách tức giận đến nỗi tái mét mặt mày, Huỳnh Nhân lại làm tư thế im lặng với ông ta và Từ Huệ tạm thời không thể để Quách Tuấn biết bọn họ ở nhà bác Quách. Sao anh biết số của tôi? Liễu Thủy Hoa tức giận chất vấn. Chuyện này không cần cô lo. Quách Tuấn chậm chạp nói. Tôi gọi để hỏi thử, cô đã chuẩn bị tiền bồi thường 5 triệu này thế nào rồi? 5 triệu, 5 triệu nào, vẻ mặt từ Huệ mơ hồ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của từ Huệ, Huỳnh Nhân càng thêm chắc chắn đây là một cái bẫy có tổ chức và mưu tính từ trước. Quách Tuấn tiếp tục hung dữ uy hiếp. Chuyện trước kia coi như tôi xui xẻo, nhưng chuyện cô chữa cho ba tôi thành tàn phế là chắc như đinh đóng cột. Nếu không đưa 5 triệu tiền bồi thường thì cô cứ ngồi đợi bóc lịch đi. Nghe Quách Tuấn nói vậy, sắc mặt Từ Huệ lập tức tái nhợt giải thích với Huỳnh Nhân. Anh Huỳnh Nhân, nhà em không biết chuyện này, một nhà chúng em trong sạch, cho dù ba em bị bệnh thì em cũng sẽ không làm chuyện dọa dẫm tống tiền này đâu. Huỳnh Nhân thở dài, nói anh biết hai người sẽ không làm vậy, nhưng không có nghĩa là thằng con bất hiếu chỉ biết đánh bạc kia sẽ không làm. Dừng một lúc, anh nhìn Liễu Thụy Hoa ý bảo cứ nói hùa theo ý gã ta trước. Liễu Thụy Hoa nói tiếp theo ý Huỳnh Nhân. Tôi đã chuẩn bị 5 triệu xong rồi, anh muốn thế nào? Bên kia, Quách Tuấn cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ cô gái này gom đủ tiền thật, sau đó lại cười u ám nói. Chuẩn bị xong thì được rồi, cô đi đổi 5 triệu này thành tiền mặt. Chiều tối 5 giờ ở công viên Trung Sơn, chúng ta gặp mặt giao dịch. Chỉ có một mình cô đến, nếu như tôi biết cô dẫn người theo thì đừng trách tôi quậy đến mức cả thành phố đều biết chuyện này. Chương 64: Cá chết lưới rách. Sau khi Quách Tuấn cúp điện thoại, khuôn mặt Từ Huệ và bác Quách tràn đầy tức giận. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện Quách Tuấn dọa dẫm tống tiền. Ngày nào Từ Huệ cũng chăm sóc bác Quách lâm bệnh nặng. Gã ta thì hay rồi không ngờ gã ta lại lấy chuyện này để làm công cụ tống tiền. Bác Quách nhìn Liễu Thụy Hoa, kiên cường nói. Cháu gái, cháu yên tâm, 5 triệu này, cháu không cần đưa đồng nào. Đợi nó trở về xem bác dạy dỗ thằng con bất hiếu kia như thế nào, khụ khụ Trong cơn tức giận, bác Quách lại bắt đầu ho khan dữ dội. Huỳnh nhân vội vàng vỗ lưng bác Quách, nói. Bác Quách, cháu biết tâm trạng của bác, nhưng mà phải đợi đến khi khỏi bệnh rồi mới có thể dạy dỗ anh ta bác quách lắc đầu mặt mày u sầu huỳnh nhân à bác biết cháu có lòng tốt nhưng bệnh này của bác sẽ không thể nào khỏi được huỳnh nhân không nói tiếp anh quay đầu nhìn liễu thụy hoa nói chuẩn bị thùng rác trong lòng liễu thụy hoa nghi ngờ muốn thùng rác để làm gì nhưng mà cô ấy vẫn mang thùng rác phía dưới giường ra bác quách lát nữa có lẽ sẽ hơi khó chịu bác chịu đựng một chút suốt lời huỳnh nhân nắm nhẹ khớp xương cổ tay của bác quách sau đó nhẹ nhàng mát xa tốc độ ban đầu chậm chạp sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh sức lực cũng ngày một lớn hơn hô hấp bác quách lập tức trở nên rồn rập sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên có cảm giác muốn nôn mửa mãnh liệt sau đó cổ họng ông ta co rút dữ dội mí mắt trên dưới cũng không ngừng run rẩy cuối cùng dạ dày căng trướng cơ thể bác quách bỗng nhiên ngả về phía trước miệng mở to quẹ một bãi nôn mửa màu đen phun xuống thùng rác tất cả đều là dược liệu quá hạn. Ba, ba sao rồi? Thấy bác quách nôn mửa, từ huệ lập tức nóng nảy, muốn tiến lên nhưng lại bị Lưu An ngăn cản. Ba cô không sao hết, Lưu An bình thản nói. Anh để bác quách nôn hết những dược liệu trong cơ thể không tiêu hóa được ra ngoài. Bây giờ bác quách sẽ không có cảm giác ngoài lạnh trong nóng nữa. Huỳnh Nhân giải thích. Sau đó, anh lấy ra một cây ngân châm, là ngân châm dùng để đâm thanh niên gầy ốm, nhưng khi đâm lên người bác quách, bác quách lại không cảm thấy đau đớn, trái lại còn rất thoải mái. Ngân châm trở nên vô cùng linh hoạt khi ở trên tay huỳnh nhân, khi đâm khi rút, lưu loát thành thạo. Dưới những nhát đâm của ngân châm, mồ hôi cũng dần dần đổ trên trán bác quách. Lau mồ hôi, huỳnh nhân nói. Vâng, liễu thủy hoa lấy khăn lông ướt, liên tục lau cho bác quách. Huỳnh nhân nhìn cô ấy một cái, nói. Anh nói là lau mồ hôi cho anh a à, liễu thủy hoa sửng sốt một hồi rồi sau đó nhìn về huỳnh nhân lập tức kinh ngạc mồ hôi đổ trên trán huỳnh nhân thế mà còn nhiều hơn cả bác quách chỉ có lưu an biết nguyên do phong hàn đã xâm nhập vào tim phổi của bác quách trị liệu bằng thuốc hiệu quả chậm chạp phương pháp duy nhất là dùng nội kinh cũng chính là nội lực mà người luyện võ hay nói trừ tà tránh độc xua lạnh giữ ấm đều là chuyện nhỏ nhặt nhưng đây không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện được. Giữa vô số võ giả cố lắm cũng chỉ có một võ giả biết nội kình xuất hiện, cũng là nội giang hồ mà người trong ngành nói. Kỳ Hạ Huy cũng luyện võ, nhưng đời này anh ta không có khả năng luyện được nội kinh. Vừa rồi thiếu chủ vận châm bằng nội kinh, cưỡng chế bài xuất phong hàn trong người bác quách ra bên ngoài cơ thể. Khoảng chừng 10 phút sau, bác quách hử nhẹ một tiếng. Vẻ tái nhợt trên mặt không còn thấy đâu, thay vào đó là vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh. Huỳnh nhân thu châm, có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ trên đầu ngân châm bằng mắt thường, giống như thanh sắt bị đun nóng. Khi tiếp xúc với không khí còn phát ra âm thanh nướng khét. Anh ném ngân châm vào thùng rác, lau mồ hôi lạnh trên đầu, nụ cười nở trên khuôn mặt. Được rồi, bác quách thử cảm nhận, trong cơ thể không hề khó chịu, cũng không cảm thấy rét lạnh. Ông ta thử bước xuống đất đi vài bước, không ngờ lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Khỏi, khỏi rồi. Em không nhìn lầm chứ, khỏi rồi sao? Từ Huệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, rất khó để nhận ra bác Quách vô cùng khỏe mạnh hiện giờ và ông cụ yếu ớt vừa nãy là một người. Ngay cả bản thân bác Quách cũng không dám tin. Liễu Thụy hoa lén nhìn Huỳnh Nhân bằng ánh mắt như có điều suy tư, lẩm bẩm tự nói. Anh rể, cuối cùng anh là ai? Trông giống như một người bình thường không có công ăn việc làm, lại ngồi chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn, còn có một người phụ nữ như Lưu An đi theo sau, y thuật còn cao siêu đến vậy. Anh rể, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Liễu Thủy Hoa nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng. Sắp 5 giờ rồi. Hiện tại cô ấy chỉ có sự ngưỡng mộ với Huỳnh Nhân, tựa như anh có ma lực đặc biệt. Một việc gần như hết đường xoay sở, sau khi được anh xử lý lại dần dần sáng tỏ. Sau một hồi trầm ngâm, Huỳnh Nhân nói anh nhớ vị trí công viên Trung Sơn đã lệch khỏi công viên xanh hóa trong giai đoạn phồn thịnh của trung tâm thành phố. Liễu Thụy Hoa không phải người địa phương, không biết công viên Trung Sơn ở đâu. Từ Huệ lo lắng suốt ruột gật đầu. Đúng là rất hẻo lánh, ở đó gần như là không có bóng người. Nghe nói mấy năm trước ở đó xảy ra vụ án giết người, thi thể bị chôn trong bùn đất. Vậy đi một chuyến. Huỳnh Nhân nghiêm mặt nói, lại quay đầu nhìn bác Quách. Bác Quách, phiền bác đi cùng chúng cháu một chuyến. Biểu cảm của bác Quách cũng trở nên nghiêm túc. Nào có, huynh nhân, mạng già của bác là do cháu cứu. Hơn nữa việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhìn bác lát nữa không dạy thằng đó một bài học. Từ Huệ lo lắng bác Quách xảy ra chuyện, cũng đề nghị đi theo. 40 phút sau, nhóm người huynh nhân đúng giờ xuất hiện ở công viên Trung Sơn. Lúc này mặt trời đã xuống núi, bên trong công viên Trung Sơn im ắng, không một tiếng động xung quanh đều là rừng cây xanh tốt xuyên qua mảnh rừng này là một mặt hồ trong veo rộng lớn nghe nói là một nhánh sông của sông minh châu huỳnh nhân và lưu an bước đi với khuôn mặt bình tĩnh còn liễu thụy hoa hơi căng thẳng nhìn xung quanh không một bóng người nói hay là chúng ta quay về đi chỗ này tối quá huỳnh nhân liếc nhìn liễu thụy hoa hóa ra em sợ tối liễu thụy hoa lập tức cùng giống hệt con mèo sù lông tức giận nói ai sợ tối chứ Huỳnh Nhân cười ha ha, tiếp tục đi về phía trước. Còn khoảng 100 mét là đến địa điểm đã hẹn, Huỳnh Nhân quay đầu lại nói với bác Quách và Từ Huệ. Hai người đừng đi ra ngoài, cháu đi cùng với cô ấy. Hết thảy đều phải cẩn thận, bác Quách nghiêm túc gật đầu. Huỳnh Nhân và Liễu Thụy Hoa đi qua một con đường nhỏ, đến một nơi trống trải. Chỉ thấy một người đàn ông đứng ở đó, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đúng là Quách Tuấn. Quách Tuấn cũng thấy được bọn họ, lập tức bước lên nhìn liễu thụy hoa cười ngả ngớn tôi còn tưởng rằng cô không dám tới đấy sao rồi có mang tiền đến không không mang huỳnh nhân mỉm cười nói cái gì không mang khuôn mặt quách tuấn lập tức trầm xuống ngoài dự kiến là gã ta không hề tức giận tựa như đã đoán được phân nửa lạnh lùng nói nếu không mang tiền vậy thì để người ở lại bốp bốp gã ta vỗ hai tay cây cối hai bên lập tức chuyển động xào sạc một nhóm người áo đen lao ra, trong chớp mắt đã vây quanh Huỳnh Nhân và Liễu Thụy Hoa. Quách Tuấn chỉ vào Liễu Thụy Hoa nói. Nữ mang đi, nam giết chết. mươi 65, Lưu An. Anh rể, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhiều người áo đen không hề có ý tốt tiếp cận, khiến cho Liễu Thụy Hoa sợ đến mức chạy thẳng đến nấp ở sau lưng Huỳnh Nhân. Quách Tuấn đã nói rất rõ ràng, nữ mang đi, còn nam thì giết chết. Một người phụ nữ mà bị bắt đi bởi một nhóm đàn ông, bình thường sẽ chỉ có một kết cục. Nhìn cảnh này, Quách Tuấn cũng không hề đắc ý hay vinh váo, mà gã ta lo lắng nhìn bốn phía xung quanh. Thấy người phụ nữ lúc ban ngày không có ở đây, Quách Tuấn mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu hiện càng trở nên ngang ngược. Huỳnh nhân, con đàn bà lúc ban ngày bây giờ không ở đây, để tao xem mày lấy cái gì để đấu lại với tao. Hai mắt Quách Tuấn nhìn chằm chằm vào cơ thể của Liễu Thụy Hoa một cách thèm thuồng. Tao nói cho mày biết, người phụ nữ này đêm nay sẽ phải đi cùng chúng tao, còn về phần mày, nếu như đã không biết điều mà theo cô ta tới đây, vậy thì mày nhất định phải chết. Cậu Diệp đã hứa hẹn rằng chỉ cần tối đến gã ta đưa Liễu Thụy Hoa vào phòng của anh ta, sau khi xong việc gã ta cũng có thể được hưởng một chút sung sướng. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quách Tuấn càng trở nên thèm khát, sống tới tuổi này rồi, gã ta còn chưa bao giờ được hưởng qua mặt hàng nào tốt như vậy. Liễu Thụy Hoa chán ghét lườm gã ta một cái, đồng thời lại càng thêm sợ hãi mà lùi ra sau phía sau lưng Huỳnh Nhân. Nếu như đến tận bây giờ mà Liễu Thụy Hoa vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vậy thì cô ấy chính là một kẻ ngốc. Cho dù là sự việc tốn tiền trước kia, hay là vụ việc bạo hành y tế, thì mục đích của Quách Tuấn đều không phải là vì tiền, mà là chính bản thân cô ấy. Tuy nhiên, Huỳnh Nhân vẫn không hề nao núng, đối với những người áo đen ở bên cạnh, ngay cả liếc mắt một cái anh cũng không thèm, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào quách tuấn tôi cũng rất có trách nhiệm mà nói cho anh biết tôi sẽ không để cho anh đưa cô ấy đi vả lại anh sẽ là người chết rất thảm tao lại sợ quá cơ quách tuấn làm bộ run một cái biểu cảm càng thêm khinh thường mày chỉ là cái đồ bỏ đi không được gia tộc thu nhận mà thôi cho dù mày có một nữ vệ sĩ lợi hại đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được sự thật mày chính là đồ bỏ đi chỉ biết dựa dẫm vào người khác giết chết mày đơn giản giống như dẫm chết một con kiến hôi vậy. Xem ra anh vẫn còn chưa hiểu rõ tình trạng nhỉ. Ha, à, huỳnh huynh nhân vừa gọi dứt lời, khu đất trống chợt nổi lên một trận gió quỷ. Ngay lập tức, Quách Tuấn giống như chim sợ cành cong, nhanh chóng lùi lại một bước. Gã ta thủ thế, hai tay đưa lên bảo vệ trước mặt, sẵn sàng đỡ đòn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thế nhưng, sau khi trận gió kia qua đi, cũng không hề có kẻ nào xuất hiện quách tuấn cảm thấy mình như vừa thoát chết thở phào nhẹ nhõm ban ngày gã ta đúng là đã bị lưu an dọa cho sợ mất mật ngay sau đó quách tuấn vô cùng tức giận mày giỏi lắm huỳnh nhân lại dám lừa gạt tao người phụ nữ kia rõ ràng là không có ở đây có đúng không cái đấy thì khó mà nói đứng giữa đám người huỳnh nhân cười nhạt một tiếng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía quách tuấn các anh đã bị bao vây mày nói ai bị bao vây cơ bịch 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 quách tuấn đang muốn chế giễu vài câu xung quanh đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh trầm thấp quách tuấn quay đầu lại nhìn về phía âm thanh truyền tới câu đang nói giờ lập tức im bặt như diều đứt dây ngay tại lúc này cả khuôn mặt của gã ta đột nhiên trở nên trắng bệch đôi mắt chừng lớn cả người cũng run lên cầm cập giống như là đã trông thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ trời trời ơi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế liễu thụy hoa cũng sợ đến ngây ngẩn cả người không thể tin được nhìn bốn phía xung quanh, thậm chí còn không thể nói được thành lời. Chỉ thấy những người áo đen vốn đang bao vây xung quanh Liễu Thụy Hoa và Huỳnh Nhân giờ đây lại đứng đơ tại chỗ, tựa như những con rối gỗ vậy, ba giây sau, tất cả ngã xuống như quân bài domino, cực kỳ có quy luật. Bọn chúng cứ lặng im không tiếng động mà ngã xuống như vậy, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Mà những người áo đen này ngã xuống bằng cách nào, không một ai biết bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió quỷ nổi lên, sau đó, đám người áo đen tựa như những con rối đứt dây, đồng loạt ngã xuống. Yên tâm đi, bọn chúng không chết, chỉ là gân tay gân chân đều đã bị cắt đứt. Ở hiện trường chỉ có một mình huỳnh nhân thoải mái nhếch môi, cười ha hả nói. Đây là sự trừng phạt dành cho bọn chúng. May, may. Quách tuấn mặt cắt không còn một giọt máu nhìn về phía huỳnh nhân, khóe môi giật giật, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nên lời tôi cảm thấy tốt nhất là anh nên nhìn lại về phía sau nụ cười trên gương mặt huỳnh nhân càng ngày càng trở nên sán lạn chỉ chỉ về phía sau lưng của quách tuấn trong nháy mắt một cơn ớn lạnh quét qua cơ thể quách tuấn cả người gã ta lập tức run lẩy bẩy dường như quách tuấn đã cảm nhận được cái gì cơ thể cứng ngắc quay lại đằng sau đối mặt với gã ta là một con mắt đỏ ngầu đôi mắt ấy dường như đã tưới máu vô tận chỉ cần liếc mắt một cái cũng làm cho người ta sẽ rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Lưu An lạnh lùng đứng sau lưng Quách Tuấn như một bóng ma, nhìn chằm chằm vào gã ta, giống như một luồng sát khí thực sự xuyên vào sâu thẳm trong tâm hồn Quách Tuấn, khiến cho gã ta không cả dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Giống như chỉ cần động đậy một cái là gã ta đã trở thành người chết trong giây phút tiếp theo. Liễu Thủy Hoa cũng há hốc miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu An biểu hiện lúc ban ngày của cô ta đã khiến cho Liễu Thụy Hoa không khỏi kinh ngạc, nhưng không ngờ rằng đây mới là thực lực chân chính của Lưu An. Tuy nhiên, chỉ có một mình Huỳnh Nhân biết rõ, để gây nên tình trạng như thế này, Lưu An đã nương tay rồi. Kể từ khi theo Huỳnh Nhân về nước, cô ta đã lâu lắm rồi không được giết người, trái tim khát máu đã sớm ngo ngoe dục dịch. Nếu như Huỳnh Nhân đồng ý thì cô ta có thể ra tay bất chấp hậu quả, vậy thì đám người áo đen này căn bản là không hề có cơ hội lên sân khấu bởi vì bọn chúng đã bị lưu an giết sạch sành xanh ngay từ lúc còn đang ẩn nấp bốp lưu an đá lên người quách tuấn khiến cho gã ta văng tới trước mặt huỳnh nhân ngay giờ phút này ánh mắt của huỳnh nhân đã sớm trở nên lạnh lùng anh nhìn quách tuấn tựa như đang nhìn con sâu cái kiến vậy anh có biết người mà anh muốn hại là ai không huỳnh nhân chỉ về phía liễu thụy hoa đang đứng ở bên cạnh lạnh lùng hỏi quách tuấn bối rối lắc đầu cô ta không phải chỉ là một sinh viên nữ bình thường hay sao chỉ là có chút tiền thôi cũng không có lai lịch gì ở minh châu cả cô ấy là em vợ của tôi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép cả người quách tuấn không khỏi run lên gã ta kinh ngạc nhìn huỳnh nhân anh ta thế mà đã kết hôn rồi ư biết vì sao tôi không giết anh không huỳnh nhân lạnh mặt nhìn gã ta hỏi lại bởi vì tao là con trai của quách phàm quách phàm là tên đầy đủ của bác quách Huỳnh Nhân khe khẽ thở dài. Không sai, bởi vì anh là con trai của bác Quách, cho nên tôi không có tư cách đụng tới anh. Nghe thấy thế, Quách Tuấn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, như có tự tin trở lại, gã ta ra lệnh. Đúng vậy, tao chính là con trai của bác Quách, mày còn không mau kêu thuộc hạ của mày thả tao ra. Ngoài ra, còn số tiền 500 triệu này, chúng mày một đồng cũng không thể thiếu, ba của tao là bị chúng mày chữa cho nặng hơn. Huỳnh Nhân nhìn gã ta bằng ánh mắt thương hại. Dường như anh đã hiểu sai ý của tôi rồi, tôi không giết anh, không phải là bởi vì anh là con trai của bác quét cho nên tôi mới bỏ qua cho anh. Thân là con nối dõi, thế nhưng những năm qua anh không hề thực hiện trách nhiệm của một người con. Càng về sau, giọng nói của Huỳnh Nhân càng trở nên trầm thấp khàn khàn, chứa đầy sát khí, còn kinh khủng hơn so với Lưu An. Anh có gửi tiền về nhà để trợ cấp cho gia đình không? anh có biết rằng em gái của anh vì để giúp đỡ gia đình mà phải bỏ học đại học hay không anh chỉ biết đánh bạc đánh thua còn lấy hết nhà cửa của bác quách đi thế chấp bây giờ ba anh bị bệnh nặng anh không trở về chăm sóc thì thôi đi đã thế lại còn mượn cớ này để hãm hại một cô gái nhỏ không liên quan đến chuyện này người giống như anh thì làm gì có tư cách để sống ở trên đời này cơ chứ đoàng câu cuối cùng vừa mới thốt ra huỳnh nhân đã trở nên đằng đằng sát khí từng chữ như sấm Đối mặt với khí thế như vậy, Quách Tuấn bị dọa tới nỗi toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được được. Thế nhưng mà tôi vẫn không đủ tư cách để ra tay với anh, anh nên cảm thấy biết ơn vì mình có một người ba tốt. Sát khí ở trên người Huỳnh Nhân biến mất, đột nhiên thở dài. Chỉ có bác Quách mới có thể xử lý anh. Quách Tuấn sững sờ, sắc mặt cũng trở nên căm hận. Ba tao bệnh nặng, đã mấy năm nay không sống tốt, trước khi chết hy sinh cho tao một chút thì có làm sao? sắc mặt huỳnh nhân trở nên lạnh lùng, chỉ ra sau lưng, nói. Anh hãy mở mắt ra mà nhìn cho kỹ, đó là ai? Quách Tuấn quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rút lại, không nhịn được mà hô to. 3. Audio điện tử võ tấn bền chương 66, Đại Nghĩa Diệt Thân Hừ, bác Quách được từ huệ đỡ từ trong rừng cây đi ra, sắc mặt âm u. Mày còn coi tao là ba sao? Phịch, quách tuấn ngã ngồi dưới đất đôi mắt dại ra toàn thân giống như mất hết sức lực miệng không ngừng lẩm bẩm không thể nào không thể nào như vậy được ba phải đang bệnh nặng không thể xuống giường mới đúng bác quách bước nhanh đến bên cạnh huỳnh nhân lớn tiếng nói mày nói đúng lắm nếu không phải có huỳnh nhân cứu thì bây giờ tao vẫn còn nằm đấy huỳnh nhân quách tuấn lập tức hiểu ra sắc mặt trở nên tái nhợt anh à anh thật sự làm người ta quá thất vọng rồi từ Huệ cũng đau lòng nói. Người khác không đánh mày được thì để tao đánh, xem tao có đánh chết thằng con bất hiếu mày hay không. Bác Quách bất ngờ bước nhanh tới trước mặt Quách Tuấn, tát gã ta một cái thật mạnh. Nhưng bởi vì bác Quách già rồi, hành động chậm chạp, sau khi Quách Tuấn qua khỏi cơn hoảng sợ, cũng phản ứng lại rất nhanh, nhẹ nhàng tránh được. Mày còn dám trốn. Bác Quách trợn tròn mắt, tức giận đến mặt mày xanh mét, nói xong lại tát cho Quách Tuấn một cái. Quách Tuấn đang định trốn tiếp thì nghe Huỳnh Nhân hờ hững nói. Ba mẹ đánh con cái là chuyện rất bình thường, ngoan ngoãn đứng lại cho tôi. Phịch phịch, Lưu An giơ chân lên nhanh nhẹn đá ngay phía sau đầu gối Quách Tuấn. Quách Tuấn lập tức cảm thấy cơ sau gối đau nhức, không chịu được quỳ xuống trước mặt bác Quách. Chát, bác Quách tát Quách Tuấn một bà tay. Cái tát này bác Quách dùng hết sức lực, khiến nửa bên mặt Quách Tuấn lập tức sưng lên, thậm chí khóe môi còn dỉ ra vết máu. Những lời lúc nãy tao đã nghe thấy hết rồi, nam giết, nữ mang đi sao sao sao, đây là lời con người nói sao? Nhà họ Quách tao không giàu có hay là gia tộc quyền thế gì, nhưng vẫn luôn giữ khuôn phép, làm người trong sạch, sao lại sinh ra thằng con ngỗ ngược như mày chứ, hôm nay tao nhất định phải đánh chết thằng bất hiếu mày." Bác Quách nói xong, chạy vào rừng bẻ một nhánh cây to về quất lên người Quách Tuấn. Quách Tuấn theo bản năng muốn tránh nhưng Lưu An liền ở phía sau nhìn chằm chằm nên gã ta không dám, chỉ có thể gồng mình chịu bị đánh. Chát, chát, ông ta quất càng lúc càng mạnh tay, đánh đến Quách Tuấn liên tục kêu la thảm thiết. Ba, con biết sai rồi, con không dám nữa, á. Ba, chuyện chữa bệnh con không biết, con chỉ là nhất thời có lòng tham tiền mới làm như vậy, 500 vạn này con không lấy nữa. Quách Tuấn vừa kêu đau vừa nhận sai, nhưng bác Quách căn bản không quan tâm. Thằng khốn nạn, tao còn chưa chết đâu, hôm nay dù sao tao cũng phải đánh chết mày, không ai cản được hết. Chát 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 chát. Quách Tuấn bị nhánh cây quất lên người bong ra chóc thịt, máu tươi chảy ròng ròng, quất đến gãy nhánh cây. Bác Quách lại bẻ nhánh khác đánh tiếp. Liễu Thủy Hoa và Từ Huệ nhìn đến ngây người, đặc biệt là Từ Huệ càng không đành lòng hơn, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là anh trai mình. Anh Huỳnh Nhân, anh mau khuyên. Anh xin lỗi, việc này anh không giúp được. Từ Huệ vừa định kêu Huỳnh Nhân khuyên bác quách, lại bị Huỳnh Nhân từ chối một cách vô tình. Cô ấy bỗng phát hiện vẻ mặt Huỳnh Nhân rất lạnh lùng và nghiêm túc. Anh biết em muốn nói gì, nhưng anh không làm được, nếu anh khuyên sẽ không công bằng với cô ấy. Huỳnh Nhân chỉ vào Liễu Thụy Hoa, nói bằng giọng nghiêm túc. Anh không tin cái gì mà ngẩng đầu ba thước có thần linh, nhưng anh tin người làm chuyện xấu cuối cùng sẽ gặp được người có thể xử lý người đó. Thụy Hoa chỉ là một sinh viên, cô ấy không làm sai gì hết, dựa vào đâu mà lại bị hãm hại như vậy. Hơn nữa, là gã ta đâm đầu vào, một cô gái bị một đám đàn ông đưa đi sẽ xảy ra chuyện gì anh không cần nói nhiều nữa. Chuyện này, mặt từ Huệ tái nhợt, vẻ mặt Liễu Thụy Hoa cũng hơi hoảng hốt. Cô ấy tin rằng nếu không có hình nhân, kết cục của mình sẽ rất thảm. Không nói đến mất hết mặt mũi, còn mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời, mà người cứu cô ấy lại là người mà ngày hôm qua cô ấy còn cảm thấy chỉ là kẻ tầm thường không xứng làm anh rể mình. Chị, người đàn ông chị nhìn chúng rốt cuộc là người thế nào? Cô ấy tự lẩm bẩm. Quách Tuấn bị đánh trúng một đòn hiểm nên ngất xỉu, bác Quách cũng đánh mệt, vứt cành cây đi thở hổn hển đứng bên cạnh. Làm cậu ta tỉnh lại, Huỳnh Nhân hờ hững nói. Từ Huệ cho rằng làm Quách Tuấn tỉnh lại là vỗ vỗ vào mặt này nọ, ai ngờ Lưu An trực tiếp nắm đầu Quách Tuấn, giống như sách chó đã chết đi tới bờ sông, ấn đầu gã ta xuống nước. ọc ọc ọc, dưới nước không ngừng trào lên bọt khí, cảm giác tuyệt vọng không thể thở được dưới nước làm quách tuấn hơi tỉnh táo lại, lập tức há miệng ho khan. Lúc này Lưu An mới mang gã ta lên ném tới trước mặt huỳnh nhân. Cho anh một cơ hội chuộc tội, nói ra tên cầm đầu đứng phía sau là ai. Huỳnh nhân lạnh lùng nhìn Quách Tuấn, nói bằng giọng điệu ra lệnh. Quách Tuấn không rên một tiếng, cắn răng không nói. Huỳnh Nhân thấy thế cười mỉm mai. Lại còn rất trung thành đấy, nhưng anh nghĩ anh không nói thì tôi hết cách rồi sao? Quách Tuấn nhìn Huỳnh Nhân cười mà run rẩy. Anh, anh muốn làm gì? Huỳnh Nhân không nói gì, nhìn Lưu An gật đầu, Lưu An lập tức xách gã ta lên đi sâu vào trong rừng. Anh Huỳnh Nhân, người bạn kia của anh sẽ làm gì anh em? Từ Huệ chạy đến suốt ruột hỏi, bác Quách cũng lo lắng nhìn anh. Ông ta đánh thì đánh, nhưng nói thế nào cũng là con trai mình yên tâm đi bác quách tiểu huệ huỳnh nhân cười trần an nói chỉ cần quách tuấn hợp tác cháu đảm bảo cậu ta sẽ không mất một sợi lông bác quách và từ huệ nghe vậy vẻ mặt hơi thay đổi ngược lại nếu như không phối hợp thì không biết bác quách còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra dù sao thì đây cũng là do nó tự làm tự chịu a à, tiếng la hét chói tai cực kỳ sợ hãi của quách tuấn đột nhiên vang lên tôi nói tôi nói huỳnh nhân nghe vậy cũng cười xem ra cậu ta hợp tác lắm tất cả đều nằm trong dự đoán của huỳnh nhân tuy quách tuấn nhân phẩm bại hoại nhưng cũng là người bình thường tâm lý vững được tới mức nào chứ có thể cứng rắn như quân nhân được sao lưu an mà tra hỏi thì người tâm lý vững cũng gần như sụp đổ chứ đừng nói người bình thường như quách tuấn hơi đe dọa chút là đã nhận tội rồi đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến nghề nghiệp trước khi lưu an rửa tay gác kiếm không lâu sau lưu an kéo quách tuấn từ trong rừng cây đi ra đúng như lời huỳnh nhân đã nói gã ta không thiếu một cọng lông tơ nhưng vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ chưa tỉnh táo lại khai hết chưa khai hết rồi lưu an gật đầu người sai khiến sau lưng tên là diệp dạ nguyệt anh ta trả nợ cho quách tuấn nhưng mà muốn ba gã ta đến chỗ cô liễu khám bệnh tất cả thuốc ở viện y khoa cung cấp đều do công ty dược phẩm hồng thiên cung cấp chỉ có thuốc của cô liễu là kém chất lượng và hết hạn uống vào có hại cho sức khỏe. Quách Tuấn đến công ty bảo hiểm nâng cao mức bảo hiểm của bác Quách, tiếp theo lại dẫn người đến làm tiền cô Liễu, mặc kể cô Liễu có đưa ra được 500 vạn hay không cũng sẽ bị bắt đi, gã ta cũng đã thừa nhận những chuyện này đều là nhằm vào cô Liễu. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Liễu Thủy Hoa và Từ Huệ nghe xong đều tái mặt, lòng người hiểm ác, nhưng không ngờ lại có thể độc ác đến mức độ này. Vẻ mặt Huỳnh Nhân cũng lạnh lùng, đến cả nhân viên nhà trường cũng tham gia vào chuyện này, công ty dược phẩm hồng thiên kia đúng là có khí thế thật mà tôi nhớ ra rồi liễu thụy hoa đột nhiên kêu lên sắc mặt kỳ lạ không yên nhớ ra chuyện gì huỳnh nhân lập tức hỏi diệp dạ nguyệt cùng học chung đại học với em nhưng hai đứa em không thân lắm liễu thụy hoa vừa sợ vừa giận anh ta theo đuổi em ta lâu lắm rồi lần gần đây nhất lì lợm la liếm bị em tạt cà phê lên mặt trước mặt mọi người sau đó anh ta kêu em đợi đấy Huỳnh Nhân trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Việc này không thể cho qua như vậy được. Cô Liễu, chuyện này là nhà họ Quách tôi có lỗi với cô. Lúc này, bác Quách bỗng nhiên cúi người thật sâu với Liễu Thụy Hoa, vẻ mặt áy náy nói. Tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Bác Quách, đừng, Liễu Thụy Hoa vội vàng đỡ bác Quách dậy. Bác Quách lại xua tay, quay đầu lại nói với Tử Huệ. Tiểu Huệ, báo cảnh sát đi, để họ bắt thằng nhóc này. Cái gì? Ba, đừng mà, con biết sai rồi. Bác Quách vừa nói xong, Từ Huệ và Quách Tuấn đều giật mình hoảng sợ. Cầm miệng đi đồ không biết hối cải, tìm đọc thêm tại chủ em chuyện, VN. Bác Quách hét lớn, đôi mắt đỏ bừng. Vào trong tù tự kiểm điểm lại cho tao. Ba, anh đã biết sai rồi. Từ Huệ còn muốn khuyên, nhưng bác Quách lại xua tay, nháy mắt như già thêm mười mấy tuổi. Ba đã quyết định rồi, không cần khuyên nữa. Quách Tuấn giống như mất hết sức lực, phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, Từ Huệ cũng cắn chặt môi, quay người đi, móc di động ra báo cảnh sát. Xe cảnh sát tới rất nhanh, vẫn là nữ cảnh sát Phương Trân lúc trước đã từng gặp một lần, đưa Quách Tuấn đi. Bác Quách và Từ Huệ cũng bị đưa đi lấy lời khai. Trước khi đi Vương Trân nhìn Huỳnh Nhân thêm mấy lần, nhưng Huỳnh Nhân cũng không để ý. Toàn bộ sự chú ý của anh đặt trên người bác Quách. Đại nghĩa diệt thân, lại là điều bác quách muốn nhìn thấy, bị thương là con, người đau lại là cha. Đi thôi, đi tìm Diệp Dạ Nguyệt. Huỳnh Nhân lạnh nhạt nhìn thoáng qua Liễu Thụy Hoa, rồi sau đó đi về phía chiếc Rolls Royce màu đen. Chương 67, cậu chủ nhà họ Diệp. Diệp Dạ Nguyệt, 24 tuổi, con trai thứ hai của Diệp Nhạc Phong, chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên, sau khi con trai cả Diệp Tư truy bị phế, đặt toàn bộ hy vọng trên người Diệp Dạ Nguyệt, trước mắt đang đi học ở Đại học Minh Châu, ỉ vào ra thế hiển hách mà làm ra không ít chuyện xấu vô nhân tính. Lưu An vừa lái xe, vừa báo cáo thông tin cá nhân của Diệp Dạ Nguyệt, Liễu Thụy Hoa nghe thấy có hơi hoảng sợ. Phần báo cáo thông tin cá nhân này cũng quá chi tiết cặn kẽ rồi, đến cả lúc Diệp Dạ Nguyệt mấy tuổi trải qua chuyện gì cũng ghi lại rành mạch. Người phụ nữ tên Lưu An này rốt cuộc có lai lịch gì? Đặc công ư? Sao anh rể lại quen được người phụ nữ như vậy? Chị mình có biết không? từng câu hỏi liên quan đến huỳnh nhân giống như măng mọc sau mưa nhú lên trong đầu liễu thụy hoa. Ánh mắt liễu thụy hoa nhìn về phía huỳnh nhân không còn có sự khinh thường của ngày hôm qua nữa, có cũng chỉ là ngạc nhiên và thán phục, nghi ngờ, cùng với. Một chút ước ao. Giờ phút này cô ấy cũng không nhận ra bản thân mình đã sinh ra lòng hướng về người đàn ông giống như câu đố kia. Nhưng mà Huỳnh Nhân chỉ cười lạnh nhạt, nói. Cây ngọt sinh trái đắng, suốt đời diệp nhạc phong mang tiếng thơm, lại sinh ra tên chẳng được trò chống gì bôi nhọ danh tiếng của ông. Còn cả Diệp Tư truy đùa giỡn ai không đùa giỡn, lại nhất định phải chọc vào Thiều Gia Nguyệt nhà họ Thiều, kết quả bị Thiều Gia Nguyệt biến thành phế nhân không thể có con, con trai nhỏ Diệp Dạ Nguyệt lại dùng thủ đoạn ép buộc muốn có được Liễu Thụy Hoa, cuối cùng chọc tới trên người Huỳnh Nhân. Có lẽ chính bọn họ cũng không biết, công ty dược phẩm Hồng Thiên đã lâm vào đường cùng. Tít tít tít, đúng lúc này, điện thoại Huỳnh Nhân kêu lên, nhìn hiển thị tên thì không ngờ là Liễu Phi Tuyết gọi đến. Huỳnh Nhân vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Liễu Phi Tuyết gọi điện thoại cho Huỳnh Nhân. Alo, Phi Tuyết. Huỳnh Nhân ôn hòa nhận điện thoại, sắc mặt cũng bất giác trở nên dịu lại. Mặc kệ trong lòng anh tức giận cỡ nào, chỉ cần là ở trước mặt Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân vĩnh viễn sẽ trở nên dịu dàng. Đã chế thế này rồi sao còn chưa về? Sóng Liễu Phi Tuyết vẫn luôn lạnh băng như vậy, nhưng Huỳnh Nhân vẫn nghe ra được một chút quan tâm ẩn giấu trong đó. Huỳnh Nhân nở nụ cười thật lòng, nói. Phải xử lý vài việc, về nhà muộn một chút. Bên kia điện thoại lập tức chìm vào im lặng, qua hồi lâu mới nói tiếp. Tiểu như nhớ anh. Liễu Phi tuyết dừng một chút, lại nói. Anh và Thủy Hoa về nhà sớm một chút, trước 9 giờ Tiểu như phải đi ngủ rồi. Được. Nói xong, Liễu Phi tuyết tắt điện thoại. Huỳnh Nhân im lặng một lúc, rồi sau đó nói với Lưu An. Lái nhanh hơn một chút, 8 giờ rưỡi giải quyết, có thể làm được không? Vâng, Lưu An lập tức giẫm chân ga đến cao nhất, tốc độ xe tăng lên rất nhiều. Liễu Thụy Hoa nghe được hết những gì hai người nói, Huỳnh Nhân vội như vậy là bởi vì Huỳnh Như nhớ ba. Một chi tiết nhỏ như vậy thôi thế nhưng làm Liễu Thụy Hoa vô cùng xúc động. Cô ấy ngập ngừng, dường như muốn hỏi câu gì đó nhưng cuối cùng vẫn thôi. Cả đường đi yên tĩnh, không lâu sau đã đến chỗ Diệp Dạ Nguyệt ở. Thân là cậu chủ công ty dược phẩm Hồng Thiên hàng đầu, sao Diệp Dạ Nguyệt lại có thể ngủ trong trường như những học sinh khác? Phòng Tổng thống, câu lạc bộ đế hào. Đây là nơi anh ta ở. Huỳnh Nhân và Lưu An xuống xe, Liễu Thụy Hoa cũng đang muốn xuống thì Huỳnh Nhân cản lại. Em chờ trong xe đi, 10 phút thôi, rất nhanh. Nhưng mà... Không có nhưng mà... Huỳnh Nhân cắt lời Liễu Thụy Hoa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cảnh tượng sắp xảy ra có thể khiến Liễu Thụy Hoa khó có thể chấp nhận. Chiếc Rolls Royce này được chế tạo theo yêu cầu, kính thủy tinh đạn bắn cũng không thủng, hơn nữa bên trong thân xe còn có dấu vũ khí bí mật, cho nên Liễu Thụy Hoa chờ ở trong xe là an toàn tuyệt đối. Huỳnh Nhân và Lưu An đi vào câu lạc bộ đế hào, lập tức có một cô gái lễ tân chặn hai người lại. Xin chào, mời đưa ra thẻ hội viên của anh. Câu lạc bộ đế hào hoạt động theo chế độ hội viên, dù anh có tiền nhưng nếu không phải hội viên thì cũng không vào được. Nhưng mà Huỳnh Nhân chỉ nhìn thẳng, căn bản không thèm liếc cô gái kia một cái. Anh ơi! Lưu An quay đầu lại, lạnh lùng liếc cô gái kia. Không muốn chết, thì đừng cản đường bọn tôi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cô gái lễ tân lập tức sợ tới tái mặt, không dám ngăn cản nữa, chỉ có thể nhìn Huỳnh Nhân và Lưu An đi vào thang máy. Tầng 29 Đế Hào, Phòng Tổng Thống một thanh niên điển trai cả người mặc hàng hiệu, đeo Rolex đắt tiền đang chán muốn chết nằm trên sofa, trong lòng ngược ôm một cô gái xinh đẹp đẫy đà. Xung quanh sofa còn bầy không ít đạo cụ làm người ta không rét mà run, như roi da, dây thừng, còng tay chân các loại. Sao còn chưa đưa đến? Thanh niên điển trai liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Cậu Diệp gấp cái gì, có em rồi còn chưa được sao? Cô gái xinh đẹp kia uốn éo, cười giòn tan nói. Được thì được, nhưng trên người em quá nặng mùi phong trần quá, anh không thích lắm. Diệp dạ nguyệt nghiêm mặt nói. So với cô bé kia thì kém quá xa, hoàn toàn không phải mặt hàng cùng đẳng cấp. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Cô gái xinh đẹp nghe xong, ánh mắt cũng có hơi ghen ghét và không phục nói. Một lúc nữa em thật muốn xem bộ da kia xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành tới cỡ nào. Diệp dạ nguyệt cười ha ha. Chờ lát nữa em sẽ biết. Dừng một chút, Diệp Dạ Nguyệt lại nói. Anh biết trong lòng em ấm ức, nhưng không sao, đợi đám người kia đóng gói đưa đến, anh cho em roi ra để quất vài cái. Lúc này cô gái xinh đẹp mới vui vẻ hớn hở. Cậu Diệp, anh thật tốt với em. Diệp Dạ Nguyệt lại nhìn thời gian, vẫn không có gì xảy ra, lập tức hơi nôn nóng, chuẩn bị gọi điện cho Quách Tuấn mắng một trận. Nhưng vọng vào lỗ tai lại là âm thanh máy móc lạnh băng. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt vẻ mặt diệp dạ nguyệt lập tức thay đổi miệng lẩm bẩm thằng khốn nạn kia đang làm gì thế không sao còn chưa đưa liễu thụy hoa đến đây nếu như không có gì bất ngờ xảy thì đêm nay cậu ta không tới được đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói đàn ông lạnh như băng giác nháy mắt tiếp theo vang lên âm thanh rất lớn cửa chống trộm cần có mật mã mới vào được lại sập xuống như giấy đổ á à, cô gái xinh đẹp sợ tới mức vội vàng chạy phát giò lên cổ trốn vào trong góc Ai? Diệp dạ nguyệt cũng vừa sợ vừa giận đứng lên, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy ngoài cửa là một nam một nữ không nói không rằng đi vào. Nam sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía diệp dạ nguyệt tựa như nhìn sắc chết, nữ tóc đen mắt đỏ, nhìn từ xa giống như một vị sát thần. May chính là diệp dạ nguyệt, huỳnh nhân lạnh nhạt hỏi. Diệp dạ nguyệt lập tức nổi giận. Hai người là ai, không biết nơi này là địa bàn của ai à? lưu an đá một cái thật mạnh vào bụng diệp dạ nguyệt khiến anh ta cuộn lại giống như con tôm luộc bị đá bay ra xa cậu chủ hỏi mày chỉ cần trả lời là được rồi diệp dạ nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức giống bị xe tải đụng gắng ngượng bò dậy ánh mắt nhìn về phía lưu an và huỳnh nhân có thêm một chút hoảng sợ hai vị anh hùng tôi và hai người không thù không oán vì sao ra tay với tôi không thù không oán huỳnh nhân mỉm cười lạnh như băng nói hãm hại em vợ tao, còn hỏi vì sao tao đánh mày. Em vợ, Diệp Dạ Nguyệt bất ngờ, sau đó chợt nhớ ra gì đó, con người co rút. Anh là anh rể của Liễu Thụy Hoa. Nụ cười huỳnh nhân không có một chút độ ấm, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Thiến đi, xoẹt, Lưu An ngay lập tức đi về phía Diệp Dạ Nguyệt, chương 68, gieo gió gạt báo. Người đâu, mau tới cứu mạng, cứu mạng nhìn thấy Lưu An đang bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt Diệp Dạ Nguyệt lập tức trở nên kinh hãi, la hét. Dầm, dầm, dầm. Đúng lúc này, tất cả các cánh cửa ở xung quanh đột nhiên mở tung, một đám vệ sĩ được đào tạo bài bản xông vào bên trong. Một nhóm vây quanh Huỳnh Nhân và Lưu An, nhóm còn lại đứng thành một bức tường thịt, che chở Diệp Dạ Nguyệt ở sau lưng. Bấy giờ, trái tim vẫn luôn treo cao của Diệp Dạ Nguyệt mới bình ổn trở lại. Đây phải cảm ơn ông già nhà mình, sau khi anh cả Diệp Tư truy trở thành kẻ vô dụng không thể làm chuyện kia, Diệp Nhạc Phong đã dồn hết tâm huyết lên trên người mình, sợ mình xảy ra chuyện bất chắc, cố ý sắp xếp rất nhiều vệ sĩ theo sau. Đúng 20 người, khiến Diệp Dạ Nguyệt lại có tự tin, đứng phía sau bức tường thịt, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên dữ tợn. Tao nói mà, sao quách tuấn lâu thế rồi vẫn chưa có tin tức gì, hóa ra là mất mạng trong tay mày. Tao mặc mà kệ chúng mày ai, dám tới cửa phá hư chuyện tốt của tao thì thần tiên cũng không cứu nổi chúng mày huỳnh nhân và lưu an vẫn nhìn diệp dạ nguyệt với vẻ mặt lạnh nhạt như cũ rõ ràng không hề đặt đám vệ sĩ vào trong mắt thấy họ không nói chuyện diệp dạ nguyệt còn tưởng rằng hai người họ đang sợ hãi lại châm một điếu thuốc thay đổi đề tài không muốn chết cũng được thôi mày là anh rể gì đó của con đàn bà thối liễu thụy hoa kia hả mau kêu nó đến đây đưa tới trước mặt tao lại dập đầu xin lỗi nói một tiếng, ông ơi con sai rồi, thì tao sẽ bỏ qua cho mày. Trái tim Diệp Dạ Nguyệt trở nên nhộn nhạo khi liếc nhìn dáng người trước lồi sau vỉnh cùng với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Lưu An, anh ta vội sửa miệng. Còn có, để người phụ nữ kia cũng ở lại cùng nhau hầu hạ tao, nếu hầu hạ tốt tao mới có thể thả chúng mày. Anh ta nói một đống lời, nhưng Lưu An lại chỉ nhìn anh ta như một tên ngốc, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Đồ ngu! xử lý toàn bộ đi huỳnh nhân ra lệnh vâng thưa thiếu chủ trong đôi mắt đỏ ngầu của lưu an chợt thoáng hiện vẻ lạnh băng khát máu cơ thể đột một biến mất tại chỗ khi cô ta xuất hiện một lần nữa đã như hổ rơi vào bầy dê bắt đầu chém giết răng rắc răng rắc âm thanh xương cốt vỡ nát vang lên hết đợt này đến đợt khác ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của đám vệ sĩ kia a à, tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn nửa phút đồng hồ, tất cả đám vệ sĩ vây quanh Huỳnh Nhân đều bị hạ gục, tay chân run rẩy co giật. Diệp Dạ Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, khẽ há miệng, ngay cả thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi xuống. "Còn có đám các ngươi nữa?" Lưu An lạnh lùng nói. Trong lúc cô ta nói chuyện, đã vặn gãy cổ tay của một tên vệ sĩ. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn cơ thể Diệp Dạ Nguyệt run lên kịch liệt. So với họ, ai mới là kẻ xấu đây? Còn về phần người phụ nữ xinh đẹp kia, đã bị dọa sợ tới mức quên cả la hét. Đám vệ sĩ hùng hùng hổ hổ xông vào, nhưng chưa đầy một phút, tất cả đều nằm bò. Diệp dạ nguyệt điên cuồng nuốt nước bọt, anh ta lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ gặp một người phụ nữ tài giỏi như vậy. Còn ai nữa không? Huỳnh Nhân đi đến bên cạnh Lưu An, lạnh lùng nhìn Diệp Dạ Nguyệt, giọng nói thở ơ. Có thì cứ gọi hết tới đây, tôi đang vội. Sắc mặt Diệp Dạ Nguyệt đã trở nên trắng bệch, giây phút này, cuối cùng anh ta đã nhận ra mình chọc phải người không nên dây vào rồi. Bịch, đầu gối anh ta mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Huỳnh Nhân, nhìn anh với ánh mắt cầu xin tha thứ. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, ba tôi là Diệp Nhạc Phong. Huỳnh Nhân mím môi lên tiếng. Tôi biết ba anh là Diệp Nhạc Phong. Diệp dạo nguyệt lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, bỏ tới túm lấy gấu quần của Huỳnh Nhân, mở miệng cầu xin. Đúng rồi, Bà tôi là Diệp Nhạc Phong, ông ấy là chủ tịch của công ty dược phẩm Hồng Thiên. Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Huỳnh Nhân nghe xong, lại bày ra vẻ mặt kỳ lạ cười lạnh lùng một tiếng rồi hỏi. Công ty dược phẩm Hồng Thiên à? Anh cảm thấy một dược phẩm Hồng Thiên đủ để cứu mạng mình sao? Vì thế, sắc mặt của Diệp Dạ Nguyệt lại lần nữa trở nên tái nhợt. Anh ta không nghĩ ra, công ty của ba mình cũng được coi là doanh nghiệp lớn số một số 2 ở Minh Châu nhưng sao trong mắt người thanh niên này lại nhỏ bé không đáng thế. Công ty dược phẩm Hồng Thiên đã không còn kinh doanh được lâu nữa, anh chính là bắt đầu cho sự sụp đổ của nó. Nói xong, Huỳnh Nhân liếc nhìn Lưu An. Không, không, không cần. Lưu An gật đầu, sau đó làm như không nghe thấy đạp mạnh xuống một chân của anh ta. Rắc rắc, trong phòng vang lên một loạt tiếng động như trứng gà dập nát. Dòng máu đỏ sẫm từ từ chảy xuống dọc theo đúng quần của Diệp Dạ Nguyệt còn anh ta cúi đầu nhìn vũng máu nơi đúng quần với vẻ mặt tuyệt vọng. Suy nghĩ của Huỳnh Nhân rất đơn giản, nếu Diệp Dạ Nguyệt có ý đồ với em vợ của anh, vậy thì anh sẽ phá hủy công cụ gây án của anh ta, để cho gã đó hoàn toàn không thể làm được chuyện kia nữa. Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn cảnh này, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng. Như thể điều này đối với anh mà nói, chỉ đang làm một chuyện tầm thường nhỏ nhặt mà thôi. Ngay lúc họ định bỏ đi, thì đột nhiên tầm mắt anh trông thấy đống roi và sợi dây trên ghế sofa, lập tức nhíu mày lại. Anh quay đầu nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đã bị dọa tới mức không dám nhúc nhích, co rụt nơi góc tường. Đây là gì thế? Người nọ dè dặt nhìn thoáng qua huỳnh nhân, sau khi chắc rằng đối phương không hề có ý giết chết cô ta, lúc này mới nói. Đây là dụng cụ làm chuyện ấy, ban đầu định để dùng cho Liễu Thụy Hoa, ngày thường cậu Diệp có mấy sở thích đặc biệt. Thế hả? Huỳnh Nhân trầm ngâm một lát, sau đó vẻ lạnh lùng chợt thoáng hiện trong mắt, anh vẫy tay với người phụ nữ kia. Cô lại đây. Cô ta sợ tới mức cả người run lên, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của Huỳnh Nhân, run lẩy bảy bước tới. Chói anh ta lại, Huỳnh Nhân liếc nhìn người phụ nữ kia, ra lệnh bằng giọng điệu bình thản. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Làm sao người phụ nữ xinh đẹp lại không hiểu ý tứ của Huỳnh Nhân chứ? Cả người bất giác ớn lạnh. Diệp giả nguyệt cũng bày ra vẻ mặt kinh hãi. Không cần, tiểu lệ, ngày thường anh đối xử với em không tệ, em không thể đối xử như vậy với anh được. Cậu Diệp, thật xin lỗi. Tiểu lệ cắn răng, vẫn làm theo lời căn dặn của huỳnh nhân, tay chân lanh lẹ trói Diệp giả nguyệt như cái bánh trưng. Tôi còn phải dạy câu chuyện tiếp theo không hả? Huỳnh nhân nhìn tiểu lệ, lạnh nhạt nói. Cơ thể tiểu lệ khẽ run lên, lập tức lấy điện thoại của mình ra đặt vào một góc vừa vặn có thể nhắm thẳng vào Diệp Dạ Nguyệt rồi bắt đầu ghi hình. Chẳng mấy chốc, trong ống kính xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta cầm một cây roi da dài trên tay, đánh tới tấp lên người Diệp Dạ Nguyệt hết lần này tới lần khác. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên từng đợt. Đổi loại khác, tiểu lệ nghe lời đổi sang cách khác, vừa ra tay vừa thầm lẩm bẩm. "Cậu Diệp, anh đừng có hận tôi, tôi cũng bị ép buộc." Không lâu sau, một đoạn video đúng 5 phút đã được quay xong. Huỳnh Nhân đưa bản gốc cho Lưu An rồi nói. Gửi phần tài liệu nặc danh này cho mấy phóng viên đưa tin thời sự, đồng thời cũng đăng lên mạng. Vâng, Lưu An lưu lại đoạn video. Cô ta hoàn toàn có thể đoán ra, lúc đoạn video này sẽ chiếm đầu đề của các trang web lớn cùng mảng tin tức, sẽ gây ra đả kích lớn nhường nào với công ty dược phẩm Hồng Thiên. chương 69, Ngủ chung. Liễu Thụy Hoa lo lắng ngồi chờ trong xe, tuy rằng nhà họ Diệp thật sự không đáng nhắc tới so với gia tộc mình. Nhưng nơi này là Minh Châu, không phải Yên Lăng. Tục ngữ nói rất đúng, phép phô thua lệ làng, nghĩ tới chính mình làm mưa làm gió ở Yên Lăng, nhưng khi đến Minh Châu lại bị chèn ép bắt nạt khắp nơi. Liễu Thụy Hoa có chút bi thương bởi sự tranh lệch quá lớn trong lòng. Đã 10 phút trôi qua, nhưng Huỳnh Nhân vẫn còn chưa trở lại, khiến Liễu Thụy Hoa không khỏi có chút nôn nóng. Nếu anh rể có mệnh hệ gì, cô phải giải thích như thế nào với chị gái đây? Lúc cô ấy đang nghĩ, bóng dáng của một cặp nam nữ bước ra khỏi câu lạc bộ, đúng là huỳnh nhân cùng Lưu An. Lúc này, trái tim vẫn luôn lơ lửng của Liễu Thụy Hoa mới hạ xuống. Anh rể, cuối cùng anh cũng trở lại rồi, em còn tưởng rằng anh. Còn tưởng rằng anh làm sao cơ? Huỳnh nhân mỉm cười, vừa trông thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô ấy, thì đã biết cô bé lo lắng đến nhường nào. Ôi, chính là rất lo lắng đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thụy Hoa đỏ bừng, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy quan tâm đến Huỳnh Nhân. Đúng rồi, chuyện của Diệp Dạ Nguyệt ra sao rồi? Liễu Cảnh Nhiên lại hỏi. Đã xử lý xong rồi. Cái gì, đã xử lý xong rồi hả? Liễu Thụy Hoa sững sờ một lát, hiện tại mới có bao lâu mà anh đã giải quyết xong rồi. Cô ấy bỗng quên mất bản thân đã lo lắng đến mức nào khi anh không ở đây. Sau khi Huỳnh Nhân lại gật đầu thêm mấy lần, lúc này Liễu Thụy Hoa mới biết thật sự chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nhưng cô ấy vẫn không nhịn được hỏi, anh rể, anh xử lý như thế nào vậy? Em không cần bận tâm đến chuyện này. Huỳnh Nhân lên tiếng nhắc nhở. Chú ý xem báo ngày mai. Liễu Thụy Hoa tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao phải xem báo thế? Nhưng Huỳnh Nhân chỉ nói đến đây là rừng, ngắm những hàng cây xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau. Khóe miệng anh cong lên, thoáng nở nụ cười. Chậm nhất ngày mai, nhà họ Diệp sẽ chủ động liên hệ với mình. Huỳnh Nhân dẫn cô em vợ với sắc mặt hơi tái nhợt trở về tử viên, bây giờ mới tám rưỡi cách 9 giờ còn nửa tiếng đồng hồ nữa. Lưu An vẫn nhớ tới chuyện Huỳnh Nhân phải về nhà trước 9 giờ, cho nên cả đường phóng nhanh như bay, lái xe với tốc độ nhanh nhất. Cô em vợ vỗ ngực tự xưng có kỹ thuật lái xe không tồi. Tuy không tới mức cao thủ đua xe, nhưng vẫn có thể nháy mắt cắt đuôi 80% người qua đường được. Nhưng sau khi được chứng kiến Lưu An lái xe, cô ấy không bao giờ dám khoe khoang kỹ thuật của mình nữa. Suốt dọc đường, cô ấy ngồi trên xe với sắc mặt trắng bệch, dạ dày cuộn trào từng đợt. Cuối cùng lúc xuống xe, Liễu Thụy Hoa không nhịn được nữa nôn ra. Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói trong trẻo vang lên. "Ba ơi, ba trở về rồi." Nghe thấy giọng nói của Huỳnh Như, Huỳnh Nhân lập tức vui vẻ đã muộn như vậy rồi, sao tiểu như vẫn còn chưa đi ngủ thế? Vừa nói chuyện, anh vừa ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ôm lấy Huỳnh Như. Ba không ở nhà, con không ngủ được, Huỳnh Như tỏ ra hơi tủi thân nói. Trên khuôn mặt Huỳnh Nhân tràn ngập vẻ ái náy, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tiểu như, tối nay ba có việc. Hừ, sau này nếu ba còn trở về muộn, con sẽ không để ý tới ba nữa. Huỳnh Như bỗng cong khóe môi, hơi kiêu ngạo khẽ hư một tiếng ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đây vẫn là lần đầu tiên huỳnh nhân nhìn thấy cô bé như vậy anh bỗng cảm thấy có chút dở khóc dở cười tại sao hóa ra con gái mình vẫn giống mẹ nhiều hơn một chút chỉ thấy huỳnh như bày ra dáng vẻ người lớn cực kỳ nghiêm túc nói bởi vì trước kia lúc ba không ở nhà tiểu như thường hay nghe thấy mẹ khóc một mình nếu ba đã trở lại rồi có thể dành nhiều thời gian bầu bạn với mẹ được không nghe huỳnh như nói như vậy huỳnh nhân và liễu phi tuyết đều im lặng trong lòng anh ngập tràn sự ái náy mà liễu phi tuyết lại nhớ tới những chuyện trước đây được im lặng hồi lâu huỳnh nhân mở miệng đồng ý huỳnh như lập tức vỗ đôi tay nhỏ cười híp mắt nói tốt quá sau này ba phải ở cùng với chúng con nhiều hơn nhìn thấy cô bé tươi cười vui vẻ lúc này Huỳnh Nhân cùng Liễu Phi Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe thấy Huỳnh Như nói tiếp. Ba, tối nay ba ngủ cùng với mẹ và con nhé, có được không? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nghe thấy những gì cô bé nói, cả hai người đều ngây người, họ đưa mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc ánh mắt va chạm với nhau, họ lại nhanh chóng tách ra. Vừa khéo Liễu Thụy Hoa bắt gặp cảnh này, cô ấy bỗng chớp mắt hai cái. Trẻ con ăn nói vô tư quá nhưng thường vì những lời nói vô tư của trẻ con, cho nên mới đi đến được điểm mấu chốt. Hai mắt Liễu Thụy Hoa như radar quét đi quét lại giữa hai người huỳnh nhân cùng Liễu Phi Tuyết. Hai người này vẫn còn chưa sống chung hả? Ý tưởng vừa mới sinh sôi nảy nở, Liễu Thụy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Huỳnh Như chào đời là một điều bất ngờ, suốt 5 năm qua, cô không hề biết chồng mình có dáng vẻ ra sao. Cho dù gần đây người đàn ông này đã trở lại, nhưng cô cũng không quen thuộc với anh với tính cách của cô chắc chắn sẽ không cho phép một người đàn ông xông vào phòng mình chung chăn chung gối với cô dẫu cho kẻ đó là người chồng hợp pháp của mình đi chăng nữa một lúc lâu sau cuối cùng liễu phi tuyết cũng tỉnh táo lại trên mặt hiện lên vẻ ửng hồng mở miệng của trách tiểu như con đừng nói bậy bạ rốt cuộc là ai đã dạy con nói những lời này vậy huỳnh như giật mình rụt cổ lại ngay lập tức trốn sau lưng huỳnh nhân cô bé chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ sợ hãi nhìn mẹ mình giữa ba và mẹ cô bé càng sợ liếu phi tuyết hơn cũng dính huỳnh nhân hơn huỳnh nhân vội vàng khuyên nhủ đừng làm con sợ chứ lúc này liếu phi tuyết mới nhận ra mình phản ứng hơi quá vẻ mặt lập tức dịu lại tiểu như mẹ xin lỗi mẹ không nên hung dữ với con nhưng con có thể nói với mẹ là ai đã dạy con nói những lời này được không được bấy giờ huỳnh như mới bước ra khỏi phía sau của huỳnh nhân nghiêm túc nói trong nhà trẻ có rất nhiều bạn nhỏ đều như vậy buổi tối họ đều ngủ cùng với ba mẹ nhìn thấy huỳnh như vừa nói vừa muốn khóc hai người họ lập tức an ủi được ba sẽ ngủ cùng con tiểu như đừng khóc nữa được không huỳnh nhân dịu dàng nói còn mẹ thì sao huỳnh như quấn lấy không buông lại nhìn về phía liễu phi tuyết lúc này người khó xử biến thành liễu phi tuyết cô liếc nhìn anh với ánh mắt phức tạp nhất thời cũng không biết nên làm thế nào thấy cô im lặng huỳnh như còn tưởng rằng mẹ không muốn lập tức gào khóc càng dữ dội hơn qua wow, mẹ không muốn mẹ là người xấu ngay lập tức vẻ mặt cô thay đổi rõ rệt chỉ đành căng ra đầu nói mẹ đồng ý mẹ đồng ý nháy mắt nước mắt của cô bé đã thu lại chẳng khác vòi nước sau đó còn ngắp một cái mẹ con buồn ngủ rồi sau đó cô bé giang hai tay ra ý tứ muốn mẹ bế mình. Vẻ mặt liễu phi tuyết đầy bất đắc dĩ cùng khó xử, cô bế Huỳnh như lên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Huỳnh nhân rồi vứt lại một câu. Chờ lát nữa anh lên lầu ngủ đi. Cô ôm con lên lầu trước. Huỳnh nhân vẫn còn sướng sờ đứng yên tại chỗ, một lúc lâu chưa phản ứng lại. Rõ ràng anh đã nhìn thấy, Huỳnh như nằm ở trong lòng liễu phi tuyết đang nở nụ cười tinh nghịch với mình chương 70 câu chuyện của ba. Huỳnh nhân vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, nhìn theo bóng lưng hai mẹ con đang lên lầu hai ngược lại liễu thụy hoa nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái tấm tắc kêu lạ anh rể em có thể phỏng vấn anh một chút được không bây giờ anh có tâm trạng như thế nào khi sắp được ngủ cùng chị em rồi thụy hoa em đừng quậy huỳnh nhân cười khổ nói anh cũng chưa biết phải làm thế nào bắt anh đi giết người làm nhiệm vụ cũng được nhưng hễ bàn đến chuyện nam nữ thì huỳnh nhân lại cảm thấy khó khăn anh rể không phải chứ? Liễu Thủy Hoa khẽ hé chiếc miệng nhỏ, ngạc nhiên nói. Chị gái em đã nói rõ như vậy rồi, kêu anh lên lầu ngủ, anh còn không biết phải làm thế nào ư? Anh cảm thấy làm vậy không hay cho lắm. Vậy cái gì mới hay chứ? Để hai mẹ con chị gái em ở phòng không gối chiếc mới tốt hả? Liễu Thủy Hoa thể hiện thế nào là quần chúng ăn dưa một cách nhuần nhuyễn, ánh mắt mờ mịt nói. Anh rể ơi là anh rể, anh đúng là thông minh cả đời lại nhất thời hồ đồ anh tưởng tiểu như thật sự muốn ngủ cùng với ba mẹ nên mới khóc lóc ầm ĩ à? Lẽ nào không phải à? Huỳnh nhân khó hiểu hỏi. Chuyện này cũng có lý do của nó, nhưng nhiều hơn hết là, tiểu như thấy anh vừa mới trở về nhưng không hề có tình cảm vợ chồng gì với chị gái em, cho nên mới làm ầm ĩ một chút. Huỳnh nhân đột nhiên bật cười bởi những lời này của Liễu Thụy Hoa. Không thể nào đi, tiểu như mới 5 tuổi, Lúc chị gái em 5 tuổi đã biết nội dung của cuộc thi Olympic toán tiểu học rồi đấy. Liễu Thủy Hoa cười díu cợt một tiếng, cắt ngang lời Huỳnh Nhân. Tiểu như là con gái của chị em, sao IQ và EQ không cao cho được. Huỳnh Nhân không thốt nên lời, bắt đầu hơi tin tưởng chuyện vừa rồi là do tiểu như cố ý. Anh rể, trong chuyện tình cảm, anh đúng là đầu gỗ, tất nhiên chị gái em cũng chẳng tốt hơn anh là bao. Liễu Thủy Hoa thở dài, sau đó nghiêm túc phân tích cho Huỳnh Nhân anh đã biến mất 5 năm, bây giờ đột nhiên trở về bên cạnh chị gái em. Sở dĩ chị gái em vẫn đồng ý ở cùng anh, chỉ có một lý do rất lớn chính là vì Tiểu Như. Nếu đặt con bé qua một bên, liệu giữa hai người có tình cảm gì không? Huỳnh Nhân lắc đầu. Cách anh và chị gái em chung sống có giống như một cặp vợ chồng hay không? Huỳnh Nhân lại lắc đầu lần nữa. Vậy không hay rồi, có cặp vợ chồng nào chia phòng ngủ đâu? Liễu Thụy Hoa vỗ vai anh rồi nói hãy nhớ kỹ những lời em vừa nói đấy cần phải mau chóng bước vào trong lòng chị em như vậy mới có thể giành được trái tim của chị ấy anh hiểu chưa rõ huỳnh nhân trịnh trọng gật đầu bất giác chào theo kiểu quân đội vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc lúc này huỳnh nhân cảm thấy bản thân đang gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai như thể trở về những năm tháng mưa bom bão đạn khói lửa ngập trời không có đường lui hay đào ngũ chỉ có tiến về phía trước tiến lên tiến lên Huỳnh Nhân ưỡn ngực, từng bước đi lên lầu 2, do so dự một lúc lâu ở trước cửa phòng của Liễu Phi Tuyết. Anh hít sâu liên tục mấy cái, bấy giờ mới đẩy cửa ra. Liễu Phi Tuyết đang ôm Huỳnh Như nằm trên giường, hai người đẹp một lớn một nhỏ đã thay quần áo ngủ. Cô mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu tím nhạt, hiện rõ vẻ đẹp cùng sự tài trí. Trên người con gái lại mặc một bộ áo ngủ hoạt hình Pikachu. Ba. Trông thấy Huỳnh Nhân đi vào, Huỳnh Như lập tức bật cười vui vẻ xê dịch sang một bên nhường ra một chỗ trống rồi vỗ vào đó nói ở đây ở đây huỳnh nhân nhìn thoáng qua liễu phi tuyết thấy cô không hề từ chối còn dịch sang bên cạnh một chút anh mới yên tâm lên giường đi ngủ nghiêm túc mà nói anh cũng không ngủ cùng với cô liễu phi tuyết ngủ ở bên phải huỳnh nhân ngủ ở bên trái ngăn ở giữa là huỳnh như ba ơi ba kể chuyện cho con nghe được không huỳnh như dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn về phía anh con buồn ngủ rồi. Được, Huỳnh Nhân mỉm cười gật đầu. Liễu Phi Tuyết ở bên cạnh lập tức đưa chuyện cổ tích cho anh. Nhưng Huỳnh Như lại hô lên. Con không muốn nghe chuyện trong sách, con muốn nghe chuyện về ba. Liễu Phi Tuyết cũng gấp quyển sách trong tay lại, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngạc nhiên, cô nhìn anh. Trong cuộc họp đấu thầu lần trước, Huỳnh Nhân đã kể lại ngắn gọn câu chuyện của mình, nhưng cô lại không biết sốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì trong 5 năm trống rỗng kia không phải cô chưa từng cử người đi điều tra nhưng lại không hề có kết quả gì ba ấy à ban đầu suýt chút nữa thì ba đã cưới người phụ nữ khác nhưng có lẽ ông trời có mắt để cho ba gặp được mẹ con lúc đó ba đã sắp chết nhưng là mẹ con đã cứu ba sau đó trong lòng ba vẫn luôn nhớ tới mẹ con ba nghĩ một ngày nào đó trở về minh châu tìm được mẹ con nhưng lúc ấy ba còn quá yếu ớt lại không có tiền hay quyền thế làm sao có thể bảo vệ mẹ con đây vì thế ba bước lên con đường không giống mọi người ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép huỳnh nhân kể lại chuyện quá khứ huỳnh như rất nghiêm túc lắng nghe liễu phi tuyết cũng vậy câu chuyện rất dài cô bé nghe đến một nửa đã không thể chống nổi cơn buồn ngủ ập tới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi tuy nhiên câu chuyện còn chưa dừng lại huỳnh nhân vẫn đang kể lại chuyện của mình như cũ từ lúc gia nhập kim hoàng quen biết các đồng đội trong quân đội lại đến những lần tham gia nhiệm vụ kinh hồn bạt vía liễu phi tuyết đều lắng nghe toàn bộ quá trình lúc cô nghe thấy huỳnh nhân bị thương khi đang làm nhiệm vụ liễu phi tuyết sẽ nhíu chặt mày lại hay khi nghe đến đoạn đồng đội của anh hy sinh cô có thể cảm nhận được sự bất lực cùng nỗi đau nồng đậm trong giọng điệu của anh cô nghe được anh trở thành chiến thần trong quân đội vẻ mặt sẽ dịu đi tận đáy lòng cảm thấy vui mừng thay anh lúc nghe đến đoạn chín kẻ thù lớn vượt muôn trùng dương tới đánh nam hạ Huỳnh nhân đã đứng ra chiến đấu một trận với họ ở núi U Hằng. Trái tim của cô như nhảy vọt lên tận học, đó là lần anh cận kề với cái chết nhất. Nghe thấy 5 năm làm lính của anh kết thúc, huynh nhân vì tìm kiếm người đẹp năm xưa mà dứt khoát suốt ngũ. Cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh của Liễu Phi Tuyết cũng thay đổi, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường không rơi nước mắt. Cuối cùng, ba đã tìm được mẹ, mẹ cũng sinh ra tiểu Như. Hai người là thiên sứ trong cuộc đời ba, ba sẽ mãi mãi quý trọng. Nếu thời gian có thể đảo ngược lại, anh sẽ không hối hận vì đã yêu em như cũ, không phải vì đất nước cũng chẳng phải vì mọi người trong thiên hạ, chỉ làm chiến thần bảo vệ hai người. Lúc anh kể xong câu chuyện thì trời đã khuya, Huỳnh Như đang say ngủ. Ngọn đèn trên đầu giường mờ ảo, chiếu sáng khuôn mặt với những đường nét tinh tế của Liễu Phi Tuyết. Tuy rằng câu chuyện của Huỳnh Nhân đã kết thúc, nhưng cô vẫn đang chìm đắm bên trong, thật lâu vẫn chưa thể tự thoát ra được. Liễu Phi Tuyết chưa từng ra chiến trường, cũng chưa bao giờ cầm súng hay giết người. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Huỳnh Nhân từng bước từ một người bình thường cái gì cũng không biết trở thành chiến thần của Nam Hạ như cũ. Không ai có thể hiểu được sự vất vả cùng chắc trở trong đó. Cô tắt đèn, giọng nói run rẩy mở miệng hỏi. Đây chính là câu chuyện của anh ư. Xuyệt, đừng đánh thức con. Huỳnh Nhân quay đầu nhìn, thấy Huỳnh như vẫn ngủ ngon lành như cũ, lúc này anh mới yên tâm, khẽ gật đầu. Đây là câu chuyện của anh, tất nhiên anh còn chưa kể rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, anh cả Giang Kiệt mất tích, Phùng Cẩn Mai khóc đến hôn mê. Lại ví dụ như tổ chức thần bí, phóng lượng, hay sáng lập nên thất si của Nam Hạ, gặp được Lưu An. Giống như tôn ngộ không, trải qua 9981 kiếp nạn, cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật. Đúng lúc này, một cơ thể ấm áp kề sát lại gần, một giọt lệ lạnh lẽo rơi lên mặt huỳnh nhân liễu phi tuyết chủ động ôm lấy anh nói bằng giọng điệu như thể đang thì thầm bên tai anh huỳnh nhân cảm ơn anh đã trải qua hết thảy mọi chuyện vì em nếu anh đã trở lại vậy hãy làm cho em yêu anh nhé làm cho em hết lòng hết dạ yêu anh để em lại tin tưởng vào tình yêu hai câu cuối cùng nhỏ như mũi kêu chạm tới quá khứ đau thương mà cô không muốn nhớ lại nhất trong màn đêm đôi mắt của cô sáng ngời như vậy đốt sáng bóng tối trong lòng anh anh trịnh trọng gật đầu. Được. Audio điện tử võ tấn bền. chương 71, người đại diện pháp lý. Sáng hôm sau, Liễu Phi Tuyết đã đưa Huỳnh Như tới nhà trẻ từ rất sớm. Huỳnh Nhân cũng tiến hành rèn luyện theo thói quen hàng ngày. Nhưng anh mới tập được một nửa, thì đã bị một trận tiếng ồn vượt quá 8 người để xi ben cắt ngang. a à, quá giật gân rồi. Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cô em vợ Liễu Thụy Hoa đang hùng hổ lao ra khỏi phòng, đến bên cạnh Huỳnh Nhân rồi dơ màn hình điện thoại lên cho anh xem. Huỳnh Nhân nhận lấy nhìn lướt qua, chỉ thấy một chuỗi tiêu đề tin tức bắt mắt viết bằng chữ đen trên màn hình trắng trong điện thoại. Tin tức lớn, con trai của chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên lại có khuynh hướng làm nô lệ. Lướt xuống phía dưới là một đoạn trong video 5 phút kia, trong đó là một người đàn ông bị trói gô, đang bị một người phụ nữ ra sức quất đánh. Video đã được ích, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra như cũ, là Diệp Dạ Nguyệt, con trai của chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên. Ồ, Huỳnh Nhân đưa điện thoại cho Liễu Thụy Hoa, tiếp tục bắt đầu tập hít đất. Liễu Thụy Hoa tỏ ra nôn nóng. Anh rể, anh không nên nói một chút gì sao, đây chính là tin tức lớn đấy, Diệp Dạ Nguyệt lại thật sự có loại đam mê này. Anh đã xem từ lâu rồi, khắp mặt báo đều có. Huỳnh Nhân không thèm ngoảnh đầu nói. Liễu Thủy Hoa đang muốn tiếp tục nói chút gì đó, bỗng nhiên ánh mắt trở nên kỳ lạ hỏi. Anh rể, không phải anh làm chuyện này đó chứ? Huỳnh Nhân nhún vai. Ai biết đâu? Huỳnh Nhân càng nói như vậy, Liễu Thủy Hoa càng nghi ngờ là do anh làm, lập tức giống như chú sâu nhỏ đi theo anh. Anh rể, anh nói cho em biết đi mà, có phải là do anh làm không? Anh đang định nói chuyện, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là một chuỗi dãy số lạ. Ai thế? huỳnh nhân bấm nghe máy ngay lập tức truyền đến một giọng nữ trầm thấp anh là huỳnh nhân anh nhân phải không là tôi cô là tôi là sở trí tu đại diện pháp lý của công ty dược phẩm hồng thiên người phụ nữ đầu bên kia điện thoại lạnh nhạt nói công ty dược phẩm hồng thiên liễu thụy hoa nghe thấy lời này trong lòng bỗng kinh ngạc không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy lập tức đã mời người đại diện pháp lý cô ấy đang định hỏi huỳnh nhân phải làm sao bây giờ thì lại thấy anh hoàn toàn không sợ hãi. Cô có chuyện gì sao? Không có tôi cúp máy đây. Thấy Huỳnh Nhân không hề khách sáo như vậy, sở trí tu cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh là người đã đăng video tin tức trên đầu đề hôm nay đúng không? Huỳnh Nhân cũng không thừa nhận, chẳng qua thờ ơ nói. Nếu trong lòng cô đã có câu trả lời, vì sao còn muốn hỏi tôi? Rõ ràng câu nói này xen lẫn đôi chút chế nhạo, sở trí tu cố nén lửa giận tiếp tục nói vậy anh còn không mau xóa đi. Hành vi của anh đã làm trái pháp luật, công ty dược phẩm Hồng Thiên chúng tôi hoàn toàn có thể làm theo trình tự hành chính, kiện anh lên tòa. Mặt khác, hôm nay chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, làm sáng tỏ chân tướng của vụ việc, mời anh có mặt và thừa nhận đây là do các anh nhằm vào công ty dược phẩm Hồng Thiên, hơn nữa còn đưa ra mức bồi thường. Rõ ràng sở trí tu đã chuẩn bị rồi mới tới, cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục đe dọa. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, chúng tôi đã điều tra rõ ràng thân phận của anh rồi, là người nhà họ Liễu ở Minh Châu. Nếu anh không chịu hợp tác, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp cưỡng chế. Sau khi sở trí tu bày ra một loạt các biện pháp hành chính của công ty dược phẩm Hồng Thiên, Liễu Thụy Hoa có hơi sợ hãi. Anh rể, chúng ta làm thế nào bây giờ? Không nghĩ tới Huỳnh Nhân lại thản nhiên mỉm cười, hồn nhiên không thèm để ý. Cô sở, đây là năng lực xã giao của các cô à. Nếu đúng như vậy, tôi đề nghị tất cả các cô từ trước hết đi. Gì cơ? Sở trí tu không lường trước điều này, Huỳnh Nhân còn dám ăn nói ngông cuồng, cô ta lập tức nổi giận. Anh có ý gì? Tôi nói cho các cô một việc, tin rằng sau khi mọi người nghe xong chuyện này, nhất định sẽ hủy bỏ cuộc họp báo. Huỳnh Nhân ngừng lại một chút, lúc này mới chậm gì gì nói. Quách Tuấn đã bị bắt, thời gian 24 tiếng làm sáng tỏ đã qua, chờ đợi gã ta chính là sự thẩm vấn của cảnh sát nếu gã ta không cẩn thận khai hết các người ra e rằng sự việc không chỉ mất mặt đơn giản như vậy đâu ngoặc kép ngoặc kép huỳnh nhân vừa nói xong sở trí tu người đại diện pháp lý lập tức im lặng thậm chí cách điện thoại vẫn còn có thể nghe được tiếng thở dồn dập tôi tin rằng cô sở sẽ phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ nhỉ ngoài ra trên tay tôi còn có video gốc nếu muốn lấy về thì kêu diệp dạ nguyệt đến quỳ xuống xin lỗi trước cửa nhà tôi anh nói xong lập tức ngắt điện thoại Liễu Thủy Hoa giật mình nhìn Huỳnh Nhân, người bình thường nghe thấy những lời này đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn từ lâu. Nhưng anh lại không hề sợ hãi, mà ngược lại còn đe dọa bọn họ. Đó chính là công ty dược phẩm Hồng Thiên đấy. Anh cúp máy, sau đó trở lại phòng khách, rót cho mình một tách trà, tinh tế thưởng thức. Liễu Thủy Hoa đi tới, khó hiểu hỏi. Anh rể, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Huỳnh Nhân trực tiếp nói cho cô ấy biết, chuyện này vẫn còn chưa xong. Huỳnh Nhân thản nhiên mỉm cười, vừa thưởng thức trà vừa chậm gì gì nói. Chờ, chờ. Liễu Thụy Hoa giật mình nói. Chờ ai? Trong văn phòng chủ tịch của công ty dược phẩm Hồng Thiên. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, vẻ mặt âm trầm ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một đôi nam nữ đang đứng. Trên người tên đàn ông chẳng chịt vết soi, mà người phụ nữ có mái tóc ngắn mặc đồ công sở. Hai người này đúng là Diệp Dạ Nguyệt và Sở Trí Tu thằng nhóc kia nói như thế nào, vẻ mặt Diệp Thường Phong âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Sắc mặt sở trí tu trở nên khó coi, tuy rằng sợ chủ tịch tức giận, nhưng vẫn báo cáo đúng sự thật. Kết quả, Diệp Thường Phong nghe xong, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng ông ta vỗ bàn đứng bật dậy, giận dữ cắt ngang lời sở trí tu. Bắt nạt người quá đáng, đúng là không để tôi vào mắt, chưa kể đến việc không chịu hợp tác, thế nhưng lại dám đe dọa tôi khi nào diệp thường phong tôi bị người khác đe dọa chứ chủ tịch ngài hãy nghe tôi nói hết trước đã sở trí tu căng ra đầu tiếp tục báo cáo anh ta nói anh ta đang giữ video gốc trên tay nếu muốn lấy về thì buổi chiều kêu cậu chủ nhỏ đến quỳ xin lỗi trước cửa nhà họ bốp nghe đến đó diệp thường phong càng tức giận hơn tắt một nhát lên mặt diệp dạ nguyệt đồ được việc thì ít hỏng việc thì nhiều còn làm ra loại chuyện này ngay dưới mí mắt tao mày đã làm thì cũng thôi đi còn để người ta phát hiện bây giờ thì tốt rồi làm liên lụy đến toàn bộ công ty dược phẩm hồng thiên diệp dạ nguyệt không dám cãi lại cả người co rúm trên đất chủ tịch chúng ta làm sao bây giờ sở trí tu vừa hay mở miệng dò hỏi bây giờ còn có thể làm sao gì nữa hủy bỏ cuộc họp báo đi diệp thường phong tức giận nói thằng nhóc kia nói rất đúng nếu tên họ quách thật sự đã nói điều gì đó không nên nói vậy thì tất cả đều xong rồi. Sở trí tu, cô đi cứu gã ta ra ngoài. Chuyện này, sở trí tu tỏ ra mặt khó xử, nói. Chủ tịch, muốn cứu gã ta ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy cũng phải cứu ra. Diệp thường phong giận dữ giết gào, lại đạp một cú lên mông Diệp dạ nguyệt. Đều do thằng nhóc con này gây họa, còn không mau tới cổng nhà người ta quỷ đi. Diệp dạ nguyệt nghe thấy vậy, lập tức không dám tin chừng lớn hai mắt ba con chính là con trai ba đó ba thật sự muốn con đi quỳ lạy xin lỗi bọn trung ư nói thừa vẻ mặt diệp thường phong vô cùng dữ tợn tao biết anh ta ăn hiếp người quá đáng nhưng trong lòng mày còn không rõ tôn nghiêm cùng với công ty cái nào càng quan trọng hơn sao vẻ mặt diệp dạ nguyệt chợt thay đổi cuối cùng vẫn cúi đầu con biết rồi con đi không ai nhìn thấy sự căm hận mút trời trong mắt anh ta không chỉ dành cho huỳnh nhân mà còn cả ba mình nữa. Huỳnh Nhân đã ngồi trong phòng khách chờ gần nửa tiếng đồng hồ, một ấm trà cũng sắp thấy đáy. Trái lại, Liễu Thụy Hoa đi đi lại lại trên sàn nhà phòng khách, dáng vẻ lo lắng không yên. Cuối cùng, cô ấy cũng không nhịn được. Anh rể, anh nói chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa, rốt cuộc đang đợi ai thế? Huỳnh Nhân mỉm cười chỉ ra phía ngoài căn biệt thự rồi nói. Chẳng phải đã đến rồi sao? Hả? Liễu Thủy Hoa nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước cổng biệt thự. Đợi sau khi nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, Liễu Thủy Hoa lập tức ngạc nhiên. Hóa ra là La Vong Cơ, giáo viên hướng dẫn lúc trước của cô ấy. Trong tay ông ta còn sách theo một túi to toàn đồ bổ có giá trị xa xỉ, ba bước gộp làm một đi đến trước mặt Liễu Thụy Hoa, bịch một tiếng quỷ xuống trước mặt cô ấy. Bạn học Liễu Thủy Hoa, thầy sai rồi, thầy xin em hãy mau chóng trở lại trường tiếp tục đi học. chương 72, quỳ gối trước cửa. Thầy la, Liễu Thụy Hoa thấy người quỳ trước cửa là thầy giáo của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi cô ấy thấy Huỳnh Nhân vẫn thản nhiên ngồi uống trà thì mới hiểu ra, hóa ra ý anh dễ kêu đợi là đợi thầy la. Thụy Hoa, em đi học lại đi, coi như thầy cầu xin em. La vong cơ chỉ còn thiếu nằm sấp xuống xin Liễu Thụy Hoa. Thầy thừa nhận với em, trường học đã sai khi bắt em thôi học, mọi người cũng đã biết sai rồi, em hãy trở lại trường đi. Liễu Thụy Hoa đã định đồng ý, nhưng cô ấy suy nghĩ lại, dựa vào cái gì mà kêu mình làm sao mình phải làm vậy. Thế nên, cô ấy liếc một cái. Dựa vào cái gì chứ? Thầy đuổi tôi đi, tôi đi rồi, bây giờ thầy gọi tôi về, tôi mà trở về thì mặt mũi tôi để đâu đây? La vòng cơ sợ hãi sắp khóc. Thụy Hoa, thầy quỳ xuống trước mặt em rồi, em còn muốn thế nào nữa? Liễu Thủy Hoa đang định nói gì đó nữa, nhưng lại thấy Huỳnh Nhân đứng dậy, anh thản nhiên mỉm cười. Có phải từ Tân Vinh kêu ông tới đúng không? Trong phút chốc, là vòng cơ sở hãi trong lòng, bị Huỳnh Nhân đoán chúng rồi, đúng thật là từ Tân Vinh kêu ông ta tới. Mới sáng sớm, ông ta đã bị từ Tân Vinh nổi giận đùng đùng lôi tới công ty, cho ông ta xem bài báo ngày hôm nay. Tiêu đề của các bài báo ngày hôm nay tổng cộng đăng hai tin tức một tin là về việc quách tuấn kẻ đầu sỏ của sự cố y tế đã bị bắt. Tin còn lại, đương nhiên là về sở thích đặc biệt của cậu con trai thứ hai nhà họ Diệp. Người khác không biết mối liên hệ giữa hai việc này, nhưng từ Tân Vinh sao có thể không biết. Ông ta cũng không thể hiểu nổi, chỉ ngắn ngủi có một ngày, Diệp dạ nguyệt sao đã bị người ta ra tay rồi. Từ Tân Vinh chỉ giao cho La Vong Cơ một nhiệm vụ duy nhất, đó là bằng mọi giá phải đưa được Liễu Thụy Hoa trở về trường học, làm không xong thì không cần trở về nữa vì thế la vong cơ đến đây còn quỳ gối trước mặt liễu thụy hoa về nói với từ tân vinh chuyện đi học lại sẽ tính sau huỳnh nhân điềm tĩnh ngồi lại ghế của mình thuận miệng nói ngoài ra dù có đi học lại cũng không nhất thiết phải học đại học minh châu la vong cơ lập tức nóng mặt đừng mà cậu huỳnh cậu cứ việc đưa ra yêu cầu phía trường học chúng tôi nhất định sẽ thầy la thầy còn chưa hiểu sao biểu cảm trên gương mặt huỳnh nhân càng lúc càng trở nên lạnh lùng chuyện này không phải chỉ cần ông khom lưng khuỵu gối xin lỗi vài câu thì có thể giải quyết được đâu la vong cơ sững sờ kêu từ tân vinh đích thân đến đây tạ tội huỳnh nhân lạnh giọng nói đến quỳ gối trước cửa một buổi sắc mặt la vong cơ hoàn toàn thay đổi ông ta còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của huỳnh nhân nên ông ta chỉ đành chán nản ra về sau khi la vong cơ đi khỏi liễu thụy hoa lập tức ngồi xuống bên cạnh huỳnh nhân kích động nói anh rể sao anh biết chắc chắn trường học sẽ đến cầu xin em đi học lại rất đơn giản mọi chuyện phải bắt đầu từ việc quách tuấn bị bắt huỳnh nhân mỉm cười nói thuốc mà em điều chế cho bác quách là đúng là do chất lượng dược liệu có vấn đề dược liệu này lại được lấy từ công ty dược phẩm hồng thiên chứng tỏ phía trường học cũng biết rõ chuyện này quách tuấn công ty dược phẩm hồng thiên và cả trường học ba vòng tròn này đã được gắn chặt với nhau bất cứ chiếc nào gặp bất chắc đều sẽ liên lụy đến hai chiếc còn lại tư bản luôn mạnh mẽ nhất xây dựng trường học cần đến tiền mà thứ công ty dược phẩm hồng thiên có nhiều nhất chính là tiền con trai của diệp thường phong lại đang theo học ở đại học minh châu đương nhiên trường học sẽ dỗ dành anh ta như tổ tiên nhà mình rồi liễu thụy hoa mơ hồ gật gật đầu sau đó mắng đúng là xảo quyệt cô ấy ngừng một lúc rồi lại hỏi anh định bắt hiệu trưởng quỳ gối thật à. Huỳnh Nhân đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, bình thản nói: "Đã làm sai thì phải chịu phạt, nếu không thế giới này sẽ loạn mất. Là vòng cờ đi rồi, Từ Tân Vinh lại đến. Chẳng qua là cánh cổng lớn vẫn đóng trước mặt ông ta. Từ Tân Vinh nhìn lướt qua căn biệt thự bên trong, gương mặt ông ta nhăn nhó đến khó coi. Nhưng mà ông ta vẫn quỳ xuống trước cổng biệt thự trời nắng nóng như thiêu như đốt nháy mắt khiến ông ta đổ mồ hôi hột người qua lại trên đường đều nhìn từ tân vinh đang quỳ trước cửa với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên từ tân vinh bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy trong lòng vô cùng tức giận nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác nhất định phải quỳ ông ta biết hậu quả của việc này một khi quách tuấn nhận tội thì ông ta cũng không giữ nổi chiếc ghế hiệu trưởng đó nữa ông ta mất đến mười mấy năm mới leo đến vị trí này sao có thể vì chuyện này mà chắp tay dâng vị trí đó cho người khác. Đôi khi, đứng trước quyền lợi, danh dự và giới hạn không là gì cả. Có tức giận hơn nữa, nhục nhã hơn nữa, ông ta cũng phải quỳ cho xong. Một lát sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng tử viên. Một người trẻ tuổi bước xuống xe, một tiếng bụp vang lên, anh ta cũng quỳ xuống trước cổng biệt thự. Chính là Diệp Dạ Nguyệt. Hai người cùng quỳ trước cửa, chống chọi với cái nắng chói chang ngày hè, dù nóng như thế nào cũng không thể đứng dậy trong biệt thự liễu thủy hoa không thể nhìn tiếp được nữa nhìn không được nhìn sang huỳnh nhân vẫn đang thở ơ anh rể bọn họ đã quỳ hai tiếng rồi đó vậy thì đã sao cứ để bọn họ tiếp tục quỳ huỳnh nhân bình tĩnh nói chỉ có như vậy bọn họ mới biết sai lầm bản thân thủy hoa em phải hiểu rằng ở trong thời đại người xấu nắm quyền còn người tốt tuyệt chủng này em không thể mềm lòng với những người từng làm hại em được. mềm lòng một lần, sau này họ sẽ càng táo tợn hơn. chỉ có đánh cho họ đau đớn, đánh cho nhớ đời, họ mới biết sợ. à à. liễu thủy hoa mơ mơ hồ hồ gật đầu. cô ấy cảm thấy anh rể của lúc này có một sự nghiêm túc khó nói nên lời. lại thêm hai tiếng nữa trôi qua, mặt trời đã sắp xuống núi. lúc này huỳnh nhân mới bước ra từ bên trong biệt thự, mở cánh cổng lớn ra. đứng dậy hết đi anh thờ ơ nói từ tân vinh và diệp dạ nguyệt như chút được gánh nặng chuẩn bị đứng dậy thì lại ngã xuống trước mặt huỳnh nhân vì quỳ quá lâu nên đầu gối đã mất cảm giác biết sai chưa huỳnh nhân từ trên cao nhìn xuống từ tân vinh và diệp dạ nguyệt lạnh lùng hỏi biết sai rồi từ tân vinh và diệp dạ nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra ba từ này còn dám nữa không huỳnh nhân hỏi tiếp không dám từ tân vinh và diệp dạ nguyệt quỳ gối trước mặt huỳnh nhân gương mặt hai người họ nhăn nhó đến biến dạng. Tôi biết bây giờ hai người đang rất hận tôi, nhưng không sao, trong mắt tôi hai người chẳng là gì cả. Huỳnh Nhân Bình thản bật cười. Nếu trong lòng không phục, hoan nghênh đến tìm tôi, tôi tên Huỳnh Nhân. Anh nói xong, lấy đoạn video gốc ra xóa ngay trước mặt Diệp Dạ Nguyệt biến đi. Sở trí tu lập tức xuống xe, đỡ Diệp Dạ Nguyệt vào trong xe, sau đó lái xe rời khỏi. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, chuông điện thoại cô ta reo lên, là thuộc hạ cô ta gọi đến. Đã bảo lãnh quách tuấn ra chưa? Vừa nhận điện thoại, sở trí tu đã vội vàng hỏi. Chuyện này liên quan đến an nguy của công ty dược phẩm Hồng Thiên. Tuy nhiên, đầu dây bên kia điện thoại lại báo tin giữ đến. Quản lý, đã bảo lãnh người ra rồi, nhưng mà, anh ta đã nhận tội cả rồi. Cái gì? Ngay lập tức, sắc mặt sở trí tu bỗng nhiên tái nhợt khi tin tức này truyền đến tai diệp thường phong ông ta nổi giận đỏ mặt suýt ngất tại chỗ đến khi tỉnh táo lại diệp thường phong nghiến răng nói sở trí tu cô thông báo với tên nhóc thối tha đó nó đã bị đuổi ra khỏi nhà họ diệp bắt đầu từ bây giờ nó không còn bất cứ liên quan nào với công ty dược phẩm hồng thiên nữa tiếp sau đó là một trận gào thét đầy phẫn nộ huỳnh nhân công ty dược phẩm hồng thiên không đội trời chung với mày không xé mày thành trăm mảnh tao không nuốt trôi được mối hận này. chương 73, Cửu Châu tặng lễ. Ăn cơm tối xong, Liễu Thụy Hoa quay về ký túc xá của trường. Anh rể, có rảnh thì đến Đại học Minh Châu chơi, em giới thiệu bạn cùng phòng của em cho anh làm quen. Trước khi đi, Liễu Thụy Hoa nhắc mấy lần, Huỳnh Nhân mới tươi cười đồng ý. Liễu Phi Tuyết lấy làm kỳ lạ. Sao mới có mấy ngày mà anh với Thụy Hoa đã thân nhau thế? chắc là trời sinh anh được người ta thích. Huỳnh nhân sờ mũi, cười gượng. Chẳng phải tiểu như lần đầu gặp đã gọi anh là ba hay sao? Xa vẻ, liễu phi tuyết liếc mắt coi thường, đi rửa bát. Để anh giúp em. Huỳnh nhân cũng đi vào phòng bếp, giúp liễu phi tuyết cùng nhau rửa bát. Liễu phi tuyết có kháng cự trong giây lát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của huỳnh nhân, cô vẫn nén xuống. Trong phòng bếp chỉ có tiếng nước chảy rào rào, bầu không khí có chút xấu hổ, hôm nay việc hợp tác với nhà họ liễu đã qua phê duyệt rồi qua mấy ngày nữa là có thể tiến hành phương án liễu phi tuyết đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng ngoài ra tôi cũng tìm được diễn viên rồi tên là huỳnh thăng phát học trò của nhạc si em biết nhạc si huỳnh nhân kinh ngạc nhìn liễu phi tuyết liễu phi tuyết gật đầu nhạc si thiết thụy đương nhiên là tôi biết ngay sau đó huỳnh nhân không nói lời nào chỉ ngẩng đầu nhìn bóng đêm đang dần dần kéo xuống. nhạc sĩ si Thiết Thụy được coi là người có tiếng tăm nhất trong thất sĩ si ở Nam Hạ. cô ấy không ở trong giới giải trí nhưng trong làng giải trí vẫn lưu lại truyền thuyết của cô ấy. một tấm lụa trắng che mặt, dư âm của khúc nhạc vẫn còn vang vẳng bên tai. chỉ cần là người từng nghe nhạc si diễn tấu thì không có ai là không kinh ngạc. nhưng nghe nhạc si đàn phải chú trọng đến một chữ duyên. duyên phận tới. Không cần tốn một đồng cũng có thể được nghe nhạc si diễn tấu, duyên phận chưa tới, bao nhiêu tiền nhạc si cũng không biểu diễn. Từng có người đem 10.000 đô ra mời nhạc si xuống núi, gảy cho anh ta nghe một khúc, nhưng bị từ chối, sau đó tên nhà giàu đó tức giận, dùng vũ lực mời nhạc si đánh đàn cho anh ta nghe, kết cục cuối cùng rất thảm. Chuyện này cũng giống như lớp mạng che mặt thần bí của nhạc si, không ai biết nhạc si trông ra sao, bởi vì không ai có khả năng có thể khiến cho nhạc si tháo mạng che mặt xuống ngoại trừ một người đàn ông việc khiến huỳnh nhân không ngờ tới chính là huỳnh thăng phát này vậy mà lại là học trò kế nghiệp của nhạc sĩ si. thấy huỳnh nhân trầm mặc liễu phi tuyết lại tiếp tục hỏi công việc thế nào rồi có cần vào lệ tinh không huỳnh nhân vội vàng từ chối uyển chuyển chuyện công việc anh sẽ nghĩ cách liễu phi tuyết ừ một tiếng cũng không nói gì nữa cô cảm thấy nếu bây giờ đã là một nhà ba người sống cùng nhau huỳnh nhân làm ba nhất định phải có công việc ổn định, hơn nữa phải là công việc cơ cơ hội thăng tiến. Huỳnh Nhân cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, có phải anh nên đi tìm một công việc? Đâu thể ngày nào cũng ở nhà rảnh rỗi thế này. Ring ring. Đúng lúc này, di động vang lên. Là Thiên Việt Bân gọi đến. Huỳnh Nhân sửng sốt một hồi, chế thế này rồi, anh ta gọi đến có việc gì thế? Có việc gì không? Anh Huỳnh, tôi gọi để báo cho anh chút chuyện anh giao. Ở đầu bên kia, vẻ mặt thiên Việt bân đầy vẻ nịnh nọt, nói. Là như thế này, ngày mai công ty Cửu Châu sẽ chuyển đến tòa nhà quốc tế, bọn họ vừa mới đến, muốn xây dựng quan hệ tốt với chủ cho thuê nên một tuần nữa bọn họ sẽ làm chủ tổ chức một bữa tiệc, tất cả chủ công ty trong tòa nhà quốc tế đều được mời. Vậy sao? Huỳnh Nhân gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Phi Tuyết đang dạy Huỳnh như làm toán, tất cả các giám đốc công ty đều được mời, vậy thì Liễu Phi Tuyết cũng sẽ được mời chủ của tòa nhà quốc tế cũng được mời huỳnh nhân bật cười vậy anh đi thay tôi là được dù sao trước đây cũng toàn là anh lo liệu vấn đề nằm ở đó thiên việt bân làm mặt đau khổ nói anh huỳnh anh quên trước đây ở hội nghị đấu thầu tôi đã nói tôi không phải chủ của tòa nhà quốc tế rồi hay sao huỳnh nhân nghe vậy cũng chỉ gật đầu được rồi tôi biết rồi anh nói lại với công ty cửu châu đi tôi sẽ đi thế thì tốt quá Thiên Việt Bân lập tức thở vào một hơi. Còn nữa, thông báo với Cửu Châu, phải mời cả nhà họ liễu. Huỳnh Nhân bổ sung một câu. Vẻ mặt của Thiên Việt Bân tràn đầy sự khó hiểu, không hiểu tại sao phải mời cả nhà họ liễu, nhưng anh ta vẫn đồng ý. Cùng lúc đó, ở tòa nhà Cửu Châu, đã rất muộn rồi nhưng văn phòng chủ tịch vẫn sáng đèn. Trong văn phòng cũng không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi thấu tận trời xanh. Huỳnh Nhân chết tiệt, đều tại nó nên mọi việc mới thành ra thế này đừng để tao bắt được thóp nếu không thì mặc kệ thế nào tao cũng phải làm nó nhà tan cửa nát diệp thường phong nổi trận lôi đình thậm chí còn ném vỡ một cái gạt tàn sở trí tu ở bên cạnh diệp thường phong không dám hé nửa lời ở đối diện thiều hải hà lại bình tĩnh nhìn diệp thường phong đang phát hỏa kiên nhẫn chờ ông ta chút giận xong lúc này mới cười trấn an nói ông chủ diệp ông là trưởng bối của tôi chắc hẳn biết rõ hơn tôi mấy lời, tức giận hại thân, này, bớt giận, bớt giận nào. Bớt giận, tôi bớt giận thế nào được. Diệp thường phong mặt đầy phẫn nộ, giận dữ hét lên. Đều tại thằng đó nên tôi mới bất đắc dĩ đoạn tuyệt với con trai, đuổi nó ra khỏi nhà họ Diệp, cũng đã đưa tin qua buổi họp báo rồi. Còn đám phóng viên vô lương tâm kia nữa, cậu xem, bọn họ viết vớ vẩn cái quái gì đây. Thiều Hải Hà cúi đầu nhìn, lập tức cảm thấy vui vẻ trên báo tất cả đều công kích sự kiện công ty dược phẩm Hồng Thiên bán thuốc giả, uy tín của công ty dược phẩm Hồng Thiên bị đe dọa. Chưa kể đến, rất nhiều đại lý buộc phải đóng cửa, thị trường chứng khoán trượt dốc không phanh, giống như trượt cầu trượt vậy, đâm thẳng xuống, trong vòng một ngày, tụt bảy, tám phiên. Không chỉ vậy, áp lực nặng nề của dư luận còn khiến cho rất nhiều công ty hợp tác lâu dài với công ty dược Hồng Thiên trực tiếp tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp tác, tạo thành tổn thất rất lớn cho Hồng Thiên cái tên huỳnh nhân kia, không hổ là tên đàn ông suýt chút nữa thì trở thành em rể của tôi, hay cho chiêu gậy ông đập lưng ông. Thiều Hải Hà uống một ngụm cà phê, từ tốn nói. Ông chủ Diệp, cảm giác bị gậy của mình đập chúng thế nào? Thiều Hải Hà, cậu bớt ở đây cười người khác gặp họa đi. Ánh mắt của Diệp thường phong lóe lên một tia lạnh lùng. May mà truyền thông chưa móc đến vụ án 316, không thì cậu cũng toi đời. Yên tâm đi, tôi đã mua được vài trang báo rồi bộ phận quan hệ công chúng cũng đang tẩy trắng cho ông chỉ là cần chút thời gian thôi thiều hải hà hoàn toàn không quan tâm khoát tay nói việc quan trọng nhất bây giờ là phải xây dựng mối quan hệ tốt với chủ tòa nhà quốc tế em họ để tôi quản lý công ty cửu châu tôi đương nhiên phải làm được thành tựu gì đấy chứ hiện tại đang là thời điểm mấu chốt để công ty cửu châu đi lên tôi không cho phép có bất kỳ nhân tố bất lợi nào tồn tại nghe vậy diệp thường phong bĩu môi tỏ ra khinh thường chủ của một tòa nhà thôi mà có thể mạnh đến cỡ nào công ty của ông không nằm trong khối tài chính của tòa nhà quốc tế không biết nó có ý nghĩa thế nào đâu thiêu hải hà khoát tay nói trong đấy là toàn bộ giới tài chính nòng cốt của minh châu rất nhiều hạng mục nhà nước ở trên đều phải qua tay chủ của cao ốc mới có thể phê chuẩn xuống cho công ty thích hợp tiến hành nói cách khác trong tay chủ tòa nhà quốc tế có rất nhiều hạng mục lớn có thể móc nối quan hệ với người ta thì còn lo không có mối làm ăn lớn hay sao? lời này vừa nói ra, Diệp Thường Phong cũng có chút lung lay. nói vậy, có quan hệ tốt với chủ tòa nhà quốc tế thì sẽ có khả năng cao trở thành công ty hàng đầu trong mắt cấp trên hà. thậm chí là người đại diện. Thiêu Hải Hà cười nói, giống như người ta vừa nhắc đến Hương Giang thì chắc chắn sẽ nhắc đến tập đoàn Trường Giang của nhà họ Lý, nhắc đến Yên Lăng thì chắc chắn sẽ nhắc đến tập đoàn Bách Đạt của nhà họ Hào nhưng mà trước mắt, phải diệt trừ cái tên huỳnh nhân phiền phức kia đã. Có gì khó đâu, tên đó có lợi hại đến mấy cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt nhà họ liễu bé còn con thôi. Thiều Hải Hà cười nói, bây giờ nhà họ liễu đang bị chia rẽ, nghe nói ngoại trừ liễu nham ra thì tất cả những người khác trong nhà họ liễu đều bị tập đoàn lệ tinh phong sát rồi. Ông nói xem, nếu như lúc này Cửu Châu bố thí cho bọn họ mấy chức vụ, để bọn họ trở về với Cửu Châu thì bọn họ sẽ thế nào? Mang ơn! ánh mắt của Diệp Thường Phong thay đổi. Đúng thế, kết cục của nhà họ Liễu bị chia rẽ đã được định sẵn rồi. Thiêu Hải Hà cười tà ác. Không cần chúng ta ra tay, người nhà họ Liễu sẽ bắt đầu ra tay đối phó Huỳnh Nhân. chương 74, nhà họ Liễu theo địch. Công ty Áo Tân, vốn dĩ ban đầu đây chỉ là một công ty rất nhỏ của sản nghiệp nhà họ Liễu, nằm ở khu công nghiệp Minh Châu đang phát triển. Nhưng từ sau khi tập đoàn Cửu Châu chắp tay nhượng lại cho người ta, sản nghiệp của nhà họ Liễu cũng bị nhà họ Thiều nuốt hết sạch, cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi một công ty áo tân. Buổi đấu thầu của Lệ Tinh, vốn dĩ nhà họ Liễu luôn ôm thái độ may rủi, không ngờ rằng Huỳnh Nhân lại có thể cướp được. Vốn còn cho rằng mở đầu sẽ thuận lợi, ai ngờ lại gặp phải hàng loạt trắc trở, nhà họ Liễu từ địa ngục bay lên thiên đường, rồi lại từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, cuối cùng lại bay lên thiên đường, nhà họ Liễu đã bị dọa cho suýt chút thì tái phát bệnh tim. Cứ như vậy, ngày hôm qua Liễu Nham đại diện cho nhà họ Liễu đã ký hợp đồng cùng với Lệ Tinh, xem như nắm chắc hạng mục này, Lệ Tinh cũng trả cho nhà họ Liễu một chút tiền đặt cọc. 100 vạn. Tuy rằng đối với tập đoàn Lệ Tinh mà nói thì số tiền này cũng chỉ như chín châu mất một sợi lông, nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đối với nhà họ Liễu thì lại là rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, những nhân viên chính của nhà họ Liễu đến phòng họp của công ty áo Tân Họp. Sau khi biết được thông tin về số tiền đặt cọc được ghi trên sổ ghi chép, Tất cả mọi người đều cười rất tươi. Khổ khổ, Liễu Nham à, nếu tiền đã đến tay rồi, vậy thì cần phải chia đều cho mọi người chứ có đúng không? Liễu Đông Quân lớn tuổi nhất khẽ ho khan một tiếng, ỉ vào mình có vai vế lớn nhất, ông ta lập tức ra lệnh cho Liễu Nham. Đúng đấy, anh nói xem có phải tập đoàn Lệ Tinh này bắt nạt chúng ta quá rồi không, đặt cọc hơn 100 vạn mà mỗi người chỉ được chia có một ít thôi sao? Liên Hồng Vân cũng lên tiếng phàn nàn. Tôi cảm thấy ít nhất cũng phải 500 vạn chứ chứ. Dì hai, 100 vạn cũng được rồi, dì đừng đứng nói chuyện không lại đau thắt lưng đấy. Liễu cảnh nhiên không vui, ba của cô ta vất vả lắm mới kiếm được tiền mang về, chia cho bọn họ đã rất là để ý đến tình cảm gia đình rồi, vậy mà mấy người này lại còn chỉ chỉ trò trò. Tuy liên Hồng Vân không nói gì, nhưng ánh mắt lại tràn ngập thù hận mà nhìn những người ở đây. Bà ta thấy, những người này đến đây đều là muốn lấy tiền của nhà bọn họ đủ rồi liễu nham vỗ mạnh một cái xuống bàn quát lên một tiếng lập tức không ai còn dám nói lời nào nữa mấy người đã quên rằng hạng mục này là ai giúp chúng ta lấy được rồi sao liễu nham nhìn xung quanh toàn bộ phòng họp rồi nói tiếp là huỳnh nhân còn các người thì sao đã bỏ ra một chút cố gắng nào chưa cả ngày chỉ toàn nói mấy lời châm chọc lời này vừa nói ra xong nét mặt của đám người liễu đông quân và liên hồng vân có chút mất tự nhiên cũng đúng trong quá trình giành hạng mục này, đúng là bọn họ không có đóng góp gì cả. Nhưng mà miệng Liên Hồng Vân không chịu bỏ qua cho người khác, còn nói, đây đều là chuyện mà nó phải làm thôi, nhà họ liễu chúng ta nuôi nó lâu như vậy rồi, nó đưa hạng mục cho chúng ta thì có làm sao chứ? Ánh mắt liễu nham lạnh lùng, đang định lớn tiếng quát thì lại bị Liên Thúy Na ngăn lại. Được rồi, liễu nham, mau chia tiền đi, hai ngày nay chúng ta thật sự không tìm được việc làm, sắp hết tiền rồi những người khác cũng không thể không bám lấy huỳnh nhân nữa, bọn họ lập tức nhao nhao gật đầu. Sức ảnh hưởng trong ngành của lệ tinh rất lớn, ngoại trừ liễu nham ra thì tất cả mọi người ở đây đều bị phong sát, mấy ngày sau nơi bọn họ làm việc cũng gặp phải vấn đề, còn mà để biết bọn họ là người nhà họ liễu thì sẽ lập tức đuổi bọn họ ra ngoài hết. Mà cũng không còn cách nào khác, bởi vì sức ảnh hưởng của lệ tinh quá lớn, nên những người bị bọn họ phong sát, ai còn dám tuyển chứ? nếu thế thì không phải là cố ý đối đầu với lệ tinh sao. Cuối cùng cả một đám người nhà họ Liễu đều phải dựa vào một mình Liễu Nham nuôi. Liễu Nham khẽ hử lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu chia tiền. Gia đình Liễu Đông Quân và Liên Cát Tường được 5 vạn, gia đình Liễu Nhất Chính và Liên Hồng Vân cũng được như gia đình Liễu Đông Quân và Liên Cát Tường, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Nam mỗi người được 5 vạn, tổng cộng là 10 vạn, cộng thêm những khoản lạt vặt nữa, tổng cộng là 30 vạn. Nhìn số tiền, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. ầm um, Liễu Đông Quân đập tay xuống mặt bàn, tức giận nói, Liễu Nham, có phải anh đang bố thí cho ăn mày đúng không? Mỗi gia đình chỉ được trên 5 vạn thôi sao? Hay là, do anh quá keo kiệt, tôi thấy anh đang khinh thường nhà chúng tôi thì đúng hơn. Vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên cũng không tin. Ba, ba bỏ quên một số không rồi có đúng không? 5 vạn là quá ít, con tiêu hai ngày đã hết rồi. Liễu Nham lạnh lùng nhìn mọi người, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Những người này không ý thức được đây là tiền lệ tinh đưa cho bọn họ để bắt đầu công việc. Một khi khiến cho lệ tinh không hài lòng, vậy thì hợp tác về sau cũng thất bại. Đúng là ứng với câu nói, nữ doanh nhân không biết cam hận khi mất nước, bên kia sông vẫn hát sau sân hoa. Ông ấy lạnh lùng nói, số tiền này là lệ tinh đưa cho chúng ta để làm hạng mục, không phải lợi nhuận, cho mỗi người các người năm vạn đã là rất suy nghĩ cho các người rồi chỉ có 5 vạn thì mua được cái gì chứ? Ngày xưa đã qua rồi. Nhưng mà chẳng ai quan tâm cả, họ chỉ quan tâm xem mình có thể cất được bao nhiêu tiền vào túi thôi. Nhìn đám người nhà họ liễu trước mắt, trong lòng liễu nham dâng lên một cảm giác bất lực. Vấn đề mà chúng ta phải lo lắng đó là làm sao để làm được tốt hạng mục này, chứ không phải mỗi người được chia bao nhiêu tiền. Liên Hồng Vân lập tức trở mặt khinh người, giọng nói cũng trở nên không vui nói, đây không phải là việc của anh sao, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Lệ Tinh đã nói rất rõ ràng, người đại diện chịu trách nhiệm hợp tác chỉ có một mình anh, những người khác như chúng tôi đều bị cho vào sổ đen, còn trông cậy vào chúng tôi làm cái gì? Lập tức, những giọng nói không hài lòng với Liễu Nham mỗi lúc một nhiều hơn, cuối cùng là bao trùm cả căn phòng. Ha ha, nhìn xem nhà họ Liễu các người cãi nhau chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ này kia. Đúng lúc này, vang lên một tiếng cười ngay sau đó một đoàn người tự tiện xông vào trong phòng họp nhìn thấy người mới đến tất cả mọi người không cãi nhau nữa ánh mắt cảnh giác nhìn người thanh niên dẫn đầu Thiêu hải hà sao cậu lại ở đây nét mặt liên thúy na khẽ thay đổi hỏi chuyện đề cử cuộc hôn nhân vô nghĩa người đến đúng là thiều hải hà chẳng qua anh ta hơi nheo mắt lại nói tôi cảm thấy dường như các người có hơi khách sáo với tôi rồi thì phải tôi biết nhà họ liễu các người thấy nhà họ thiều chúng tôi giống như chuột thấy mèo muốn trốn cũng không được nhưng mà các vị yên tâm hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân thiều hải hà tiếp tục nói các người gặp khó khăn tôi đến đây chính là muốn giúp các người giải quyết khó khăn liễu nham hừ lạnh một tiếng quả quyết từ chối chúng tôi không có khó khăn gì cả bây giờ mời cậu đi cho hả phải vậy không vậy trận cãi nhau vừa rồi là sao nhỉ Thiều Hải Hà ung dung ngồi xuống, cười nói: "Người nghèo giống như nhà có tang, cũng giống như nhà họ Liễu nghèo khổ các người vậy, nguyên nhân sâu xa mà mỗi ngày gia đình nhà các người đều cãi nhau, đơn giản cũng chỉ vì một chữ tiền." Những lời này như chạm vào chỗ đau của những người ngồi đây, vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên lập tức tức giận nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đừng kích động, tôi nói rồi, tôi đến đây để giúp các người giải quyết vấn đề." Ánh mắt Thiều Hải Hà nhìn mọi người xung quanh, nói: Tôi cũng biết ngoại trừ liễu nham ra thì tất cả các người đều bị tập đoàn lệ tinh phong sát, bây giờ ngay cả một công việc mà các người cũng không thể tìm được, không thể sống thoải mái được nữa. Mà đúng lúc tập đoàn cửu châu của tôi lại không sợ tập đoàn lệ tinh, hơn nữa, trước kia cửu châu chính là của mấy người, thậm chí trước đây dì liên còn làm phó tổng giám đốc của cửu châu, bây giờ, tôi đồng ý cho mấy người một cơ hội, cơ hội quay trở về cửu châu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lời này vừa nói ra phòng họp lập tức trở nên im lặng tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau không nói được một lời chỉ có vẻ mắt liếu nham là trở nên u ám nói thiêu hải hà mục đích cậu đến đây là muốn đục nước béo cò có thể nói là như vậy thiêu hải hà nhún nhún vai bình tĩnh nói tiếp chim tốt chọn cây mà đậu thay vì dính vào một cái hàng mục bất công như vậy khắp nơi bị lệ tinh coi thường với bắt nạt chỉ vì một chút tiền mà suốt ngày cãi nhau không ngừng không bằng quay trở về tập đoàn Cửu Châu, chắc chắn tôi sẽ không đối xử tệ với đám người các ông đâu. Dừng lại một chút, thiêu Hải hà xòe năm ngón tay ra, rồi nói. Một lần nữa quay về làm người của Cửu Châu, lương mỗi tháng sẽ không ít hơn 5.000 vạn, dì liên, cảnh nhiên sẽ là nòng cốt của Cửu Châu, sau khi tuyên bố chính thức, có thể lập tức được thăng cấp, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Mỗi tháng, 5 vạn sao? Sau khi tuyên bố chính thức, trực tiếp được thăng chức sao? Cái này, có thể thấy, sau khi Thiều Hải Hà nói hết những đãi ngộ thì tất cả mọi người đều dao động. Thấy vậy, Thiều Hải Hà lại nói tiếp. Cửa đã mở ra cho các người, có đi hay không thì tùy các người, nếu đồng ý, vậy thì bây giờ có thể theo tôi quay trở về Cửu Châu. Nói xong, không đợi người nhà họ Liễu kịp phản ứng, anh ta lập tức rời đi. Nhà họ Liễu vẫn còn ngơ ngác ngồi trong phòng họp, chưa kịp hoàn hồn trở lại. Liễu nham vội vàng nói mọi người không được nghe anh ta, chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì đó. Liễu Nham, tôi muốn đi đến Cửu Châu. Không đợi cho Liễu Nham nói xong, Liễu Đông Quân đã cắt ngang lời nói của ông ấy. Ở chỗ cậu ta mỗi tháng được 5.000 vạn, còn ở chỗ cậu, mất cả nửa ngày còn chưa được như vậy, sao có thể so sánh được chứ? Anh cả, anh! Liễu Nham ngơ ngác nhìn một màn này, nửa câu cũng không nói nên lời. Tôi cũng muốn đi Cửu Châu, dù sao thì đấy cũng là công ty trước kia của chúng tôi tôi vẫn có tình cảm hơn trên mặt liên hồng vân hiện lên vẻ vui sướng nói với liễu nham cái hạng mục chó má gì đó hợp tác với lệ tinh anh cứ giữ lại mà làm một mình đi liên cát tường cũng đứng dậy rời đi các người rất nhanh người nhà họ liễu đã rời đi hết chỉ còn lại hai người là liễu cảnh nhiên và liên thúy na liễu nham nhìn về phía hai người lập tức phát hiện thấy vẻ mặt phức tạp của hai người Cảnh Nhiên, Thúy Na, hai người cũng. Ba, con xin lỗi. Liễu Cảnh Nhiên đứng dậy, nhìn Liễu Nham nói: Thế giới này tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền thì không thể làm được chuyện gì cả, thái độ của đám người lệ tinh đó, con cũng chịu đủ rồi, con muốn đi Cửu Châu. Nhưng mà, bây giờ Cửu Châu đã là của nhà họ Thiều, ban đầu nhà họ Thiều đối với chúng ta như thế nào, các người đã quên rồi sao? Liễu Nham vô cùng đau lòng nói: Thì sao chứ? Liễu cảnh nhiên oán hận nói. Đều tại tên phế vật huỳnh nhân hại chúng ta như vậy, nếu muốn trách thì trách anh ta đi. Mẹ, chúng ta đi. Nói xong, Liễu cảnh nhiên lập tức kéo liên thúy na đi cùng. Căn phòng hội nghị rộng lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại một mình Liễu nham ngơ ngác ngồi xuống. Ông ấy tựa lên tấm tựa ở sau ghế, trong nháy mắt như già đi cả chục tuổi. mươi 75, oan ra ngõ hẹp. Ngày hôm sau, Huỳnh Nhân và Liễu Phi Tuyết cùng nhau đưa Huỳnh Như đi nhà trẻ, rồi đi đến tòa nhà quốc tế. Khoảng thời gian này, Huỳnh Nhân vẫn ở lại tòa nhà quốc tế, theo như lời Liễu Phi Tuyết nói, anh cần phải có một công việc phù hợp. Anh có cảm thấy lo lắng chút nào không? Liễu Phi Tuyết một bên vừa lái xe, một bên khẽ liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái, nói. Ở lệ tinh, em sẽ đối xử với anh thật tốt. Huỳnh Nhân nghe thấy vậy thì cười gượng chẳng lẽ em coi anh như một tên trai bao cần em bao nuôi sao? Em không có ý đó. Nét mặt Liễu Phi Tuyết khẽ thay đổi, vội giải thích nói. Em chỉ muốn giúp anh thôi. Anh biết. Huỳnh Nhân nhìn Liễu Phi Tuyết, anh nghiêm mặt nói. Nhưng mà, anh sẽ dùng chính năng lực của mình để chứng minh cho em thấy, rằng lựa chọn năm đó của em không hề sai. Tất cả những lời anh đã hứa với em, chắc chắn anh sẽ thực hiện được. Liễu Phi Tuyết không thể chịu được ánh mắt nóng bỏng và nghiêm túc ấy của Huỳnh Nhân, hai má cô lập tức đỏ bừng lên, cô nhanh chóng rời tầm mắt đi. Huỳnh Nhân đã nói như vậy rồi, cô làm vợ còn có thể phản đối được sao? Bây giờ Liễu Phi Tuyết chỉ biết trong năm năm nay anh như thế nào thôi, chứ chẳng hề biết rằng bây giờ anh đã trở nên giàu có. Sau khi xuống xe, Huỳnh Nhân nhận được điện thoại của Lưu An. Thiếu chủ, ngày hôm qua đã xảy ra ba chuyện lớn giọng nói của Lưu An vẫn lạnh lùng trước sau như một. Thiều Nghiêm bị Thiều Gia Nguyệt điều đến tập đoàn Thiều Thị, đảm nhận vị trí thư ký của cô ta. Nói tiếp đi, trước kết quả này, cũng không nằm ngoài dự đoán của Huỳnh Nhân, rõ ràng Thiều Gia Nguyệt đã nghi ngờ Thiều Nghiêm. Việc thứ hai, ngày hôm qua Thiều Hải Hà của tập đoàn Cửu Châu đã đến nhà họ Liễu, dẫn tất cả người của nhà họ Liễu đi, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na dẫn đầu nhà họ Liễu, tất cả đều đi nhờ vào nhà họ Thiều huynh nhân vẫn im lặng như cũ, chỉ có đôi mắt đã tối sâu hun hút. Nếu đám người kia không gây chuyện, vậy thì anh còn có thể niềm tình cũ mà tha cho bọn họ một con đường sống. Nhưng bây giờ nhìn vào những việc mà đám người liễu cảnh nhiên đã làm, khiến cho Huỳnh nhân dần dần mất đi kiên nhẫn. Anh hỏi, bọn họ thuộc công ty nào của nhà họ thiều? Cửu Châu, vừa mới được chuyển đến tòa nhà quốc tế. Vậy sao? Trong mắt Huỳnh nhân khẽ lóe lên sát khí nếu đã phản bội nhà họ liếu thì vĩnh viễn đừng quay trở lại việc cuối là cái gì lưu an hơi dừng lại một chút sau đó nói diệp tử sâm biết thiếu chủ về minh châu cố ý phái minh chủ của thương hội hồng ưng đến trợ giúp thiếu chủ chắc là hai ngày nữa sẽ đến nơi huỳnh nhân nghe thấy vậy hài lòng cười cười nói tên nhóc kia thật hiểu chuyện sau khi cúp điện thoại anh nhanh chân đi lên tầng lại đối mặt với một đám người thân quen đang đi đến cả trai lẫn gái đều ăn mặc như những người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội, tây trang, giày da, váy công sở, nói nói cười cười đi bộ vào tòa nhà quốc tế. Chính là đám người Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thúy Na. Bọn họ không kiêng nể gì mà bàn tán rất nhiều về bộ phận mà bọn họ được phân công vào ngày hôm qua, tiền lương như thế nào, lời nói cử chỉ ra làm sao, tự hào khi được làm trong tòa nhà quốc tế phồn vinh. Kia có phải là Huỳnh Nhân không? Đột nhiên Liễu Cảnh Nhiên nhìn thấy Huỳnh Nhân, Cô ta giẫm trên giày cao gót mà nghênh ngang đi đến trước mặt Huỳnh Nhân, nói: "Đây là chỗ buôn bán tri thức, anh ở đây làm cái gì?" Đám người Liên Thúy Na, Liễu Đồng Quân, Liên cát tường không ngờ rằng lại gặp phải Huỳnh Nhân ở tòa nhà quốc tế, biểu cảm cũng nhanh chóng trở nên khinh khỉnh. Lúc trước Huỳnh Nhân sai Liễu Cảnh Nhiên pha trà cho anh hết lần này đến lần khác, với tính cách của Liễu Cảnh Nhiên, không để cho anh mất hết thể hiện thì thề là sẽ không bỏ qua cho. "Tôi làm việc ở trong này." huỳnh nhân bình tĩnh nói đúng lúc tôi cũng làm ở trong này trên mặt liễu cảnh nhiên nở một nụ cười lạnh lùng nói có thể tiết lộ một chút về chức vụ được làm trong công ty không xin lỗi tôi không thể huỳnh nhân lạnh lùng nhìn cô ta một cái anh còn định cuộn tròn cô ta lại rồi ném một phát cho bay lên tận cửa văn phòng liễu cảnh nhiên lại ngăn trước mặt huỳnh nhân ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn huỳnh nhân Tốt nhất bây giờ anh nên có chút lễ độ với tôi đi là vừa, bây giờ tôi đang là trưởng phòng bộ phận nhân sự của tập đoàn Cửu Châu, chỉ bằng một lời nói cũng có thể cho anh cút đi được đấy. Những lời này nói ra âm thanh rất lớn, khiến cho rất nhiều thành phần tri thức đi ngang qua đây phải chú ý. Nghe vậy, ánh mắt Huỳnh Nhân cũng lạnh xuống, anh nói: "Từ khi nào mà tòa nhà quốc tế lại do Cửu Châu quyết định vậy?" Quả thật không phải do tập đoàn Cửu Châu quyết định, nhưng hẳn là anh cũng biết. Rằng chủ tịch hiện tại của Cửu Châu là ai chứ?" Liễu Cảnh Nhiên cười lạnh nói. "Không phải là Thiều Hải Hà sao?" Nét mặt Huỳnh Nhân lạnh lùng, anh hỏi ngược lại. Liễu Cảnh Nhiên không biết Huỳnh Nhân lấy đâu ra tự tin mà lại bình tĩnh như vậy, nhưng cô ta vẫn nói. "Thiều Hải Hà là con trai cả của nhà họ Thiều, có nhà họ Thiều chống lưng cho, dám đối đầu với nhà họ Thiều thì anh đúng là chán sống rồi." Những lời này khiến cho Huỳnh Nhân lập tức rơi vào trong im lặng. Liễu cảnh nhiên còn tưởng Huỳnh Nhân sợ, giọng nói cô ta càng thêm châm chọc, đừng cho là tôi không biết, với bằng cấp của anh thì cả đời này cũng không được làm việc ở tòa nhà quốc tế đâu. Nhưng mà, bây giờ tôi cũng đã là trưởng phòng bộ phận nhân sự ở Cửu Châu rồi, anh pha một ly trà mang đến cho tôi, nếu tôi nhận, tôi sẽ cho anh làm chân chạy vặt ở Cửu Châu, thế nào? Đám người Liên Thúy Na, Liễu Đồng Quân, Liên Hồng Vân không ai đứng ra nói giúp Huỳnh Nhân một câu, mà chỉ đứng một bên tươi cười như đang xem kịch hay đến lúc cảnh nhiên trả thù rồi. Vẻ mặt huỳnh nhân vẫn không thay đổi như cũ, chẳng qua ánh mắt anh lại vô cùng lạnh lẽo. Tự vào miệng mình 10 cái, anh ra lệnh. Cái gì? Liễu cảnh nhiên còn tưởng là tai của mình nghe lầm. Đám người liên Thúy na, liễu đồng quân, liên hồng vân cũng ngạc nhiên nhìn huỳnh nhân, không phải anh uống nhầm thuốc rồi chứ. Ngày đó đánh cược, tôi nhớ rõ cô chỉ thực hiện việc bưng trà rót nước và xin lỗi thôi, nhưng vẫn còn việc một ngày làm nô tỳ hầu hạ tôi vô điều kiện nữa đấy, cô không định thực hiện sao? Huỳnh Nhân hờ hững nói. Anh, anh định làm gì? Liễu cảnh nhiên bị khí thế của Huỳnh Nhân dọa sợ đến mức lùi hai bước về phía sau, trong lòng lập tức giấy lên một dự cảm không lành. Cho dù có hầu hạ tôi một ngày, cô cũng không xứng để hầu hạ tôi. Chỉ thấy Huỳnh Nhân ung dung nói tiếp. Nếu đã là người hầu kẻ hạ thì phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện, Tôi ra lệnh cho cô vả miệng 10 cái thì cô phải vả miệng mình 10 cái. Anh, anh. Mặt Liễu Cảnh Nhiên đỏ ửng lên, nói: Anh nằm mơ đi. Cô không vả, vậy thì để tôi tự mình ra tay vậy. Vừa dứt lời, Huỳnh Nhân lập tức tát một cái lên mặt Liễu Cảnh Nhiên. Bốp. Một bên mặt lập tức sưng phồng lên. Tất cả mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này, một lúc lâu sau cũng không thấy ai nói gì. Liễu Cảnh Nhiên ôm mặt cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, cô ta giống như lên cơn điên mà hét lên với Huỳnh Nhân. Anh dám đánh tôi, còn thiếu chín cái nữa, cho nợ trước đã. Ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Liễu, bao gồm Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và Liễu Đông Quân, anh nói. Tôi đã nghe qua hết mọi chuyện rồi, chuyện các người đi nhờ vả nhà họ Thiều, hy vọng sau này mấy người không hối hận. Sứt lời, Huỳnh Nhân lập tức đi thẳng vào thang máy của tòa nhà quốc tế. Liễu Cảnh Nhiên còn định đuổi theo, nhưng lại bị Liên Thúy Na ngăn lại. Cảnh Nhiên, không nên xúc động, ở đây là tòa nhà quốc tế, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi làm, không thể làm ẩm ý mọi chuyện lên được. Đúng đấy, Cảnh Nhiên à, còn nhiều thời gian mà, chỉ cần nó vẫn làm trong tòa nhà quốc tế, vậy thì sau này muốn dạy dỗ nó thế nào mà chẳng được. Sau khi được mọi người trong nhà họ Liễu khuyên bảo, cơn tức giận của Liễu Cảnh Nhiên mới dần dần lắng xuống huỳnh nhân nghe được rõ ràng đoạn đối thoại của bọn họ anh không khỏi cười lạnh một cái nghĩ rằng làm việc ở tòa nhà quốc tế là được lên thiên đường sao sai rồi mà phải là đi xuống địa ngục mới đúng huỳnh nhân lấy điện thoại di động ra anh nhập một dãy số giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên tôi không cần biết cô dùng cách nào nhưng bắt buộc trong hôm nay phải điều những người nhà họ liễu mới nhận chức xuống làm việc ở cơ sở đồng thời mãi mãi không được thăng chức Audio điện tử võ tấn bền. chương 76, vui quá hóa buồn. Tức chết rồi, tức chết rồi. Đám người liễu cảnh nhiên, Liên Thúy Na và liễu Đông Quân đang đứng đợi bên ngoài văn phòng tổng giám đốc của công ty Cửu Châu. Thông tin bọn họ nhậm chức đã được ghi vào. Tiếp theo chính là chụp hình, phát thẻ làm việc và hoàn thành nốt một số thủ tục nhậm chức. Liễu Cảnh Nhiên vẫn khó thể quên được chuyện buổi sáng nên bây giờ nét mặt của cô ta vẫn còn tái mét. Má phải đã được trường đá, nên phần sưng cũng đã giảm bớt, nhưng vẫn còn đỏ ứng, làm cho hai bên khuôn mặt không được cân xứng cho lắm. Đối với Liễu Cảnh Nhiên, một người vô cùng yêu cái đẹp mà nói, điều này thật sự vô cùng khó chịu. Được rồi, Cảnh Nhiên, đại cục quan trọng hơn, anh ta chỉ là một tên phế vật không học thức không trình độ văn hóa mà thôi, làm sao có thể sánh được với tinh hoa giới tài chính như chúng ta được chứ? Liên Thúy Na ở bên cạnh an ủi, vỗ nhẹ vào lưng Liễu Cảnh Nhiên nói hơn nữa không phải mẹ đã nói rồi sao nếu nó ở tòa nhà quốc tế vậy thì chúng ta có cách để chỉnh chết nó rồi đúng vậy cảnh nhiên không phải ngày hôm qua chủ tịch thiều đã hứa là sẽ khôi phục lại chức vụ cho chúng ta rồi sao trước kia chúng ta ở cửu châu là chức vụ gì thì bây giờ là chức vụ ấy liễu đông quân cũng mặt mũi hồng hào nói con là trưởng phòng nhân sự còn chú là trưởng phòng marketing thụy hoa phụ trách khâu đóng gói của nhà máy một tháng sau Thúy Na sẽ thành giám đốc tài chính, phục hưng nhà họ liễu còn phải dựa vào những người chúng ta. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe đến đây, uất ức trong lòng liễu cảnh nhiên cũng tiêu tan đi không ít. Lúc này, một người phụ nữ trong trang phục công sở bước tới gần và nói với bọn họ. Các vị đã làm xong thủ tục nhậm chức, mời mọi người đến trước từng bộ phận của mình để báo cáo. Đám người liên Thúy Na và Liễu Đông Quân lần lượt rời đi. Liễu Cảnh Nhiên cũng định rời đi nhưng người phụ nữ ngăn cô ta lại, mỉm cười lấy lòng. "Chị Cảnh Nhiên, tôi là nhân viên của bộ phận nhân sự, cũng là cấp dưới của chị." Nói rồi người phụ nữ lấy từ trong túi của mình ra một bộ đồ trang điểm lấp lánh, nhân lúc không có ai xung quanh, cô ta kín đáo đưa cho Liễu Cảnh Nhiên. "Đây là bộ sản phẩm chăm sóc da mà bạn trai tôi mang từ nước ngoài về, sau này chị chính là cấp trên của tôi, mong chị hãy chiếu cố tôi một chút." liễu cảnh nhiên cười rồi lại thôi được rồi được rồi đây chính là lợi ích và quyền lợi tại nơi làm việc liễu cảnh nhiên lập tức yêu lấy cảm giác này chỉ cần được ở một vị trí tốt vậy thì giết người cũng chỉ dễ như giết kiến thôi nhưng nghĩ đến sự sỉ nhục lúc sáng vẻ mặt của liễu cảnh nhiên lập tức trùng xuống trong chốc lát dưới sự hướng dẫn của tiểu trần liễu cảnh nhiên bước vào bộ phận nhân sự ngay khi bước vào cô ta đã được chào đón vô cùng nồng nhiệt Chị Liễu, em là nhân viên ở bộ phận nhân sự, mai này có việc gì, chỉ cứ phân phó cho em. Còn tưởng lãnh đạo mới là một bà cô đang vào thời kỳ mãn kinh, không ngờ chị Liễu lại trẻ đẹp như vậy, trên tay em có hai thẻ hội viên ở thẩm mỹ viện, tan làm chúng ta cùng đi nhé. Vừa vào đã làm lãnh đạo, mai này tiền đồ của chị Liễu sẽ rộng mở lắm đây, nếu trong tương lai được thăng chức cao, vậy thì chớ quên cấp dưới chúng em nhé. Phần lớn nhân viên bộ phận nhân sự là nữ nên bọn họ rất biết quan sát nét mặt, nắm rõ tình hình. Ngoại trừ phần tự giới thiệu ra thì hầu hết mọi người ở đây đều ra sức lấy lòng Liễu Cảnh Nhiên. Ngay lập tức Liễu Cảnh Nhiên cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, đối với vị trí lãnh đạo này cô ta lại càng thêm yêu thích không muốn buông tay. Két. Đúng lúc này cánh cửa phòng nhân sự đột ngột mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào, mặt không cảm xúc, anh ta cầm trên tay một văn kiện còn chưa mở ra. Khi người đàn ông này bước vào, phòng nhân sự đang ồn ào bỗng chốc trở nên im bặt, mọi người đều ngơ ngác mà nhìn người đàn ông mặc lễ phục rồi vội vàng đứng lên cúi người. Chào Chủ tịch Chu, Liễu cảnh nhiên nhìn mà thất thần, cô ta không hề biết người đàn ông này là ai. Lúc này một nhân viên nữ khẽ nhắc nhở cô ta. Đây là phó chủ tịch của công ty, chỉ kém chủ tịch thiều một bậc. Liễu cảnh nhiên nghe được lời này thì không dám lơ là, cô ta lập tức đứng lên, chào một tiếng xin chào chủ tịch chu ừ chủ tịch chu nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi nhìn về phía liễu cảnh nhiên nói cô chính là trưởng phòng mới nhận chức hôm nay cô liễu đúng không là tôi liễu cảnh nhiên ngay lập tức gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu làm sao mình vừa nhậm chức này thôi mà đã kinh động đến người ở cấp trên rồi đến cả phó tổng cũng đến đây sao chủ tịch chu ném túi văn kiện trong tay lên bàn dùng giọng của một cấp trên mà ra lệnh tốt lắm cô có thể thu dọn đồ đạc để đến cơ sở được rồi ngoặc kép ngoặc kép sau tuyên bố của chủ tịch chu toàn bộ phòng nhân sự đều bị sốc tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nhau không phải vừa mới nhận chức thôi sao sao lại đi rồi bản thân liễu cảnh nhiên lại càng thêm ngây ngốc cô ta nhìn chằm chằm chủ tịch chu đến mức ngây người hồi lâu sau vẫn không nói được lời nào một lúc lâu sau cô ta cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng chủ tịch chu anh đi nhầm phòng phải không? Đây là bộ phận nhân sự mà. Tôi thuộc bộ phận nhân sự. Chủ tịch Chu xua tay ra lệnh: "Đừng nói nhảm nữa, đi báo cáo đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi." "Không phải." Liễu Cảnh Nhiên nhất thời vội vàng, cô ta chạy đến trước mặt Chủ tịch Chu, nói: "Có phải có nhầm lẫn gì ở đây rồi không? Tôi là trưởng phòng do đích thân chủ tịch Hiểu giao phó, sao lại phải đến cơ sở chứ?" Các đồng nghiệp khác cũng vô cùng hoang mang. Trưởng phòng mới tới còn chưa ấm chỗ đã phải chuyển đi cơ sở rồi sao? Là chủ tịch Thiều tự mình ra lệnh, ở đây có giấy bổ nhiệm từ trên gửi xuống đây, cô được điều động đến cơ sở. Để khiến cho Liễu Cảnh Nhiên hoàn toàn từ bỏ ý định chống đối, chủ tịch Chu đã đích thân mở văn kiện tài liệu kia, rồi lấy ra một tờ giấy, đọc to. Để công ty được phát triển tốt hơn, ban lãnh đạo công ty thấy rằng cô liễu cảnh nhiên chưa có đủ kinh nghiệm cho chức vụ nên sẽ hủy bỏ vị trí trưởng phòng nhân sự của cô liễu cảnh nhiên và điều đi cơ sở hy vọng sẽ được rèn rũi nhiều hơn để sớm trở thành nòng cốt của công ty trong thời gian sớm nhất đùng tất cả những lời nói của chủ tịch chu như rút cạn đi hết sinh lực của liễu cảnh nhiên cô ta yếu ớt ngồi bệt xuống trông giống hệt như người mất hồn vẻ mặt đờ đẫn trong khoảnh khắc tiếp theo có vẻ như còn không tin cô ta lập tức lấy tay đập xuống bàn không tôi không tin nếu tôi không phải trưởng phòng nhân sự thì là ai chứ chủ tịch chu cười như không chuyện này không cần cô lo lắng cái ghế kia có bao người muốn ngồi mà nói rồi chủ tịch chu nhìn khắp một lượt các nhân viên ở đây rồi chỉ định vào một nhân viên nữ chính là tiểu trần người vừa đưa bộ chăm sóc ra cho cô ta là cô tôi sao tiểu trần đờ đẫn chỉ vào mặt mình sang giây tiếp theo thì kích động đến mức không nói được mạch lạc liên tục cúi đầu cảm ơn chủ tịch chu cảm ơn ngài chủ tịch chu những người khác cũng nhìn tiểu trần với ánh mắt tràn đầy ghen tị rồi phụ họa theo tiểu trần chúc mừng cô đã được thăng chức làm trưởng phòng nhân sự tiểu trần không trưởng phòng trần nếu sau này cần dùng đến tôi thì nhất định phải nói đấy cho dù có lên núi đao xuống chảo dầu chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất trưởng phòng trần hôm nay không mời khách thì khó nói lắm đấy nhé ý kiến hay ý kiến hay. trường phòng Trần cười tươi như hoa, nhưng đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cô ta lập tức đi lên trước mặt Liễu Cảnh Nhiên đang hồn bay phách lạc, nụ cười trên mặt biến mất, cô ta hướng lòng bàn tay ra trước mặt Liễu Cảnh Nhiên. Cái gì cơ, Liễu Cảnh Nhiên khó hiểu nhìn Tiểu Trần. Bộ dưỡng ra trước đó tôi tặng cô, trả lại cho tôi. Trưởng phòng Trần như trở thành một con người hoàn toàn khác, dáng vẻ trông vô cùng nham hiểm. Sau đó cũng không để ý đến sự đồng ý của Liễu Cảnh Nhiên, cô ta lập tức tiến lên lấy lại bộ chăm sóc ra các đồng nghiệp nữ khác thấy vậy thì cũng làm theo lập tức đòi lại hết những món quà đã tặng trước đó cô còn ở đây làm gì nữa nhanh đến cơ sở đi chứ còn để tôi ở đây mời cô đi sao thu hết đồ về trưởng phòng trần nhìn vào mặt cô ta quát lớn liễu cảnh nhiên hồn bay phách lạc mà bước ra khỏi phòng nhân sự và đến cơ sở nhưng cô ta cũng vô cùng ngạc nhiên khi không chỉ có cô ta là người duy nhất cả liên thúy na Liễu Đông Quân, Liên Cát Tường, Liên Hồng Vân là toàn bộ thành viên nòng cốt của nhà họ Liễu đều bị đuổi đi và giáng xuống cấp cơ sở. chương 77, dựa vào lời ra. Trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, có một phòng làm việc với diện tích lên đến 80 mét vuông. Huỳnh Nhân chắp tay sau lưng, dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra toàn bộ thành phố Minh Châu. Ngài huynh, tôi đã làm xong chuyện ngài phân phó. Ngay lúc này, một khuôn mặt đầy thịt lập tức hiện lên trước mắt Huỳnh Nhân, vui vẻ mà niềm nở đứng sang bên cạnh anh, đó chính là Thiên Việt Bân. Hiện tại chủ tịch Thiều Hải Hà của Cửu Châu không có ở công ty, nên hầu hết mọi việc đều do Phó Tổng Chu Hào quyết định, bây giờ Liễu Cảnh Nhiên ở bộ phận nhân sự, Liên Thúy Na từ bộ phận tài chính, Liễu Đông Quân từ bộ phận tiếp thị và Liên Hồng Vân từ bộ phận sản xuất đều đã bị điều đến cấp cơ sở, lương tháng chỉ còn 17 triệu. Ngừng một chút, Thiên Việt Bân cười vui vẻ nói tiếp ngài huỳnh anh thấy như vậy đã hài lòng chưa được làm tốt lắm huỳnh nhân khẽ gật đầu bình tĩnh nói nghe được lời này thiên việt bân vui như mở cờ trong bụng dừng lại một chút anh ta lại thận trọng nói tiếp ngài huỳnh có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không huỳnh nhân ngạc nhiên lập tức quay đầu lại nhìn thiên việt bân chỉ thấy vẻ mặt anh ta có chút lúng túng trần trừ muốn nói gì đấy nhưng rồi lại thôi thoạt nhìn như đang có thỉnh cầu gì đó nói đi có chuyện gì huỳnh nhân cười nhẹ nhàng vỗ vai thiên việt bân một cái thật không thiên việt bân vừa nịnh nọt vừa có chút do dự nói thật sau đó thiên việt bân mới dám nói là như vậy ngài huỳnh anh nhìn xem tôi cũng có chút tiền lẻ mà doanh nhân thường theo đuổi cái gì cơ chứ không phải địa vị sao có địa vị thì mới có thêm được nhiều lợi ích hơn huỳnh nhân khẽ gật đầu cũng đồng ý với quan điểm này Thiên Việt Bân tiếp tục nói. Cũng không có chuyện gì lớn, tôi nghe nói, anh có quen biết với người giàu nhất Minh Châu, ngài mã đúng chứ? Từng gặp qua mấy lần, Huỳnh Nhân đáp. Vậy thì tốt quá. Thiên Việt Bân vỗ tay nói. Lần sau tôi gặp mặt ngài mã, anh có thể giới thiệu tôi đến thương hội Hồng ưng được không? Nghe vậy, Huỳnh Nhân lập tức bật cười. Anh muốn gia nhập thương hội Hồng ưng sao? Đúng vậy. Thiên Việt Bân hào hứng gật đầu rồi nói tiếp. Được tiến vào trong thương hội Hồng ưng là niềm mơ ước của tất cả các doanh nhân ở Giang Chiết đấy. Lấy được tấm vé vào đó có nghĩa là người đó đã vào được nòng cốt của giới kinh doanh Nam Hạ rồi. Tôi không muốn suốt ngày chỉ có thể co đầu, rụt cổ mình ở trong Minh Châu đâu. Không chỉ mỗi ba phân đất này mà tôi còn muốn đem mục tiêu của mình ra khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Huỳnh Nhân vui vẻ gật đầu, chỉ nói một chữ. Được. Có thật không? Giọng điệu của Thiên Việt Bân đột nhiên trở nên gấp gáp hơn gần đây tôi nghe được tin tức rằng người phụ trách của thương hội hồng ưng sắp tới minh châu hầu như tất cả những chủ tịch tiến được vào trong đó đều nhờ vào quan hệ mập mờ trong bóng tối tôi cũng muốn gặp mặt người phụ trách anh có thể tiến cử tôi với người phụ trách đó được không huỳnh nhân cười nhạt vốn dĩ người phụ trách của thương hội hồng ưng là diệp tử sâm được phái đến để trợ giúp cho mình nếu muốn để cho ai đó vào không phải chỉ cần một câu nói của anh là được rồi sao thế nhưng Huỳnh Nhân không nói ra mà chỉ tùy tiện nói một câu. Công ty dược Hồng Thiên sắp bị đá ra khỏi thương hội Hồng ưng rồi, người vào thế vị trí của anh ta đi. Ngay khi những lời này được nói ra xong, Thiên Việt Bân vô cùng ngạc nhiên, nói. Anh nói, công ty dược Hồng Thiên sắp thất thủ sao? Huỳnh Nhân không nói nữa nhưng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên môi thì lại càng trở nên đậm hơn. Khi công ty cửu Châu trở về tay nhà họ liễu thì cũng là lúc Hồng Thiên sụp đổ đúng thật là anh có thể yêu cầu người phụ trách của thương hội Hồng ưng đuổi Diệp Thường Phong ra ngoài, nhưng, mọi việc đều phải để ý đến tiếng tăm, nếu làm như vậy thì sẽ khiến cho người khác khó chịu. Đi đi, tìm cho tôi thông tin về Phó Chủ tịch Chu của Cửu Châu. Huỳnh Nhân bình tĩnh nói tiếp, có thể trọng dụng được. Sau khi Thiên Việt bân rời đi xong, Huỳnh Nhân ngồi trên ghế sofa nở một nụ cười đắc thắng. Tinh tinh tinh, đúng lúc này, điện thoại đột một reo lên, là liễu nham gọi điện tới huỳnh nhân nhận điện thoại anh cười nói này ba sao ba có thời gian gọi tới cho con vậy tuy nhiên bên kia giọng liễu nham có hơi khàn nghe như là vừa uống rượu huỳnh nhân con đang ở đâu đấy đến đây uống chút rượu nào nét mặt huỳnh nhân lập tức trở nên nghiêm túc ba ba uống rượu sao đừng hỏi nữa có đến không thì nói một tiếng thôi hơi rượu trong lời nói của liễu nham mỗi lúc một nồng đậm hơn giọng nói cũng có chút run run con sẽ qua đó ngay cúp điện thoại xong huỳnh nhân lập tức ra khỏi văn phòng đi thang máy một mạch xuống dưới ông ấy không phải là người uống rượu giỏi thậm chí trong ấn tượng của anh ông ấy còn chưa bao giờ say xỉn cũng chỉ khi quá buồn ông ấy mới mượn rượu để giải sầu thôi gần đây chuyện có thể khiến liễu nham buồn đến mức dùng rượu để giải sầu thì chỉ có chuyện rời đi của bọn người liễu cảnh nhiên tất cả đều bắt đầu quy phục nhà họ thiều, nhà cũng không còn là nhà nữa rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Huỳnh Nhân lập tức bùng lên lửa giận, anh đón một chiếc xe, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà họ Liễu. 3. lúc mở cửa, Huỳnh Nhân đã nhìn thấy Liễu Nham đang ngồi một mình trên sofa. Bàn trà, ghế sofa, hay trên sàn nhà đều tràn đầy chai rượu giống, Liễu Nham thì vẫn đang cầm trên tay một chai rượu, ông ấy say sưa dựa vào ghế sofa. Ba, ba đã uống bao nhiêu rồi vậy huỳnh nhân chạy lên và ngay lập tức giật lấy chai rượu trong tay liễu nham rượu trả rượu lại cho ba liễu nham lập tức vươn tay định lấy lại chai rượu nhưng vừa đứng lên thì ông ấy đã vấp chân trượt ngã xuống đất những chai rượu xung quanh cũng vỡ tan tành theo cú ngã ba ba sai rồi huỳnh nhân khẽ thở hắt ra một hơi anh dìu liễu nham lên trên ghế sofa sau đó lấy khăn ướt trong phòng tắm rồi đắp lên trán cho liễu nham ba không say học vừa dứt lời thì trong bụng liễu nham lập tức cồn cào sau đó ông ấy nôn hết tất cả những gì trong bụng ra bên ngoài huỳnh nhân nhanh tay cầm thùng rác tới mới có thể ngăn cản được việc liễu nham nôn hết tất cả xuống dưới sàn sau khi nôn xong liễu nham cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều ông ấy mở to đôi mắt đỏ hoe của mình mà nhìn huỳnh nhân sau đó khẽ cười tự diễu huỳnh nhân à con nói xem có phải ba là một kẻ đặc biệt vô dụng đặc biệt thất bại không Ba, ba nói gì vậy? Mặt Huỳnh Nhân biến sắc, anh khẽ nói. Khi con gái bị bắt đi, ba lại không nói được lời nào. Sau đó vợ vì phiền muộn quá mà mang bệnh, cái gì ba cũng không làm được hết. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy và con gái ra đi. Vợ, con gái, cả hai bố đều không giữ được. Ngoặc kép ngoặc kép, Huỳnh Nhân lập tức sướng sờ trong chốc lát. Con gái bị bắt đi, vợ buồn giàu thành bệnh sao? Hai câu này là có ý gì chứ? Không phải con gái của ba là Liễu Cảnh Nhiên, còn vợ thì không phải là Liên Thúy Na sao? Liễu Nham lại cầm chai rượu lên, hung hăng uống thêm một ngụm nữa, những giọt nước mắt hối hận lập tức trào ra từ trong đôi mắt đỏ hoe. Sau đó, vất vả lắm ba mới phất lên được, làm ăn cũng khấm khá, vốn dĩ muốn sống một cuộc sống mới, không ngờ rằng lại cưới phải một người phụ nữ mê tiền như vậy, bọn họ luôn miệng nói ba là đồ vong ơn bội nghĩa nhưng thật ra bọn họ mới là loài sói mắt trắng vô tình tàn nhẫn nhất. Đi đi, đi đi, đừng trở về nữa. Liễu Nham đã uống say, đoàng, chai rượu giống trên tay lại rơi xuống đất, ngay sau đó, ông ấy nằm trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi mất. Còn Huỳnh Nhân thì vẫn ngơ ngác mà dương mắt nhìn Liễu Nham, trong đầu anh lập tức hiện lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Nếu như, nếu như Liên Thúy Na chỉ là vợ sau của ba thì sao nhỉ? Chương 78, người tổng phụ trách. Liễu Nham tỉnh lại sau một giấc sâu chợt phát hiện thấy Huỳnh Nhân đang ngồi bên cạnh mình, còn đang mỉm cười nhìn ông ấy. Ba ngủ bao lâu rồi? Liễu Nham lập tức ngồi dậy từ sofa. Một buổi chiều À. Huỳnh Nhân đưa qua một ly trà cho ông ấy. Ba, rượu là thứ hại thân hại người, ba cố gắng uống ít đi chút nhé. Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục nói. Dù có muốn uống thì ba cũng đừng uống một mình, dễ say lắm. Liễu Nham khẽ thở dài một hơi, đáp. Huỳnh Nhân à, hôm nay thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Bỗng nhiên, như thế nhớ đến việc gì đó, biểu cảm trên mặt liễu nham lập tức trở nên quái lạ. Huỳnh nhân, lúc ba uống say, ba có nói gì không nên nói không? Huỳnh nhân vô cùng sướng sờ, sau đó thì chỉ cười nhẹ đáp. Uống say nói linh tinh thôi mà, không coi là thật được. Liễu nham nghe nói thế, vẻ mặt biến sắc lúc xanh lúc trắng, rất lâu sau ông ấy mới lên tiếng. Huỳnh nhân, có thể đồng ý với ba một chuyện được không? Đừng nói với cảnh nhiên những gì con đã nghe thấy, con bé mà biết thì chắc chắn sẽ buồn lắm. Con hiểu, Huỳnh Nhân thấu hiểu gật đầu. Nếu như để Liễu Cảnh Nhiên biết mình là con gái được vợ hai sinh ra, chắc chắn tâm lý cô ta sẽ cực kỳ suy sụp. Yên lặng một hồi, Huỳnh Nhân nói tiếp. Ba, một đứa con gái khác của ba, ba chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm cô bé về sao. Không tìm về được nữa đâu. Liễu Nham xua tay, vẻ mặt tràn ngập sự phức tạp nói. Có tìm được đi nữa thì ba cũng sẽ không nhận người thân với con bé được, mọi người đều đang trải qua một cuộc sống rất êm đềm, tại sao lại phải làm rối loạn lên chứ? Huỳnh Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ cần ba anh nói một câu, anh sẽ không do dự gì mà giúp ông ấy tìm người con gái còn lại của mình ngay lập tức. Có điều, giống như những gì ba đã nói, người biết chuyện này càng ít thì sẽ càng tốt nhìn liễu nham vẫn đang nhíu chặt đôi lông mày huỳnh nhân mỉm cười nói ba thật ra ba cũng không cần lo lắng quá đâu họ đã đi nương nhờ nhà họ thiều vậy thì sẽ gặp báo ứng thôi chẳng bao lâu nữa họ sẽ hiểu rằng ở yên trong nhà họ liễu mới là nơi trốn tốt nhất ai sao ba lại không lo được chứ liễu nham vẫn giữ nguyên vẻ u sầu trên khuôn mặt hợp đồng với bên lệ tinh đã ký rồi bây giờ là lúc cần nhân công trong thời điểm mấu chốt này mà bọn họ đều bị nhà họ thiều đào người đi ba một thân một mình thì làm nên trò chống gì đây ai bảo không làm nên chuyện được chứ huỳnh nhân cũng tự rót cho mình một ly trà anh cười nói ba ba có khó khăn gì thì cứ nói với con đi biết đâu con có cách giúp ba thì sao liễu nham nhìn huỳnh nhân một cái ông ấy cất giọng nói huỳnh nhân ba biết con là người có tấm lòng tốt cũng là người trọng tình nghĩa nhất trong gia đình nhưng mà, trong chuyện này thật sự con không giúp được đâu. Ba, con đã từng khiến ba thất vọng bao giờ chưa? Huỳnh Nhân cũng không giải bày, anh chỉ ngồi thẳng người, nhìn Liễu Nham với ánh mắt sáng ngời. Nhìn Huỳnh Nhân từ đầu đến cuối đều giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, Liễu Nham cũng ngây ngẩn trong chốc lát. Bỗng nhiên ông ấy sực nhớ ra rằng, từ trước tới giờ, Huỳnh Nhân chưa từng để xảy ra sai sót gì cả. Nhiệm vụ nhìn như không thể hoàn thành được, cũng hoàn toàn chẳng có ai đánh giá cao anh. Nhưng mà anh lại hoàn thành nó một cách vô cùng xuất sắc. Việc cạnh tranh đấu thầu là như thế, chuyện của nhà họ Hào và Hoác Ca cũng như vậy. Liệu ai có thể bảo đảm được, rằng lần sau Huỳnh Nhân sẽ không thành công chứ? Vậy được thôi. Liễu Nham đã hạ quyết tâm, ông ấy nói. Tối mai bên lệ tinh có một bữa tiệc tối dành cho các nhà tài trợ. Để quảng cáo cho sản phẩm mới, cả trăm bên truyền thông và ngôi sao nổi tiếng đại diện cho sản phẩm đều sẽ đến dự. Trước khi đại hội bắt đầu, ba cần phải kéo tài trợ cho lệ tinh từ 5.000 vạn trở lên mới được. Nếu như ba không đạt được con số đó, vậy thì coi như mặt mũi của nhà họ liễu chúng ta sẽ mất hết, sau này sẽ chẳng còn ai tìm chúng ta hợp tác nữa. Vâng, một ngày rưỡi phải kéo được 5.000 vạn tiền tài trợ, đúng là hơi khó thật. Không ngờ rằng, Huỳnh Nhân cũng xoa cằm, trầm ngâm nói liễu nham nghe vậy trong lòng cũng có chút thất vọng ông ấy thở dài nói vốn dĩ lúc còn đủ nhân công thì vẫn còn một tia hy vọng nhưng mà hôm qua mấy người thúy na đều đã đi đầu quân hết sang nhà họ thiều rồi chỉ còn lại một mình ba thôi ba tinh thần thì có mà sức thì có hạn huỳnh nhân biết cái khó của liễu nham anh đang định nói chuyện thì lưu an lại gọi điện thoại đến nội dung rất đơn giản chỉ có ngắn gọn sáu chữ ông ta đã đến minh châu huỳnh nhân gật đầu nói một câu. Đã biết, rồi cúp luôn điện thoại. Ngay sau đó, anh đứng dậy nói với Liễu Nham. Ba, chuyện này ba giao cho con đi. Ngày mai trước khi tiệc tối dành cho các bên tài trợ bắt đầu, con sẽ kéo được 5.000 vạn tài trợ, bây giờ con phải đi gặp một người đã. Nói xong, Huỳnh Nhân đi ra hướng cửa nhà họ Liễu. Thế nhưng, còn chưa ra khỏi phòng khách nhà họ Liễu thì Liễu Cảnh Nhiên, Liên Thúy Na và những người nhà họ Liễu khác đều đã trở về nhà với vẻ mặt u ám không chỉ có sự bực dọc xuất hiện trên gương mặt họ mà trên mặt mỗi người còn hiện rõ vẻ mệt mỏi nhìn thấy huỳnh nhân liếu cảnh nhiên càng tức không có chỗ xả cô ta mang vẻ mặt thù hằn nhìn anh anh tới đây làm gì huỳnh nhân bình tĩnh trả lời ba uống rượu say nên tôi tới chăm sóc ba anh đã không còn là người nhà họ liễu chúng tôi nữa rồi anh có tư cách gì mà bước vào cái nhà này chứ cút ra ngoài cho tôi Liên Thúy Na còn cầm cả cán trổi lên xua đuổi anh đi. Đủ rồi. Liễu Nham gào to một tiếng, giọng nói lân át hết mọi người chỉ trong nháy mắt. Mấy người im miệng hết cho tôi, rõ ràng là người nhà họ Liễu, mà lại đi nương nhờ nhà họ Thiều, mấy người đã từng bỏ ra chút tâm tư nào cho vấn đề về tài trợ chưa? May là có huỳnh nhân giúp đỡ đấy. Ba, ba điên rồi sao? Nghe thấy lời nói của Liễu Nham, vẻ mặt Liễu Cảnh Nhiên thay đổi ngay lập tức. Ba trông chờ anh ta kéo được bao nhiêu tiền tài trợ chứ? Không kéo thêm phiền phức cho chúng ta đã tốt lắm rồi." Liễu Nham bực mình hừ một tiếng, ông ấy nói, "Có thế cũng giỏi hơn mấy người." "Liễu Nham, ông nói chuyện kiểu gì thế hả?" Liên Thúy Na không bằng lòng, bà ta nói, "Chúng tôi đi đầu quân sang nhà họ Thiều cũng vì cái nhà này mà, làm việc ở Cửu Châu còn tốt hơn việc mỗi ngày nhìn mặt của đám người lệ tinh đấy." "Ồ, thế tôi hỏi một câu nhé." hôm nay ngày đầu tiên đi làm mấy người có cảm giác như thế nào nhỉ nghe thấy liên thúy na nói thế huỳnh nhân bỗng nhiên cười như không cười mà hỏi một câu chật vừa dứt lời vẻ mặt của liễu cảnh nhiên liên thúy na cùng với tất cả mọi người đều khó coi như vừa ăn phải phân vậy vị trí mà thiều hải hà hứa sẽ cho bọn họ không có bất cứ ai ngồi vào được ngược lại còn bị giáng chức xuống cấp bậc thấp nhất cả một ngày hôm nay họ phải làm đủ loại việc khổ việc bẩn hoàn hồn lại xong liễu cảnh nhiên chợt lạnh lùng nhìn về phía huỳnh nhân nói sao anh lại biết chuyện hôm nay huỳnh nhân chậm rãi nói lẽ nào cô quên rồi sao tôi cũng làm việc trong tòa nhà quốc tế đó tôi nghe nói hôm nay có vài nhân viên chủ quản bị giáng chức xuống chức vụ thấp nhất khỏi cần đoán cũng biết ngay là mấy người anh liễu cảnh nhiên tức giận ra mặt hận không thể cào hỏng mặt huỳnh nhân sau một hồi lâu cô ta mới kìm nén lại cơn tức giận mà nói một câu chúng tôi sống không tốt thì anh cũng đừng mong sống tốt tôi xem anh đi kéo tiền tài trợ như thế nào lần trước nhà họ hào với nhà họ hóc may mắn tôi không tin may mắn ấy sẽ rơi vào người anh một lần nữa vậy thì không nhọc cô phải hao tâm tổn trí huỳnh nhân bước từng bước lớn đi ra khỏi nhà họ liễu ở trước cửa lưu an đã lái xe đợi sẵn từ sớm huỳnh nhân mở cửa xe ngồi vào trong Chiếc xe lập tức nổ máy chạy về phía trước. Nửa tiếng sau, ở sân bay Minh Châu, một người chạc tuổi trung niên mặc trên người một bộ vest quý giá, đeo kính mắt gọng vàng, trông có vẻ rất nhã nhặn đi xuống máy bay đang kiên nhẫn chờ đợi. Một thư ký với nhan sắc xinh đẹp đứng ngay bên cạnh, đang báo cáo lịch trình tiếp theo. "Ông chủ la, khi các hội viên trong hội được biết ngài đến Minh Châu thị sát, bọn họ và liên minh đã tổ chức cho ngài một bữa tiệc thịnh soạn xa hoa." trước mắt công ty dược phẩm hồng thiên đã tới đón ngài nội dung phía sau la bố không nghe rõ nữa bởi vì ông ta đang không ngừng nhìn đồng hồ trên cổ tay mình bỗng nhiên ông ta nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trong biển người vẻ mặt ông ta lập tức trở nên vui mừng sau đó nhanh chóng đi về phía bọn họ tít thế nhưng vào đúng lúc này một chiếc xe từ thương hội hồng kỳ trông cực kỳ sang trọng đột ngột dừng lại diệp thường phong đi ra từ trong xe chậm rãi chạy tới chỗ la bố tổng giám đốc la tôi tới đón ngài đây bị người khác chặn đường đi la bố khẽ nhíu chặt mày lại ông ta lạnh lùng liếc nhìn diệp thường phong một cái anh là ai tổng giám đốc la là tôi tiểu diệp đây hai năm trước mới gia nhập vào thương hội hồng ưng diệp thường phong thấp thỏm tự giới thiệu mình không có ấn tượng gì hết không đợi diệp thường phong nói hết câu la bố đã trực tiếp ngắt lời ngang luôn đồng thời cũng bước đi nhanh hơn tổng giám đốc la xin ngài hãy dừng bước các thành viên trong thương hội đều đang đợi ngài diệp thường phong nhanh chóng đuổi theo sau ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép la bố cực kỳ tức giận một phát đẩy diệp thường phong ra ông ta uy hiếp nói anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi nữa anh có tin tôi đá anh ra khỏi thương hội luôn không ngay lập tức diệp thường phong bị dọa cho trắng bệch cả mặt ông ta không hiểu mình đã làm sai cái gì cả. Nhưng mà khung cảnh của dây tiếp theo phản chiếu lại trong mắt ông ta, lại khiến cho Diệp Thường Phong ngớ người hoàn toàn. Ông ta chỉ thấy là bố nhanh chóng đi tới trước mặt một người trẻ tuổi, vô cùng cung kính mà cúi người 90 độ, nói một câu. Chào sếp lớn. chương 79, như nhìn thấy thần linh. Chào sếp à. Là bố khom lưng cúi người với huỳnh nhân, nửa người trên gần như là vuông góc 90 độ với mặt đất, vô cùng cung kính. Phịch, Diệp Thường Phong đứng cách đó 100 mét nhìn thấy cảnh này thì lập tức bị dọa đến mức thần hồn bay mất, đầu gối trực tiếp mềm nhũn ra, ông ta bất lực ngồi phịch xuống mặt đất. Tổng Giám Đốc La, người Tổng phụ trách Thương hội Hồng ưng sở hữu nghiệp vụ trải rộng khắp toàn bộ giang chiết Thượng Hải, thế mà lại cúi người với một người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi này, rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Diệp Thường Phong nghi ngờ dạo gần đây mình làm việc quá mệt mỏi, ông ta rụi đi rụi lại mắt mình, rồi lại véo mạnh mình một cái, lúc này mới nhìn kỹ lại. La bố vẫn đang cúi người, thái độ thì vô cùng cung kính. Xẹt, lúc này Diệp Thường Phong như bị sét đánh trúng, liều mạng muốn nhìn rõ dáng vẻ của người trẻ tuổi kia thế nào. Thế nhưng, ở sân bay người đông nghìn nghịt, thêm cả bị la bố che mất nên rất nhanh bóng dáng của huỳnh nhân với la bố đã không thấy tăm hơi trong biển người đâu nữa. ngẩng đầu lên đi, huỳnh nhân thản nhiên nói. Cảm ơn sếp. Có câu nói này, là bố mới dám đứng thẳng người lên, đồng thời cẩn thận đánh giá người xếp chưa từng gặp mặt bao giờ này. Cảm giác đầu tiên, chính là trẻ tuổi. Quá trẻ. Nhưng, đôi mắt lại sáng rực như giải ngân hà, thâm thúy không gì sánh được, khiến cho người ta không tài nào có thể nhìn thấu được. Vào trong xe, là bố mới nói ra mục đích lần này ông ta đến Minh Châu. Xếp lớn à, tôi được ngài Diệp Tử xâm phái đến trợ giúp ngài sau này chỉ cần có việc gì cần đến tôi làm thì cứ việc phân phó cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, bên trên có phương thức liên lạc với tôi đấy. La bố dùng hai tay đưa một tấm danh thiếp sang. Huỳnh nhân nhìn qua một cái, rồi cất nó đi, anh cười nhẹ gật đầu. La bố, được, tôi nhớ kỹ rồi. La bố có chút kinh ngạc vì mình được quan tâm, đây là xếp lớn đến cả ngài Diệp Tử Sâm cũng phải kính trọng đấy. Nếu như mình được xếp lớn nhớ kỹ, thì tiền đồ của mình sẽ vô cùng rực rỡ. Chỉ nghe thấy huỳnh nhân vừa cười vừa nói, nói chứ đúng là trước mắt có hai việc phải phiền anh đấy. Nghe vậy là bố quá đỗi vui mừng, nói, xếp lớn cứ nói, nếu như người khác bỏ một khoản tiền lớn cầu xin ông ta giúp đỡ, vậy thì có khi là bố còn chẳng thèm nhìn một cái, nhưng mà người này là xếp lớn, thì coi như chuyện khác rồi. Ông ta ước gì mỗi ngày đều có thể giúp đỡ huỳnh nhân tiện gây ấn tượng sâu sắc thêm về mình trong lòng Huỳnh Nhân. Huỳnh Nhân nói hết một lượt về chuyện tài trợ, là bố nghe xong thì vô cùng sướng sờ, nói. Chỉ mỗi chuyện này thôi sao? Huỳnh Nhân gật đầu cười, là bố lập tức lớn tiếng cười ha ha. Ha ha, đây sao được coi là một vấn đề được, cứ để đấy tôi lo. Còn chuyện thứ hai thì sao? Huỳnh Nhân cân nhắc một lúc mới nói. Không biết trong thương hội Hồng ưng, có còn dư chỗ cho hội viên không nhỉ, một người bạn của tôi muốn được vào thương hội Hồng ưng. Lần này, thế mà la bố lại im lặng rất lâu mới lên tiếng. Xếp lớn à, không giấu gì ngài, không phải người nào cũng có thể vào được đại hội Hồng ưng đâu. Không chỉ xét về tài sản, mà còn quan trọng mạng lưới quan hệ xã hội nhiều hơn, tổng điểm trung bình phải trên mức S, mới có tư cách nhập hội, người bạn kia của ngài, có sức ảnh hưởng ở Minh Châu như thế nào. Huỳnh Nhân suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một câu trả lời khách quan chắc cũng tính là không tệ, ít nhất sẽ không kém hơn mã bách điền. tuy rằng thiên việt bân làm việc cho anh, nhưng mà cũng không hẳn là giúp người mình, giúp anh ta nói vài lời thì vẫn được. vậy thì được, xếp lớn à, người bạn của ngài ở đâu vậy? tôi đi gặp mặt ngài ấy xem sao. huỳnh nhân thông báo cho thiên việt bân, bảo anh ta chuẩn bị kỹ càng, sau đó thì đi đến tòa nhà quốc tế. thiên việt bân đã đợi sẵn, khi nhìn thấy huỳnh nhân và la bố đi đến, anh ta lập tức đi lên nghênh đón anh huỳnh vị này là tôi là la bố bởi vì thiên việt bân là người của huỳnh nhân thế nên la bố cực kỳ khách sáo với anh ta thiên việt bân nhíu mày lại la bố dường như anh ta đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi thì phải đột nhiên anh ta chợt nhớ ra sau đó thì cả khuôn mặt trở nên kích động không thôi nói chuyện cũng không lưu loát nữa ngài ngài là người tổng phụ trách của thương hội hồng ưng la bố mỉm cười gật đầu với anh ta ông ta đã từng gặp quá nhiều người kích động đến mức độ này rồi. Ngài Huỳnh, dường như thiên Việt bân ý thức được điều gì đó, anh ta mãnh liệt quay người lại, nhìn Huỳnh nhân một cái. Một ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều điều, có cảm kích, có kinh ngạc, còn có trung thành nữa. Huỳnh nhân cười nhẹ, vẫy vẫy tay với anh ta. Là bố đi vào phòng làm việc của Thiên Việt Bân, sau đó, ông ta tiến hành một chuỗi kiểm tra đánh giá với Thiên Việt Bân, dựa vào đây để quyết định xem anh ta có tư cách để vào thương hội hồng ưng hay không vì vậy dọc đường hành lang yên tĩnh chỉ còn lại hai người huỳnh nhân và lưu an huỳnh nhân đứng bên cạnh cửa sổ say mê ngắm nhìn cảnh đêm dần tối đen thiếu chủ ban nãy ánh mắt anh ta nhìn anh giống như đang nhìn một vị thần linh vậy một lúc lâu sau lưu an thu ánh mắt lại thầm thở dài một hơi nghe thế huỳnh nhân cũng nhếch miệng nở nụ cười tôi chẳng phải thần linh gì cả nhưng đối với một vài người mà nói thì anh chính là thần linh lưu an cố chấp nói chúng ta và bọn họ không phải người trong cùng một thế giới anh ngồi cùng với bọn họ cùng sinh sống với họ nguyên do là bởi anh không cảm thấy có gì sai đó là bởi vì anh đã từng tầm thường hơn thế còn bởi vì sự ngu ngốc của bọn họ nữa đôi khi ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc đúng vậy ngu ngốc cũng là một loại hạnh phúc Huỳnh nhân vẫn ngước nhìn vầng trăng trên trời cao ấy, anh cười nhẹ nói: "Thế nên, bạn bè của tôi đều sống rất tốt, còn những kẻ địch của tôi cỏ trên nấm mồ đã cao 3 mét rồi." Khi Thiên Việt Bân ra khỏi phòng làm việc, anh ta cứ như trở thành một con người khác vậy. Mặt mày hồng hào, tươi cười rạng rỡ, giống như lại tìm về được cảm xúc mãnh liệt của ngày đầu phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Vốn định giữ là bố lại cùng ăn một bữa, nhưng lại bị La Bố khéo léo từ chối. Thiên Việt Bân cũng không để ý lắm, sau khi đưa mắt tiến là bố lên xe xong, anh ta mới quay trở lại phòng làm việc. Ngắm nhìn cảnh đêm của Minh Châu, anh ta không nhịn được mà thầm cảm thán một câu. Cảnh đêm thật tuyệt đẹp. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thương hội Hồng ưng sẽ có thêm một thành viên mới. Mà tất cả những thứ này đều là người ấy cho anh ta. Đến cả Thiên Việt Bân cũng không phát hiện ra rằng lúc trước chỉ sùng bái và kính trọng huynh nhân nhưng bây giờ cảm giác ấy đã trở thành tin tưởng và phục tùng một cách vô điều kiện rồi anh giống như một ngôi sao trên cao khiến cho người ta mê mẩn vô cùng dầm khi thiên việt bân đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì cửa phòng làm việc lại bị đạp ra một cách thô bạo thiêu hải hà treo vẻ mặt u ám xông vào trong hai tay tức giận đập lên bàn thiên việt bân thiên việt bân anh ăn gan hùm mật gấu phải không chuyện của công ty cửu châu tôi anh dựa vào đâu mà nhúng tay vào hả? Nụ cười trên mặt Thiên Việt Bân lập tức biến mất, đôi mắt híp lại trông vô cùng nguy hiểm. "Thiều Hải Hà, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không đấy?" Thiều Hải Hà nghe xong thì vô cùng giận dữ mà cười nói. "Lại còn giả vờ với tôi hả? À? Tôi hỏi anh, những người nhà họ Liễu mà hôm qua tôi mới tuyển vào, có phải anh lén dở trò, điều chuyển họ đến bộ phận chức vụ thấp nhất không?" "Phải thì đã sao?" vẻ mặt thiên việt bân thở ơ nói chuyện hùng hồn đầy lý lẽ bọn họ đều là nhân viên mới làm gì có nhân viên mới nào vừa vào đã lên làm chủ quản rồi anh muốn những nhân viên cũ khác nghĩ như nào đây đó là quyết sách của tôi thấy thiên việt bân thế mà lại dám chống đối mình trong mắt thiều hải hà lập tức lé lên một cái nhìn lạnh lẽo anh đã không còn là chủ nhân của tòa nhà quốc tế nữa rồi trong tay đã không có những hạng mục lớn kia nữa đắc tội với nhà họ thiều anh có biết mình sẽ có kết cục như nào không? Ồ, tôi không phải chủ nhân của tòa nhà quốc tế nữa, nên là anh cũng dám đến uy hiếp tôi rồi. Thiên Việt Bân chậm chậm đứng lên, một nguồn khí tràng mạnh mẽ tỏa ra trên người anh ta. Bốp, anh ta ném mạnh một tờ hợp đồng vào mặt Thiều Hải Hà. Mở to mắt chó của anh ra nhìn cho kỹ, xem đây là cái gì hả? Lúc trước Thiều Hải Hà còn nghi ngờ rằng Thiên Việt Bân đã bị gỡ thân phận chủ tòa nhà quốc tế, sao lại có gan dám chống đối lại mình. Thế nhưng, vừa nhìn ký hiệu trên tờ giấy, nét mặt của Thiều Hải Hà dần trở nên khó coi hơn. Sao anh đã trở thành thành viên của Thương hội Hồng ưng rồi? chương 80, Lòng lang dạ sói. Được in trên giấy là hình một con đại bàng đỏ, trông rất giống thật, nó đại diện cho tổ chức Thương hội có sức ảnh hưởng lớn nhất trong ba vành đai giang tô, Giang Chiết và Thượng Hải, phòng thương hội Hồng ưng. Nét mặt Thiều Hải Hà mỗi lúc một trở nên khó coi, anh ta rất hối hận vì sự bốc đồng trước đó của mình. Là con trai cả của nhà họ Thiều nên anh ta không thể không biết tầm ảnh hưởng của thương hội Hồng ưng, chỉ cần là doanh nhân Giang Tô, Giang Chiết và Thượng Hải thì đều muốn tiến vào thương hội Hồng ưng này. Bởi vì nó không chỉ là một hạn ngạch, mà còn là một biểu tượng địa vị, bước vào thương hội Hồng ưng tương đương với việc bước vào vòng tròn cốt lõi của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc hàng năm thương hội hồng ưng đều tìm kiếm những ngôi sao tiềm năng mới trong giới kinh doanh một người trong gia đình được thương hội hồng ưng mời tuy nhiên tấm vé thành viên mà vô số người coi như là báu vật đã bị thiều gia nguyệt ném vào thùng rác như giấy vụn thiều hải hà không giống với thiều gia nguyệt nên anh ta không thể bỏ qua thương hội hồng ưng nhưng điều khiến anh ta không thể hiểu là mấy ngày không gặp làm sao thiên việt bân lại có thể vào được thương hội hồng ưng nét mặt của anh ta ngày càng khó coi Thiều Hải Hà sợ hãi nhìn về phía Thiên Việt Bân. "Không, tôi không tin anh lại có thể vào được thương hội Hồng Ưng được. Tin hay không là việc của anh." Thiên Việt Bân bình tĩnh nói tiếp. "Tôi khuyên anh nên an phận chút đi, trong tòa nhà quốc tế này, tôi không phải là lớn nhất. Anh cho rằng tập đoàn Cửu Châu của anh là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, nhưng thật ra trong mắt chúng tôi, anh thậm chí còn không bằng cái rắm." Thiều Hải Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận, không nói thêm được lời nào. Cút! Tiếng quát lớn khiến Tiểu Hải Hà bị dọa sợ, anh ta lập tức chạy ra khỏi văn phòng của Thiên Việt Bân. Anh ta không đi thang máy mà bước từng bước xuống cầu thang. Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những lời của Thiên Việt Bân, trong mắt Thiều Hải Hà lóe lên một tia giận dữ. Chỉ là vừa mới gia nhập thương hội Hồng ưng thôi, có cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy chứ? Đợi đến lúc mình xây dựng được mối quan hệ tốt cùng với chủ nhân của tòa nhà quốc tế đi rồi biết, hư. Thiều Hải Hà cảm thấy nhẹ nhõm trở lại khi nghĩ đến bữa tiệc trong tuần tới, nhưng anh ta nghe nói rằng chủ nhân của tòa nhà, Thần Long Thấy Đầu Không Đuôi Sao đã hứa sẽ tham dự bữa tiệc của anh ta. Sao Thần Long Thấy Đầu Không Thấy Đuôi, vốn là một câu thơ, sao lại được dùng để chỉ người có hành tung thần bí, không lộ chân tướng, nó cũng là ẩn dụ về những người khó có thể nắm bắt. Đây là thời cơ thích hợp để tập đoàn Cửu Châu phát triển mạnh mẽ, một khi giành được chiến thắng, một số dự án lớn sẽ không cần phải lo lắng nữa. Thiều Hải Hà từng bước đi dọc theo cầu thang, trong lúc vô tình, anh đã lên đến tầng 88 của tòa nhà quốc tế. Văn phòng chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh nằm ở tầng này. Thật kỳ lạ, anh ta dừng lại rồi do dự một lúc, nhưng cuối cùng anh ta vẫn quyết định xảy bước về phía văn phòng chủ tịch. Lúc này, các nhân viên của tập đoàn Lệ Tinh đều đã tan làm, chỉ có đèn ở trong văn phòng chủ tịch là vẫn sáng. Vừa đến gần cửa phòng làm việc, Thiều Hải Hà lập tức nghe thấy một giọng nói ngọt như sữa mẹ khi nào chúng ta mới về nhà con nhớ ba sau đó là giọng của liễu phi tuyết được bây giờ chúng ta về nhà giọng nói rất nhẹ nhàng thanh thoát hoàn toàn khác với dáng vẻ kiên quyết thường ngày nghe thấy âm thanh này thiều hải hà lại nghĩ đến đám cưới của liễu phi tuyết đêm đó trước mắt lập tức hiện lên một tầng mây mù cạch đúng lúc này cánh cửa mở ra liễu phi tuyết dẫn huỳnh như từ văn phòng chủ tịch đi ra khoảnh khắc nhìn thấy thiều hải hà vẻ mặt Liễu Phi Tuyết thay đổi rất lớn. Là anh. Thiều Hải Hà không ngờ Liễu Phi Tuyết lại mở cửa nhanh như vậy, trong lòng khẽ giật mình, nhưng sau đó anh ta đã bình tĩnh trở lại, cười nhẹ. Phi Tuyết, chào buổi tối. Tuy nhiên, Liễu Phi Tuyết chỉ nhìn anh ta một cách vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không hề có cảm xúc. Tiểu Như, đi thôi. Liễu Phi Tuyết dẫn Huỳnh Như đi về phía thang máy. Trong mắt Thiều Hải Hà lóe lên một tia nham hiểm, sau đó anh ta nhanh chóng đuổi theo Liễu Phi Tuyết, ngăn lại. "Phi Tuyết, đã muộn như vậy rồi, hẳn là cô vẫn chưa ăn cơm, có muốn ăn cùng nhau không?" Ánh mắt Liễu Phi Tuyết lập tức trở nên lạnh lẽo, cô nhấn mạnh từng chữ một, "Thiều Hải Hà, tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa, chồng tôi còn đang đợi tôi ở dưới lầu." "Chồng sao?" Nghe vậy, đột nhiên trong mắt Thiều Hải Hà tràn đầy tức giận. Cuộc hôn nhân của Liễu Phi Tuyết luôn là cái gai trong tim anh ta anh ta muốn xem rốt cuộc là loại đàn ông nào mà lại có thể lấy một người phụ nữ như Liễu Phi Tuyết. Anh ta đến bên cửa sổ nhìn xuống, không nói đến người, ngay cả một chiếc xe cũng không có. Tuy nhiên, ở góc bên kia của tòa nhà quốc tế, Huỳnh Nhân vẫn đang đợi. Thấy Liễu Phi Tuyết đã lâu rồi mà vẫn chưa đi xuống, trong mắt anh khẽ lóe lên một tia sắc bén. Anh lập tức giải bước đi vào thang máy. Ha ha, Phi Tuyết, cô không cần thiết phải lừa tôi đâu. Tôi vừa xem qua rồi ở dưới lầu chẳng có ai cả. Thiều Hải Hà nhìn Liễu Phi Tuyết cười nói. Không có người tới đón phải không? Liễu Phi Tuyết không nói gì, ánh mắt nhìn Thiều Hải Hà càng thêm lạnh lùng, nhưng trong lòng lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Vừa rồi chỉ là cô dọa Thiều Hải Hà mà thôi, Huỳnh Nhân có ở đó hay không chính cô cũng không hay biết. Phi Tuyết, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu ra được một vấn đề. Tôi muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, đối với cô nhất kiến trung tình, tại sao cô ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm ném cho tôi chứ? Thiều Hải Hà không tự chủ mà nhìn thân thể mỏng manh, thanh tú của Liễu Phi Tuyết dưới bộ đồ vest, nhưng trong lời nói lại có một tiêu oán hận sâu sắc. Giống như những ân oán tích tụ nhiều năm, tất cả đều đang bùng phát. Liễu Phi Tuyết lùi lại một bước, bảo vệ chặt chẽ Huỳnh Như ở sau lưng. Huỳnh Như cũng sợ hãi nhìn Thiều Hải Hà, nói. Mẹ, con sợ. Trong hành lang tối tăm yên tĩnh, giọng nói trầm ấm lạnh lùng của thiều hải hà khẽ vang lên tôi thích cô đến mức nằm mơ cũng muốn có được cô nhưng cô lại đột ngột kết hôn một chút tin tức cũng không có điều này có công bằng với tôi hay không cô có biết tôi đã cảm thấy thế nào khi biết tin cô đã kết hôn không đầu tiên là tức giận sau đó là uất hận hận chồng cô nhưng lại càng hận cô hơn hận tại sao cô lại không chọn tôi Suốt cuộc là tôi thua kém chồng cô ở điểm nào chứ so với anh ấy anh một góc cũng không bằng mặc dù lo lắng nhưng liễu phi tuyết vẫn đáp lại một cách lạnh lùng ngay khi những lời này nói ra hai mắt thiều hải hà đỏ ngầu giọng nói trở nên thâm trầm thật là vậy hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi lợi hại như thế nào trong lúc nói thiều hải hà tiến về phía liễu phi tuyết với một nụ cười hả hê trên gương mặt liễu phi tuyết kéo huỳnh như ra phía sau lớn tiếng quát thiều hải hà anh muốn làm gì Hành lang thiếu ánh sáng, trong công ty chẳng còn ai, chỉ có một nam một nữ, nếu là cô gái khác thì đã sớm bị dọa sợ đến nhũn cả chân rồi, chỉ có người phụ nữ mạnh mẽ như Liễu Phi Tuyết mới có thể giữ được bình tĩnh vào lúc này. Tuy nhiên, Thiều Hải Hà vẫn còn bức xúc. Làm gì sao, đợi một lát nữa cô sẽ biết. Oa, wow. Huỳnh Như sợ hãi kêu lên. Ba, con muốn ba. Tiểu Như, đừng khóc. Liễu Phi Tuyết vội vàng ôm chặt Huỳnh Như, an ủi mẹ ở đây có mẹ ở đây không sao đâu ba sau khi thiều hải hà nghe được câu nói của huỳnh như thì anh ta lại càng thêm chế giễu anh ta sẽ không tới đâu nghe nói cô gả cho một tên quân nhân hôi hám phải không vậy thì cô có khác gì quá phụ đâu chứ thời gian dài như vậy chắc hẳn là cô không chịu nổi đâu nhỉ thiều hải hà tôi cảnh cáo anh nếu như anh tiến thêm một bước tôi sẽ không để yên cho anh liễu phi tuyết lớn tiếng nói trong mắt hiện lên vẻ oán hận câu này cũng khiến Tiểu Hải Hà sướng sờ nhưng ngay sau đó anh ta lại bật cười Phi Tuyết cô có biết tôi thích cô ở điểm nào không tôi thích nhất là trinh tiết của cô nếu chinh phục được người phụ nữ như cô chắc hẳn là rất khoái cảm sau đó anh ta tóm lấy Liễu Phi Tuyết Liễu Phi Tuyết vì muốn bảo vệ Huỳnh Như nên không thể nhúc nhích cô lập tức nhắm chặt mắt lại ầm um, tuy nhiên cảnh tượng tàn bạo như trong tưởng tượng đã không xảy ra, thay vào đó là tiếng ồn ào. Cô lập tức mở mắt, ngơ ngác nhìn về phía trước. Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn và uy nghiêm trước mặt, gió lạnh từ cửa sổ đang mở ùa vào, hất tung mái tóc của anh ta. Huỳnh nhân lạnh lùng nhìn Thiều Hải Hà bị anh đá vào tường, giọng nói thở ơ, không cảm xúc. Những gì anh đã làm vừa rồi, cho dù anh có 10 cái mạng, thì cũng không đủ để cho anh sống audio điện tử võ tấn bền hết chương 80